Đại ca cẩn thận. Lục Lâm Thiên lướt tới, kinh khí dịu dàng xuyên qua, nháy mắt đã nâng đỡ Dương Quá, một cỗ cự lực va chạm khiến thân hình hắn bị đẩy lui, lúc này mới ngăn cản được Dư Kình. Ông! Chấn Thiên cắm xuống quảng trường, chém ra một khe rãnh mới hoàn toàn ổn định thân hình. Đại ca, không sao chứ? Lục Lâm Thiên lo lắng hỏi. Có chút phiền phức, Nguyên Nhược Lan vận dụng đế giả nguyên lực, ta khó thể đối kháng. Dương Quá lau vết máu, ánh mắt ngưng trọng. Nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Cùng kỳ cùng Kim Lang cùng động, năng lượng hỏa hệ hội tụ, ngưng tụ thành một đầu hư ảnh dị thú dữ tợn rít gào lao ra. Kim Lang giẫm mạnh hư không, năng lượng thổ hệ hội tụ, ngưng tụ thành một đầu hư ảnh cự lang dài hơn ngàn thước. Ngao! Hai đạo năng lượng cùng rít gào, uy áp tràn ngập chân trời, nháy mắt lao thẳng về hướng Nguyên Nhược Lan. Kim Lang tôn giả, cùng kỳ tôn giả, nếu ở thời kỳ toàn thịnh thì còn được, hiện tại các ngươi như nỏ mạnh hết đà, không còn là đối thủ của ta. Nguyên Nhược Lan thản nhiên nói, liên tiếp bổ ra hai kiếm, kiếm quang phá không bay ra. Hưu! Hai đạo hư ảnh nháy mắt bị chém vỡ, kinh khí thổi quét, thân hình Kim Lang cùng kỳ bị bắn ngược ra ngoài, nện xuống quảng trường. Phanh phanh! Sơn băng địa liệt, mặt đất nứt nẻ, cả ngọn núi khổng lồ bị lực trùng kích khiến chỗ vỡ nứt đều sụp đổ. Phốc! Kim Lang lẫn cùng kỳ đều phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Thật mạnh! Đông đảo cường giả nhìn thấy một màn này đều rung động, không nghĩ tới Nguyên Nhược Lan vận dụng đế giả nguyên lực lại cường hãn tới nông nỗi này, thậm chí cả Kim Lang lẫn cùng kỳ đều không thể đối kháng. Kiệt kiệt! Vô ảnh kiếm tôn cười lạnh, uy lực đế giả nguyên lực còn mạnh hơn sự tưởng tượng của hắn, chỉ sợ có quan hệ tới việc Nguyên Nhược Lan chiếm được truyền thừa của kiếm tổ, không phải ai chiếm được đế giả nguyên lực đều cũng có uy lực như vậy, hiện tại người đế đạo minh đã không phải là đối thủ. Hừ! Có đế giả nguyên lực thì giỏi lắm sao? Lục Tâm Đồng sầm mặt, độc phụ quanh quẩn, muốn xông lên phía trước. Tâm Đồng, không cần thiếu suy nghĩ, để cho ta tới đi. Lục Lâm Thiên nháy mắt ngăn cản trước người Lục Tâm Đồng, kinh khí thổi quét ngăn cản nàng. Nhị đệ, để đại ca đi, người bị thương không nhẹ, đại ca chưa chắc sẽ bại trận, nhiều lắm chỉ là trả giá chút đại giới mà thôi. Sắc mặt Dương Quá tái nhợt nói. Nghe vậy tâm thần Lục Lâm Thiên trầm xuống, cười nói. Đại ca, Tâm Đồng, chiếu cố mọi người là được rồi, không có việc gì. Ca ca, vậy huynh cẩn thận một chút. Lục Tâm Đồng thoáng do dự, lập tức gật đầu lui ra sau, Dương Quá liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên, cũng thu Chấn Thiên lui ra sau. Lâm Thiên, cẩn thận một chút. Vân Thiếu Thiên cùng Lữ Chính Cường lo lắng hô. Nhóm yêu thú Xích Viêm tuy lo lắng nhưng cũng biết mình không giúp được gì. Đi lên chỉ bị đánh chết, còn làm chủ nhân phân tâm. Lúc trước chúng ta không phân thắng bại, vẫn chỉ là luận bàn, mà bây giờ vì sơn môn của mình, chỉ sợ cần phải sinh tử giao nhau. Ánh mắt Nguyên Nhược Lan khẽ động, toàn thân bao phủ trong ma tà khí. Sớm muộn gì sẽ có một ngày như thế. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói, ánh mắt hiện hàn mang. Người đánh bị thương đại ca cùng sư thúc ta, thù này ta cũng sẽ báo. Xem ở mặt mũi của ngươi ta đã lưu thủ, ngươi muốn báo thù ta tự nhiên không ngăn cản được ngươi, nhưng ngươi đánh chết đông đảo đệ tử Thiên Kiếm Môn, nói thế nào ta nhất định phải tìm ngươi tính sổ. Trong mắt Nguyên Nhược Lan hiện vẻ phức tạp nói. Cái chết của đệ tử Thiên Kiếm Môn đó là tự tìm đường chết, đừng có quên là Thiên Địa Minh muốn động thủ trước với ta. Lục Lâm Thiên lạnh lùng đáp. Nói nhiều vô ích, hết thảy phải xem thực lực, ta vận dụng đế giả nguyên lực, cuộc chiến này với ngươi không công bình. Cho nên ta cho ngươi cơ hội, ngươi ra tay trước đi. Nguyên Nhược Lan vung trường kiếm nói. Đây không phải luận bàn, không có chuyện công bình hay không, hết thảy chỉ dựa vào thực lực, ngươi vận dụng đế giả nguyên lực thì thế nào, có thể đánh thắng ta hay không còn chưa biết. Khí tức quanh thân hắn chợt thu liếm, ngay tiếp theo một cỗ linh lực tràn ra, giống như thương thế tạm thời ức chế, sắc mặt khôi phục hồng nhuận, chân khí linh tôn bát trọng hoàn toàn phóng thích. Lục Lâm Thiên đã là linh tôn bát trọng. Mọi người kinh hãi, không ai ngờ hắn đã đạt tới trình độ này, tuyệt đối bước chân vào cấp độ siêu cấp cường giả. Nhóm người Dương Quá cũng cực kỳ ngoài ý muốn, không biết hắn cũng đã đột phá. Thực lực thật là khủng khiếp, tiến bộ còn nhanh như vậy. Các cường giả đều kinh ngạc, tu vi thực lực hiện tại của Nguyên Nhược Lan chỉ là nhờ vận dụng đế giả nguyên lực mà thôi, mà Lục Lâm Thiên lại là tu vi chân chính. Lúc trước khi đối chiến, tu vi của Lục Lâm Thiên còn thấp hơn Nguyên Nhược Lan không ít.
Linh Tôn bát trọng. Ba người Vô Ảnh Kiếm Tôn ngây dại. Nhược Lan, không tiếc hết thảy đại giới, hôm nay nhất định phải đánh chết Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Vô Ảnh trầm xuống, truyền âm cho Nguyên Nhược Lan. Linh Tôn bát trọng, chỉ sợ còn chưa đủ đi. Ánh mắt Nguyên Nhược Lan khẽ động, tựa hồ bị ảnh hưởng lời nói của Vô Ảnh Kiếm Tôn. Không đủ sao, vậy lại thêm một chút tốt lắm. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, tinh quang bắn ra, một đạo thủ ấn kết xuất, không gian run lên, một đạo quang quyển bạch sắc bao phủ, năng lượng thiên địa hội tụ, khí tức đột nhiên kéo lên. Cửu chuyển thiên linh bí pháp, đệ nhất chuyển, đệ cửu chuyển. Chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi chân khí Lục Lâm Thiên đã tăng lên tới linh tôn cửu trọng, tới gần trung kỳ mới ổn định lại, chân khí trực tiếp tiêu thăng. Bí pháp linh lực. Ánh mắt các cường giả đều kinh hãi. Tiểu tử này thủ đoạn không ít, không biết có thể đối kháng Nguyên Nhược Lan hay không a. Thiên Dương Tôn giả lo lắng nói. Trong đội ngũ Thiên Vân Đảo, Đạm Thai Tuyết Phi, Mộ Dung Lan Lan đều lo lắng nhìn lên không trung. Linh lực bí pháp thật mạnh, thật sự có thủ đoạn, linh tôn cửu trọng, vẫn còn chưa đủ. Nguyên Nhược Lan trầm mặt, nói. Ngươi động thủ đi. Ta chưa bao giờ chiếm tiện nghi của nữ nhân. Ngươi là nữ nhân, cho nên ngươi ra tay trước đi. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Nguyên Nhược Lan thoáng lặng người, lập tức vung kiếm. Ta không khách khí. Dứt lời ma kiếm vung ra, thân ảnh phá không bay tới, kiếm quang đấu bắn, chân khí quỷ dị hướng Lục Lâm Thiên lao tới. Thiên linh diệt hồn chỉ. Lục Lâm Thiên hét lớn. Hưu. Chỉ ấn hội tụ, xuyên thủng không gian, nháy mắt va chạm cùng kiếm quang, cả hai đều mai một trong không trung. Khe không gian ẩn hiện, nháy mắt liền khép lại. Đặng đặng, Lục Lâm Thiên bị đẩy lui, thực lực Nguyên Nhược Lan lúc này mạnh như trong tưởng tượng của hắn. Ta nói rồi, thực lực của ngươi bây giờ không đủ. Nguyên Nhược Lan lao thẳng tới, ngọc thủ tung bay, ma kiếm đánh ra kiếm ảnh lao thẳng về phía trước. Hiu hiu, hai đạo kiếm ảnh bổ ra khe không gian, nháy mắt đã tới cách Lục Lâm Thiên không xa. Thời không loạn. Một cỗ chân khí quỷ dị lan tràn nhanh như chớp, không gian xung quanh trào ra, khuếch tán nhanh như thiểm điện. Không gian xung quanh quỷ dị nhanh chóng đồng hóa không gian trước mặt Lục Lâm Thiên. Ngay nháy mắt này Nguyên Nhược Lan chợt cảm thấy trong lòng có cỗ dao động quỷ dị. Các cường giả kinh ngạc nhìn thấy, kiếm quang của Nguyên Nhược Lan nháy mắt khựng lại, thậm chí cả tôn cấp cũng không nhìn ra được vấn đề gì. Lúc này kiếm quang xuyên thủng không gian đi tới chỗ Lục Lâm Thiên vừa đứng. Nhưng thân ảnh của hắn đã biến mất. Tốc độ thật nhanh. Mọi người kinh hãi, tốc độ Lục Lâm Thiên thật quá mức quỷ dị, biến hóa vừa rồi làm các cường giả cũng kinh ngạc. Suy. Khi Lục Lâm Thiên xuất hiện, thủ ấn nhanh chóng kết xuất, linh lực tuôn tràn, không gian run lên, năng lượng thiên địa hội tụ, linh hồn lực bắt đầu khởi động. Một cỗ uy áp thật lớn tràn tới, phong vân biến sắc. Nhìn thấy khí tức trên người Lục Lâm Thiên biến hóa. Ánh mắt Nguyên Nhược Lan cũng thay đổi, có thể nhìn ra Lục Lâm Thiên đang ngưng tụ linh kỹ lợi hại, đột nhiên ma kiếm mang theo giải lụa năng lượng kinh người bay ra. Kiếm quang bạo lướt, nháy mắt hóa thành chín đạo kiếm quang, xuyên thủng không gian va chạm thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Hô! Thủ ấn cuối cùng bay xuống, Lục Lâm Thiên đột nhiên quát. Toái hồn sư tử hống. Linh lực nháy mắt hội tụ, quanh thân Lục Lâm Thiên hiện lên một hư ảnh nhân hình thật lớn. Hư ảnh lớn hơn trăm thước, mang theo uy áp linh hồn, xung quanh đều hiện lên khe không gian li ti khi ẩn khi hiện. Hống. Cùng một thời gian, hư ảnh mở miệng, một tiếng giống như sư tử rít gào chấn khai không gian xung quanh lay động, nhìn qua giống như sóng thần dựng thẳng lên cao, chấn vỡ không gian xung quanh phía trước. Sóng âm khủng bố lập tức va chạm vài chín đạo kiếm quang kia. Âm ba như vô hình, giờ phút này lại có một cỗ lực lượng cuồng bạo nháy mắt khuếch tán. Ngưng tụ thành một vầng sáng không ngừng xoay tròn phía trước. Chín đạo kiếm quang va chạm, chậm rãi tiêu tan, linh hồn lực lượng dây dưa vào chín đạo kiếm quang kia. Hống hống hống. Tiếng sư giống rít gào, chấn vỡ không gian nứt vụn thành từng khúc, thực lực thấp đều cảm giác linh hồn đau đớn, phảng phất như hồn anh sắp bị vỡ nát. Chỉ nháy mắt sóng âm cùng chín đạo kiếm quang đồng thời nứt vụn, không gian xung quanh sôi trào cuồn cuộn. Tiếng thú minh dùng tốc độ thần dị khủng khiếp nhanh chóng ngưng tụ, cấp tốc xoay tròn, linh hồn khí tức khủng bố tràn ngập, uy thế sắc bén làm người kinh hãi. Mau lui lại, mọi người phong bế thính lực. Mang linh quát lớn, giờ phút này ngay cả hắn nghe được tiếng thú minh còn chịu khổ sở, may mắn âm ba công không cố ý nhằm vào hắn,
đủ cho hắn biết âm ba linh kỹ kia cường hãn bậc nào. Mọi người vội vàng thối lui, âm ba linh kỹ thật sự quá mạnh mẽ, họ chưa từng gặp qua bao giờ, giống như cố ý nhằm vào linh hồn. Lục Lâm Thiên thi triển toái hồn sư tử hống, chính là linh kỹ địa cấp cao giai, ngưng tụ âm ba đặc biệt công kích linh hồn, uy lực xuyên thấu đại não đối thủ, đem hồn anh chấn vỡ. Đặng đặng, bị âm ba khủng bố công kích linh hồn, thân hình nguyên nhược lan lảo đảo thối lui, linh hồn công kích quỷ dị kia tuyệt đối tạo thành ảnh hưởng với nàng. Giờ phút này Lục Lâm Thiên còn thi triển cửu chuyển thiên linh bí pháp, đã tới tu vi linh tôn cửu trọng gần trung kỳ, hơn nữa linh kỹ bất phàm, còn là linh hồn công kích, vì vậy uy lực càng thêm mạnh mẽ. Suy, hư ảnh sau lưng Lục Lâm Thiên biến mất, bản thân hắn cũng lảo đảo thối lui ra sau vài bước. Không gian hỗn loạn khôi phục, âm ba công kích dừng lại, thân thể nguyên nhược lan cuối cùng cũng ổn định trở lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn Lục Lâm Thiên, khóe môi lộ nụ cười. Âm ba công thật quỷ dị, đây là thực lực cực mạnh của ngươi đi, nếu dưới tình huống bình thường ta đã thất bại, chẳng qua hiện tại ngươi còn kém một ít. Nếu ngươi không còn thủ đoạn khác, vậy ngươi nhất định phải thua. Ánh mắt nguyên nhược lan trầm xuống, ma kiếm huy động, chân khí quỷ dị càng lúc càng nồng nặc, mái tóc dựng lên, toàn thân tràn ngập ma khí. Hiu hiu, hư ảnh trường kiếm xoay quanh, ma tà khí bay ra, chân khí tràn ngập cả không trung. Hô! Giữa không trung gió dục mây vần, thậm chí còn có tiếng sấm sét, áp lực tới cực điểm. Ông ông! Trên thân kiếm phát ra tiếng sấm vang, uy áp lan tràn, chân khí kinh khủng làm nhóm siêu cấp cường giả cũng rùng mình, trong lòng càng thêm lo lắng. Có thể đối kháng được sao? Sắc mặt Tử Yên ngưng trọng, cắn răng, tựa hồ đã làm ra quyết định. Tử Yên, người muốn làm gì, hãy từ từ nhìn xem một chút đi, người không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ánh mắt Tử Đồng trưởng lão rơi lên người Tử Yên mang theo vẻ khó xử. Ngươi nhất định thất bại. Nguyên Nhược Lan nói, ma kiếm huy động, từng đạo kiếm quang bay ra, nháy mắt như hóa thành kiếm vũ mang theo năng lượng cuồn cuộn mạnh mẽ chói mắt, giống như nước thủy triều bao phủ thiên không, dưới uy áp thiên địa run rẩy. Thật mạnh. Đông đảo cường giả đều rung động thầm hô. Ám ma phân thân bí pháp. Lục Lâm Thiên kết xuất thủ ấn, 10 linh hồn phân thân xuất hiện. Siêu siêu, chỉ nháy mắt 10 linh hồn phân thân hiện ra trước người Lục Lâm Thiên, linh hồn lực của hắn hiện tại đã vô cùng khủng bố. Sao nhiều linh hồn phân thân như vậy? Các cường giả đều kinh ngạc hô. Toái hồn sư tử hống. 10 linh hồn phân thân quát lớn, linh hồn năng lượng đồng thời khuếch tán, trong giây lát hư ảnh hình người trên trăm thước ngưng tụ, từng luồng linh hồn uy áp vỡ áp không gian khiến động sâu liên tục xuất hiện. Hống. Cùng một thời gian 10 hư ảnh mở miệng rít gào một tiếng, cuồng mãnh chấn khai cả không gian xung quanh. Không gian xung quanh sôi trào như sóng biển gào thét, đỡ upsilon.ng vỡ không gian, âm ba công khủng bố khoảnh khắc va chạm cùng kiếm quang bao trùm tới. 10 đạo âm ba linh hồn công kích bay tới, linh hồn năng lượng cuồng bạo nháy mắt khuếch tán, trong khoảnh khắc ngăn chặn kiếm quang đi tới, kiếm quang nhất thời không thể lao ra khỏi 10 đạo âm ba công kích bao phủ. Hống hống. Âm ba công kích cuồn cuộn, thanh âm sư giống chấn vỡ không gian nứt vụn từng khúc, linh hồn dao động thổi quét, Lục Lâm Thiên đã đem hết toàn lực thi triển công kích cực mạnh, 10 đạo toái hồn sư tử hống giống như 10 Lục Lâm Thiên đồng thời thi triển linh hồn công kích. Linh hồn công kích xuyên qua kiếm quang bao trùm áp tới trên người Nguyên Nhược Lan. Sắc mặt Lục Lâm Thiên cực kỳ ngưng trọng, từng đạo thủ ấn kết xuất, không dám có chút khinh thường, thân hình hắn tản ra quầng sáng quỷ dị, từng luồng năng lượng bắt đầu hội tụ lưu chuyển tới. Răng rác, liên miên không ngừng, linh hồn công kích dày trọng tựa như sóng biển rít gào giận dữ, từng đợt áp chế lên người Nguyên Nhược Lan. Dưới thủ đoạn khủng bố như thế, Phô Ảnh, Cương Khôi cùng Thao Ưng không khỏi khẩn trương, bọn hắn thật không ngờ Lục Lâm Thiên còn có thủ đoạn này, hơn nữa linh hồn lực còn cường hãn tới mức như thế. Trong đám người, ánh mắt lão giả linh vũ giới kinh ngạc nhìn Lục Lâm Thiên cùng Nguyên Nhược Lan, đột nhiên lộ ra ý cười quỷ dị. Giữa không trung. Kiếm quang cùng âm ba công giằng co, thân thể Nguyên Nhược Lan run rẩy không ngừng. Hống. Linh hồn công kích hội tụ xuyên thấu qua kiếm quang đánh thẳng lên người Nguyên Nhược Lan, từng đợt công kích mãnh liệt tràn tới, khiến sóng gợn cuồn cuộn sôi trào, lan tràn khắp bốn phương tám hướng, áp lực tới mức không gian đều trầm trọng, cả hư không trở nên vặn vẹo. Sắc mặt Nguyên Nhược Lan ngày càng trắng bệch, ánh mắt mơ hồ muốn ngây dại. Lấy tâm làm kiếm, kiếm làm tâm, ngưng tụ.
Sắc mặt Nguyên Nhược Lan ngày càng ngưng trọng, kiếm quyết đánh ra, mà tà khí bộc phát, không gian vang lên tiếng quỷ khóc thần hào, quanh thân lướt ra kiếm ảnh hư ảo, vô số trường kiếm ông ông hội tụ thành tiếng kiếm minh đinh tai nhức óc. Ông ông, kiếm khí tiết ra ngoài, vạn kiếm tề minh, khí thế kinh người vỡ áp thiên địa. Ma kiếm vi tôn, ma kiếm quyết. Một đạo kiếm quyết cuối cùng đánh ra, kiếm ảnh rậm rạp hư ảo dung hợp, hàng vạn hàng ngàn kiếm quang quanh quẩn. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, kiếm quang ngưng tụ thành một thanh cự kiếm hư ảnh khổng lồ hơn ngàn thước, khí tức ma tà sắc bén hiển lộ, xé rách cả không gian. Thật mạnh, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ siêu cấp cường giả đều rung động. Lục Lâm Thiên, không nghĩ tới người có thể làm cho ta thúc giục toàn lực, người đúng là làm cho người ngoài ý muốn, chẳng qua ngươi chỉ là nỏ mạnh hết đà không thể đối kháng, ma kiếm quyết, phá. Chỉ tích tắc, hư ảnh cự kiếm xoay quanh, Nguyên Nhược Lan phun máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch. Phốc, ma kiếm vung lên, cự kiếm uyển như phi long trùng thiên, mang theo xu thế kinh người đột nhiên lao thẳng về hướng 10 đạo hư ảnh của Lục Lâm Thiên. Cự kiếm lao tới, không gian nứt vỡ, chấn vỡ khe không gian tối đen, phảng phất như tương liên cùng thiên địa, không gian nứt vụn thành từng khúc phía trước. Răng rắc, tốc độ nhanh như chớp, 10 đạo hư ảnh bị cự kiếm lướt qua, lập tức bị chấn vỡ, mà 10 linh hồn phân thân biến thành nhạt nhòa như sắp biến mất. Phốc, Lục Lâm Thiên dùng mình phun máu tươi. Hưu, cùng một thời gian cự kiếm vẫn chưa tiêu tán, kiếm ảnh khổng lồ phai nhạt hơn không ít. Vẫn mang theo uy thế kinh người sắp đâm tới Lục Lâm Thiên. Đúng ngay thời khắc này, thủ ấn trong tay hắn đột nhiên dừng lại, khuôn mặt trắng bệch tới cực hạn, nhưng lại lộ ra nụ cười quỷ dị, khóe môi còn mang theo vết máu khiến khuôn mặt hắn có vẻ dữ tợn đáng sợ. Nỏ mạnh hết đà, vậy thử xem một chiêu cuối cùng đi. Lục Lâm Thiên dữ tợn quát, thủ ấn kết thúc, hào quang chói mắt lóe sáng, trong mắt hắn đột nhiên bắn ra hào quang vô cùng quỷ dị. Oanh long long. Chỉ nháy mắt thiên không run lên, trên không trung sau lưng Lục Lâm Thiên đột nhiên vang lên tiếng sấm sét ầm ĩ, không gian biến thành ảm đạm không ánh sáng, một cỗ linh hồn uy áp bàng bạc khiến mọi người đều muốn thần phục. Chẳng lẽ là thiên cực linh kỹ? Biến hóa như thế chính là thiên cực linh kỹ, Lục Lâm Thiên còn luyện thành thiên cực linh kỹ. Phong vân biến sắc, đông đảo cường giả đều kinh ngạc. Hưu, cự kiếm đã đi tới trước người hắn. Mang theo uy áp một đường phá hủy tràn tới. Thiên linh hồn nhãn. Lục Lâm Thiên quát một tiếng, ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo hào quang trừng lớn, nháy mắt hai đạo quang thúc từ trong mắt bắn ra, giống như vẫn thạch rơi xuống, ầm ầm va chạm trên không, lập tức hội tụ lẫn nhau. Suy. Hai quang thúc nháy mắt hội tụ, một cỗ năng lượng đáng sợ như gió bão thổi quét, hóa thành quang quyển khổng lồ, nhìn qua giống như một con mắt cực lớn. Xung quanh con mắt khổng lồ hiện lên khe không gian tối đen, bên trong con mắt từ xa xa nhìn lại thật giống như một động sâu tăm tối, sâu không thấy đáy, lộ ra khe không gian tối đen, thăm thẳm âm u. Hô hô, bên trong con mắt giống như hắc động khổng lồ lan tràn lực lượng ngập trời như có thể cắn nuốt vạn vật, khuếch tán lan tràn như tia chớp, không gian xung quanh đều bị cắn nuốt, không gian xung quanh lại giống như chiếc kính phá nát, ngay sau đó liền bị hắc động nuốt chừng. Mọi người đều có cảm giác chỉ cần mình tới gần hắc động nhất định sẽ bị nuốt vào bên trong, tiêu diệt thành cho tàn, mà từ xa xa nhìn vào bên trong lại cảm giác linh hồn sẽ bị trực tiếp phá hủy. Linh hồn uy áp thật lớn làm những ai có thực lực thấp không khỏi tái nhợt, ánh mắt dại ra, nếu không có cường giả sơn môn bảo hộ cũng sẽ gặp phải tai bay vạ gió. Lục Lâm Thiên thi triển chính là thiên cực linh kỹ thiên linh hồn nhãn của sư phụ Chí Thánh Đại Đế, dùng linh hồn năng lượng làm công kích, hình thành linh hồn động sâu. Cắn nuốt hết thảy vật chất có sinh mạng, dùng linh hồn lực phá hủy ý thức cùng tinh thần. Hưu, cự kiếm phá không mang theo khe không gian tối đen hung hăng đâm vào trong hắc động, năng lượng bàng bạc khủng bố tung hoành, giống như vẫn thạch va chạm vào nhau. Từ trong linh hồn động sâu tràn ra hấp lực cắn nuốt, cũng không biết là đôi bên ai nuốt chửng lấy ai. Cự kiếm vào tiến vào hắc động, xung quanh hắc động lan tràn từng vầng hào quang tối đen, giống như trời sụp đất nứt. Thoáng chốc toàn bộ cường giả cảm giác trái tim như ngừng đập, linh hồn đều run rẩy. Chỉ nháy mắt cự kiếm dần dần tiêu tán, không gian một mảnh tối đen, bên trong hắc động khủng bố cũng bị cự kiếm tua nhỏ khe không gian tối tăm, linh hồn động sâu bắt đầu nứt nẻ. Phanh phanh, tiếng sấm sét vang rền, cự kiếm cùng linh hồn động sâu đồng thời nổ tung, không gian nổ vụn thành từng khúc biến mất, cả thiên không đều bị lan tới,
năng lượng khủng bố thổi quét, không gian phá nát, năng lượng phong bạo lan tràn bốn phía. Cả Lục Lâm Thiên cùng Nguyên Nhược Lan đều bị cuốn vào bên trong, bị chôn vùi trong không gian bị chém nát kia. Phốc! Khi hai thân ảnh xuất hiện, đều phun ra máu tươi. Hai mắt Nguyên Nhược Lan có chút dại ra, linh hồn công kích khủng bố thật sự làm cho nàng bị ảnh hưởng. Siêu! 10 đạo linh hồn phân thân quay về trong ấn đường Lục Lâm Thiên, sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt bắn ra tinh quang, thân ảnh chợt lóe, chân khí tràn ra, nhanh như chớp xuất hiện trước người Nguyên Nhược Lan. Chỉ nháy mắt ánh mắt Nguyên Nhược Lan đã khôi phục thanh tỉnh, nhìn thấy Lục Lâm Thiên đã tiến tới gần, hoảng sợ vung ma kiếm đâm tới, kiếm quang xuyên thủng không gian. Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, ánh mắt khẽ động, cũng không hề né tránh, thân hình có chút uốn éo, hoàng mang chợt lóe đã khởi động thanh linh khải giáp, cắn răng bỏ mặc một kiếm kia đâm thẳng tới. Tiểu tử kia làm gì? Nhìn thấy một màn này, mọi người kinh ngạc, Lục Lâm Thiên muốn trực tiếp đối kháng ma kiếm. Chẳng khác gì là muốn chết. Tiểu tử muốn chết. Ba người Vô Ảnh Kiếm Tôn cười lạnh. Suy. Bả vai Lục Lâm Thiên bị xuyên thủng, mũi kiếm xuyên qua khải giáp, thanh linh khải giáp nứt nẻ, xuyên thủng bất diệt huyền thể thấu qua vai hắn. Mà thân hình Lục Lâm Thiên cũng đã tiến tới trước mặt Nguyên Nhược Lan, chỉ còn gần trong gang tấc. Ánh mắt Nguyên Nhược Lan sững sờ, cũng không biết là vì Lục Lâm Thiên không tránh né hay là vì một kiếm của mình xuyên thủng trên người đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, tay phải Lục Lâm Thiên vung lên, tử kim sắc lưu quang xuất hiện, một cỗ chân khí hủy diệt cuồn cuộn dựng lên, mạnh mẽ tràn ra. Oanh long! Tiếng lôi đình vang vọng, một đạo tử kim lôi đình tràn ra, xu thế làm người run rẩy. Không tốt! Nguyên Nhược Lan chợt cảm giác lãnh ý lan tràn, cùng một thời gian ánh mắt mọi người cũng kinh ngạc. Suy! Lúc này Nguyên Nhược Lan không còn phản ứng kịp nữa. Một đạo tử kim lôi đình lớn cỡ cánh tay đã gần trong gang tấc ầm ầm giáng xuống, hung hăng đánh thẳng vào ngực Nguyên Nhược Lan, nàng cấp tốc tránh né nhưng lôi đình vẫn rơi lên vai trái của nàng. Oanh long! Lôi đình màu tím trực tiếp oanh lên vai Nguyên Nhược Lan, thân hình nàng tràn ngập điện quang, thân thể mềm mại bắn ngược, mà ma kiếm cũng rút ra khỏi vai Lục Lâm Thiên. Phốc! Cả quá trình diễn ra chỉ trong chớp mắt, hai người đồng thời phun máu tươi, ma kiếm vừa rút ra máu tươi liền tràn xuống. Tử kim lưu quang quanh quẩn nhưng vẫn không thể ngừng được thương thế. Đặng đặng, thân hình hai người bắn ngược giữa không trung, đều rơi xuống đất thối lui hơn 10 bước, mỗi bước đều dẫm nát quảng trường, Lục Lâm Thiên ổn định thân hình, sắc mặt trắng bệch, một bước cuối cùng hạ xuống thân hình quỳ xuống một gối, miệng tràn máu tươi. Suy, điện quang lưu chuyển trên người Nguyên Nhược Lan, ma kiếm cắm dưới đất liên tục kéo dài một rãnh sâu, cuối cùng mới đứng vững thân hình, thân thể run lên quỳ một gối. Tay chống ma kiếm miệng trào máu tươi. Hai người thật mạnh. Mọi người nhìn thấy thực lực cả hai, vượt ngoài dự đoán của họ, không ngừng kinh hô. Lưỡng bại câu thương, Lục Lâm Thiên đã duy trì được. Tại sao lại như vậy? Không thể nào, Lục Lâm Thiên sao có thể mạnh như vậy? Ánh mắt nhóm người Vô Ảnh Kiếm Tôn đại biến, toàn thân ngây dại, có câu nói hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, chính là như thế. Lại có thể đánh ngang tay. Tử Yên chớp mắt, thở mạnh một hơi, trong mắt hiện vẻ kinh sợ, tất cả chuyện này tựa hồ vượt ngoài dự kiến của nàng. Lúc này có vài thân ảnh xinh đẹp mới thở mạnh một hơi buông nắm tay, mồ hôi ướt đẫm. Ca ca, nhị đệ, Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá vội lao tới bên người Lục Lâm Thiên. Ta không sao. Khải giáp chậm rãi biến mất, vết máu trên vai lúc này mới dừng lại, mà kiếm tạo thành thương thế thật sự làm Lục Lâm Thiên kinh hãi. Ma kiếm đâm vào cơ thể tạo cảm giác cực kỳ quỷ dị, mà tà khí tàn sát bừa bãi làm cơ thể hắn bị thương nặng, nếu không nhờ bất diệt huyền thể cùng tử kim huyền lôi ngăn cản, chỉ sợ hậu quả khó lường. Lau máu trên miệng, Lục Lâm Thiên giãy giụa đứng dậy, chợt phát hiện mình trọng thương rất nặng, mà linh lực tiêu hao hầu như không còn. Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng đỡ lấy hắn, ánh mắt Lục Tâm Đồng nhìn Nguyên Nhược Lan lộ ra hàn ý. Nguyên Nhược Lan ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt có chút dại ra. Phảng phất như hồi tưởng điều gì, lẩm bẩm. Ta nhớ ra rồi, không nghĩ tới đã vận dụng đế giả nguyên lực nhưng hôm nay vẫn thất bại một lần. Phốc! Vừa dứt lời nàng lại phun máu tươi, khí thế cường hãn nháy mắt biến mất, cả người uể oải không chịu nổi. Tác dụng của đế giả nguyên lực đã hết. Thanh Oản Tôn giả mỉm cười nói. Hô! Vừa nhìn thấy tác dụng của đế giả nguyên lực biến mất, cường giả đế đạo minh thở ra một hơi. Nguyên Nhược Lan cùng Lục Lâm Thiên đều lưỡng bại câu thương,
chỉ sợ nàng không còn lực tái chiến. Thật mạnh! Nhóm người Dạ Vị Ương, Thiên Ưng công tử đều than khẽ, nhớ ngày đó ở thiên đảo thực lực của họ còn có thể miễn cưỡng đối kháng được với Lục Lâm Thiên một chút, nhưng cho tới hôm nay đã kém cách xa vạn dặm, thật không biết Lục Lâm Thiên tu luyện như thế nào. Kiệt kiệt! Nhưng đúng ngay lúc này lại có một tiếng cười âm lệ truyền tới. Mọi người theo thanh âm nhìn qua, chỉ thấy lão giả linh vũ giới chậm rãi đi ra, lướt mắt nhìn toàn trường, khóe môi lộ nụ cười lạnh âm trầm, nói. Bọ ngựa bắt phe, chim sẻ trực sẵn, kiệt kiệt, một người có ma kiếm truyền thừa, một người có tử kim huyền lôi với bất diệt huyền thể, lại có linh vũ song tu, chỉ tiếc lưỡng bại câu thương, cũng giúp ta giảm đi không ít phiền toái. Cuối cùng cũng bại lộ. Lục Lâm Thiên nhíu mày, hắn một mực lo lắng về linh vũ giới, không nghĩ tới đúng như suy đoán, thậm chí hắn lo lắng lão giả kia giấu giếm thực lực, giao thủ bấy lâu lão giả không hề bị thương, ứng phó thật nhẹ nhàng, loại tình huống này hắn cũng đã sớm có phát hiện. Hừ, chỉ với vài người linh vũ giới các ngươi, còn muốn quấy ra mưa gió gì hay sao? Thiên Dương quát lớn, lúc này linh vũ giới chỉ còn vài người, mặc dù đế đạo minh bị trọng thương không ít, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. Kiệt kiệt, đồ không biết sống chết, đừng tưởng rằng Vân Dương Tông giỏi lắm. Lão giả thản nhiên nói, không hề đem Thiên Dương đặt vào trong mắt. Vậy thử xem đi, nhìn ngươi có thể quấy lên bao nhiêu sóng gió, bản tôn cũng đã sớm chướng mắt linh vũ giới. Ánh mắt Thiên Dương trầm xuống, một cỗ khí thế bàng bạc tràn ra, ngân mang chợt lóe, thân ảnh mang theo uy thế đáng sợ hung hăng lao về hướng lão giả, một đạo giải lụa chân khí vặn vẹo không gian thổi quét tới. Không biết tự lượng sức mình. Sắc mặt lão giả trầm xuống, trong tích tắc phung tay, một đạo giải lụa linh lực đánh ra, nhất thời va chạm lẫn nhau. Phanh phanh, chỉ chớp mắt không trung vang lên tiếng nổ trầm thấp, thân hình Thiên Dương lập tức bắn ngược trở về, rơi thẳng xuống đất, kéo ra khe rãnh thật sâu, lan tràn tới tận xa xa, cả quảng trường ầm ầm nứt vụn. Phốc, Thiên Dương phun máu, chỉ một chiêu đã bị trọng thương. Kiệt kiệt, không biết tự lượng sức mình. Ở trước mặt bản tôn còn chưa tới lượt các ngươi hung hăng càn quấy. Tiếng cười âm lệ vang lên, mọi người có thể cảm nhận được một cỗ âm hàn khác thường áp bách, dưới cỗ uy áp linh lực cùng chân khí trong cơ thể mọi người lại có cảm giác như đình trệ. Chỉ thấy quanh thân lão giả kia có một cỗ chân khí âm hàn giống như chất lỏng, đem thân thể hắn vây kín mít, khí tức như vầng sáng xoay tròn phóng thích ra hắc quang nhàn nhạt. Trong khoảnh khắc gió dục mây vần, uy áp giai vị tràn ngập. Nhất thời làm ánh mắt các cường giả đại biến. Linh tôn cửu trọng đỉnh phong. Kim Lang cùng kỳ kinh ngạc thất thanh, hai người lại lập tức lắc đầu. Không phải linh tôn cửu trọng đỉnh mà trên cả linh tôn cửu trọng đỉnh. Kiệt kiệt, bản tôn đã sớm đạt tới linh tôn cửu trọng đỉnh từ lâu, bây giờ bản tôn đã một chân bước ra khỏi tôn cấp cửu trọng đỉnh, toàn bộ bảo vật đều là của ta, ha ha, chờ sau khi chiếm được đế linh tấn thần đan, bản tôn sẽ có hy vọng đột phá đế cấp thật lớn. Tới lúc đó các ngươi chỉ là con kiến trước mặt bản tôn. 61. Lão giả cười to, ánh mắt khinh thường nhìn mọi người, ẩn nhẫn lâu như vậy rốt cục đã tới thời gian thu vũng. Lại là cấp độ nửa bước tôn cấp. Ánh mắt Tử Đồng trưởng lão lóe lên. Lăng Thanh Tuyền cùng Lăng Thanh Tuyệt thối lui, hờ hững nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn họ cũng đã sớm biết chuyện này, chỉ có chút kinh ngạc với thực lực của Lục Lâm Thiên cùng Nguyên Nhược Lan. Vô Ảnh Kiếm Tôn Thảo Ưng lão tổ cùng Cương Khôi tôn giả đưa mắt nhìn nhau, có cảm giác mình bị người lợi dụng, nếu linh vũ giới thật sự muốn liên thủ với bọn hắn, lão giả kia nên thi triển thực lực ngay từ đầu, nếu vậy người đế đạo minh đã sớm bại, cần gì đợi tới khi thiên địa minh bị tổn thất thảm trọng. Trong mắt ba người lộ oán hận, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ, tới thời điểm này thực lực của họ mới là yếu nhất. Mau liên thủ công kích. Thanh Oản quát một tiếng, linh lực tràn ra, thân hình lao thẳng tới lão giả. Cùng nhau ra tay. Người còn thực lực tái chiến chỉ có mang linh, thất tinh, thiết kiếm, mỗi người đều vận chuyển linh lực công kích về hướng lão giả. Kiệt kiệt, liên thủ là được sao? Khóe môi lão giả lộ nụ cười lạnh, thân hình vừa động, từng đạo tàn ảnh hiện lên, liên tiếp đánh ra bốn đạo trưởng ấn. Bốn đạo trưởng ấn chấn vỡ không gian, mang theo kình khí hùng hồn hung hăng đánh tới. Oanh 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 oanh, tiếng nổ vang vọng thiên địa, không gian chấn nát. Khe không gian nháy mắt lan tràn, toàn bộ vật chất đều chấn thành bụi phấn, xương khói tràn ngập thiên địa, hết thảy hóa thành hư ảo. Phốc! Bốn thân ảnh bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi hung hăng nện xuống quảng trường,
bốn siêu cấp cường giả liên thủ nhưng vẫn không qua được một chiêu của lão giả. Thật mạnh! Lục Lâm Thiên kinh hãi, hắn luôn hoài nghi lão giả che giấu thực lực, nhưng không nghĩ tới ẩn tàng sâu như vậy. Tu vi của lão giả hiện tại đủ chống lại đại trưởng lão Huyền Vũ hoàng tộc, mà Nguyên Nhược Lan vận dụng đế giả nguyên lực cũng chỉ đạt tới nửa bước tiến ra khỏi cấp độ tôn cấp cửu trọng đỉnh phong, còn chưa tới chuẩn đế. Nhưng lão giả này rõ ràng đã bước ra một chân, tuy rằng vẫn chưa tới chuẩn đế nhưng thực lực củng cố hơn Nguyên Nhược Lan, đây chính là cấp độ thật sự mà Nguyên Nhược Lan mượn dùng ngoại lực, vẫn yếu hơn không ít. Kiệt kiệt! Một chiêu đánh trọng thương bốn siêu cấp cường giả, lão giả âm lệ cười, đế đạo minh cùng thiên địa minh lưỡng bại câu thương, hiện tại hắn ngựa ông đắc lợi, nếu không như thế chỉ sợ hắn khó thể đối kháng nhiều cường giả liên thủ công kích. Không xong! Kim Lang cùng Cùng Kỳ ngưng trọng, họ cũng không còn bao nhiêu lực tái chiến, tiến lên cũng chỉ vô ích. Đợi một lát đối phó các ngươi, hôm nay không ai trốn thoát. Lão giả nhìn qua Lục Lâm Thiên, sát ý hiện lên, phảng phất như có thâm thù đại hận, thản nhiên nói. Hiện tại ta đối phó tiểu tử này trước, người phi linh môn đều phải chết, bảo vật trên người ngươi đều thuộc về bản tôn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chớp động, tới thời điểm này hắn đã không còn lựa đối kháng, lại lâm vào hiểm cảnh. Ca ca, làm sao bây giờ? Ánh mắt Lục Tâm Đồng ngưng trọng. Đào mạng. Lục Lâm Thiên nhìn qua Dương Quá, hỏi. Đại ca, ngươi còn lá bài tẩy hay không? Có, sư phụ bất bại kiếm đế có lưu lại lá bài tẩy cho ta, nhưng ta cần một ít thời gian, có thể thành công hay không cũng không nhất định. Dương Quá nói, Trấn Thiên như nghe được lời của hắn, thân kiếm run lên, hoàng mang bộc phát, có tiếng sấm nổ mạnh truyền ra. Giao cho muội đi, ngăn hắn một ít thời gian muội còn có thể làm được. Lục Tâm Đồng nói, độc vụ lan tràn, chân khí khởi động. Tâm Đồng, người này không tầm thường. Lục Lâm Thiên lo lắng nói. Yên tâm đi ca ca. Lục Tâm Đồng nói, ánh mắt hiện ý cười nhưng khuôn mặt không chút khinh thường. Tiểu tử, nói nhiều cũng vô dụng, chết đi. Lão giả quát lớn, bảo vật quan trọng nhất, lúc này toàn bộ bảo vật đều nằm trên người Lục Lâm Thiên, đoạt bảo quan trọng hơn. Vừa dứt lời, một đạo chảo ấn phá không bay tới, linh lực bạo tuôn, chảo ấn xé rách năm khe không gian mang theo khí tức linh hồn âm hàn vỡ áp đánh xuống. Nhìn uy lực một chảo của lão giả, ánh mắt Lăng Thanh Tuyền chớp động, khẽ cắn môi. Hừ! Sắc mặt các cường giả đế đạo minh đại biến, đột nhiên Lục Tâm Đồng hừ lạnh một tiếng, thân ảnh run lên, khởi động tử linh hồn năng giáp, khí tức cổ xưa lan tràn, mái tóc phần phật, độc khí quanh quẩn. Siêu! Cùng một thời gian từ trong tay nàng bắn ra một đạo thanh quang mang theo độc vụ nồng đậm, tốc độ nhanh tới mức vượt ngoài tưởng tượng, nháy mắt đã va chạm tới chảo ấn kia. Không biết tự lượng sức mình. Lão giả quát một tiếng, chảo ấn phá không chộp tới thanh quang, nháy mắt đã đánh lên thanh quang. Gì? Chỉ nháy mắt lão giả chợt biến sắc, vừa chạm vào thanh quang một cỗ điện mang liền đánh xuống, làm bàn tay hắn run lên, thân hình mềm nhũn. Cùng lúc đó một cỗ năng lượng áp bách linh hồn lực chút xuống, lực lượng trực tiếp vỡ áp linh hồn, làm linh hồn lão giả bị áp chế, lực lượng áp chế linh hồn khủng bố phút chốc đã tràn vào trong đại não hắn. Nhưng chỉ trong nháy mắt lão giả đã xoay chuyển trở lại, tựa hồ đã có thủ đoạn ngăn cản linh hồn công kích, chảo ấn bạo lướt giam cầm thanh quang, gắt gao giữ lấy thanh quang. Lúc này hắn mới nhìn lại rõ ràng, thanh quang chính là một cây mây lớn cỡ cánh tay hài nhi, vô cùng quỷ dị, trong suốt sáng ngời, còn mang theo thanh sắc điện mang khiến cả không gian xung quanh biến thành vặn vẹo. Gì, đây là... Lục Lâm Thiên kinh ngạc, ánh mắt trừng lớn, đột nhiên đại biến, lẩm bẩm. Thanh lôi huyền đằng, sao lại là thanh lôi huyền đằng? Lục Lâm Thiên từng giao thủ với thanh lôi huyền đằng đương nhiên sẽ không nhận lầm, nhưng lúc này thanh lôi huyền đằng kia tựa hồ càng thêm quỷ dị, trong cỗ lực lượng khủng bố áp chế linh hồn còn có một cỗ kịch độc lan tràn, mạnh mẽ hơn cả ngày trước. Lục Lâm Thiên thầm nhủ có lẽ có quan hệ với độc công của Lục Tâm Đồng, cho nên thanh lôi huyền đằng cũng nhiễm kịch độc, về phần nha đầu kia làm sao lấy được, sau này hãy hỏi thăm, đây tuyệt đối là đại cơ duyên. Giờ phút này sắc mặt Tử Yên cũng thay đổi, nàng cũng từng tiếp xúc qua thanh lôi huyền đằng. Cách đó không xa, Dương Quá kết xuất thủ ấn, sắc mặt bắt đầu đỏ lên, một giọt máu tươi nhỏ lên Trấn Thiên đột nhiên rung động kịch liệt, phảng phất như khí tức đang điên cuồng gia tăng. Phá! Lão giả quát một tiếng, thủ ấn vặn vẹo thanh quang, hung hăng xé nát không gian vỡ áp xuống. Phanh!
Tiếng nổ vang trầm thấp, thanh quang liền gãy, hóa thành năng lượng tiêu tán, năng lượng khuếch tán làm linh hồn mọi người đều run lên. Thanh lôi huyền đằng bị chấn nát, thân hình Lục Tâm Đồng lảo đảo thối lui ra sau, nhưng thân thể lão giả cũng run lên, thanh lôi huyền đằng đặc biệt áp chế linh hồn, trời sinh là khắc tinh của linh giả, hơn nữa đặc tính quỷ dị, còn có kịch độc công kích, làm bản thân hắn cũng không chịu nổi, chủ yếu là vì công kích quá mức quỷ dị. Hừ, lão giả hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó xem, cây mây kia xê ực kỳ quỷ dị, ánh mắt hắn chớp động như nhớ ra gì đó, đột nhiên cực kỳ hoảng sợ. Thanh lôi huyền đằng, đây là thanh lôi huyền đằng. Là bảo vật kia, không ngờ trên người Lục Tâm Đồng có kỳ bảo như vậy. Thanh lôi huyền đằng tuyệt đối không kém hơn thần khí A, cũng là tài liệu luyện chế thiên cực hồn linh khí tốt nhất. Nghe đồn đãi thanh lôi huyền đằng là thực vật có linh trí nhất, bản thân có linh lực tràn đầy, đồng thời có thể khống chế linh hồn, chính là do năng lượng thiên địa sinh trưởng mà thành, cực kỳ khó gặp, thậm chí chỉ nghe đồn đãi mà chưa có ai từng gặp qua. Thân ảnh Lục Tâm Đồng lảo đảo thối lui, nháy mắt ổn định thân hình, sắc mặt ngưng trọng, thủ ấn lại biến hóa, bỗng nhiên hắc quang tràn ra thân thể. Hiu hiu, tiếng xé gió vang lên, hơn 10 thanh lôi huyền đằng mang theo thanh quang nháy mắt bao phủ lão giả. Thanh lôi huyền đằng, không nghĩ tới trong tay tiểu nha đầu còn có bảo vật này, nhưng cũng tốt, nếu là của ta, như vậy mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất. Đôi mắt lão giả lập tức biến thành tham lam, thủ ấn biến hóa. Linh lực bạo tuôn, hóa thành một cỗ linh hỏa nóng cháy hội tụ, ngọn lửa lan tràn ngập trời. Vỡ cho ta! Lão giả quát lớn, trong không gian linh hỏa, ngọn lửa cuồn cuộn nháy mắt bao phủ 10 đạo thanh lôi huyền đằng. Tư tư! Chỉ thấy 10 đạo thanh lôi huyền đằng không hề sợ hãi ngọn lửa, có thanh quang bao vây không chút nào hư hao, vẫn tiếp tục quấn về hướng lão giả. Thanh lôi huyền đằng thật quỷ dị! Lão giả kinh ngạc, thủ ấn biến hóa. Không gian linh hỏa hóa thành một thanh hỏa diễm đại đao, hướng 10 thanh lôi huyền đằng chém xuống. Tiếng nổ tung như sấm sét, kinh phong cuồng bạo mang theo ngọn lửa ngập trời đổ ập xuống dưới. 10 thanh lôi huyền đằng bị chém nát giữ không trung, bộ phận còn lại vô thanh vô tức biến mất không còn bóng dáng. Đặng đặng, thân hình Lục Tâm Đồng lảo đảo thối lui, sắc mặt tái nhợt. Tâm Đồng cẩn thận, khuôn mặt Đông Vô Mệnh ngưng trọng hô to. Nhìn thấy đồ đệ bảo bối của mình đối kháng lão giả, nhưng hắn lại không giúp đỡ được gì, trong lòng vừa khiếp sợ vừa vui sướng, sư phụ như hắn thật sự đã không còn đuổi kịp thực lực của đồ đệ mình. Nhưng lúc này hắn càng lo lắng hơn hết thảy. Lục Lâm Thiên cũng lo lắng, vội vàng nhìn qua Dương Quá. Dương Quá còn đang biến hóa thủ ấn, chân khí tiêu thăng, chấn thiên càng thêm rung động, tựa hồ đang ngưng tụ công kích lợi hại, khí tức kéo lên, trong mơ hồ cũng làm Lục Lâm Thiên run sợ. Tiểu nha đầu, người còn quá yếu. Lão giả âm trầm cười lạnh, thân ảnh lao thẳng tới trước. Lục Tâm Đồng ổn định thân hình, thủ ấn biến hóa, khí thế trào ra, nháy mắt xung quanh tràn ngập quang mang tối đen. Đi! Quang mang tối đen tràn ngập trước người Lục Tâm Đồng, nháy mắt một mảnh lôi vân cuồn cuộn tràn tới. Oanh long! Chỉ thoáng chốc gió dục mây vần, tiếng sấm vang ầm ĩ, lôi vân hội tụ không ngừng tán phát thanh sắc điện mang, uy thế kinh người. Thật mạnh. Ngay lúc này lão giả không thể không ngừng lại, linh hồn uy áp cũng làm cho hắn bị ảnh hưởng. Suy. Ngay lúc này đoàn quang mang tối đen chợt động, một cây mây màu xanh đen lóe sáng di động bay tới chẳng khác gì một đầu độc xà đang chuyển động. Hiu hiu. Chỉ trong tích tắc đoàn quang mang xanh đen bao phủ khắp cả không gian, rậm rạp kín mít. Thanh lôi huyền đằng có vô số xúc giác, thật sự là quỷ dị. Thanh lôi huyền đằng thật khủng khiếp. Hiu hiu, chỉ nháy mắt từng giây thanh lôi huyền đằng bạo lướt về hướng lão giả, từng đoàn điện mang xanh đen cuồng bạo lan tràn, khiến cho không gian xung quanh dao động kịch liệt. Đáng chết, uy lực huyền đằng khủng bố khiến lão giả không dám khinh thường, ánh mắt trở nên ngưng trọng, nhìn từng luồng năng lượng điện mang xanh đen chứa kịch độc xuyên thủng không gian bay tới, thủ ấn lập tức biến hóa, linh lực cường hãn ngưng tụ, lập tức thổi quét về hướng huyền đằng. Răng rắc. Từng tảng lớn thanh lôi huyền đằng bị chấn nát, nhưng chỉ vô dụng, càng nhiều thanh lôi huyền đằng quấn tới, làm lão giả không kịp trở tay. Còn có độc vụ không ngừng lan tràn, trực tiếp công kích linh hồn, hơn nữa chính huyền đằng cũng có thiên phú này, càng làm lão giả cực kỳ chật vật. Thực lực lão giả rõ ràng cao hơn Lục Tâm Đồng, nhưng bởi vì thanh lôi huyền đằng có kịch độc áp chế làm hắn không cách nào phát huy thực lực, chẳng những chật vật còn cực kỳ uất ức. Hiu hiu.
chỉ chớp mắt lão giả đã bị thanh lôi huyền đằng từ bốn phương tám hướng vây quanh rậm rạp, dệt thành một mảnh tường thành dây mây xanh đen, mang theo độc khí ngập trời lan tràn, cỗ khí tức làm tim đập nhanh khiến linh hồn mọi người đều rung động. Thật mạnh, rất chấn động lòng người. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thực lực khủng bố của Lục Tâm Đồng làm họ thật sự rung động, một đám siêu cấp cường giả đều cảm thán, ba huynh muội Lục gia đều là biến thái, chỉ sợ cuộc chiến này không kém hơn trận chiến giữa Dương Quá cùng Nguyên Nhược Lan, mà trong trình độ quỷ dị khó trêu chọc, tuyệt đối còn hơn cả Dương Quá. Lục gia, sắp quật khởi a. Đông đảo cường giả cảm thán, Cực Lạc Tam Quỷ trở thành người của Lục gia mà không phải Phi Linh Môn, hơn nữa còn có ba huynh muội Lục gia, chỉ sợ Lục gia sẽ nhanh chóng quật khởi. Đáng chết, bị nhốt bên trong vòng vây của Thanh Lôi Huyền Đằng cùng độc phụ, lão giả càng lúc càng uất ức, nhịn không được lớn tiếng rít gào. Tiếng quát vừa truyền ra, ánh mắt hắn lạnh lùng, không chút do dự lập tức kéo tới năng lượng thiên địa, thân ảnh bức xé không gian, linh lực bạo tuôn, hóa thành từng đạo xích hồng quang nhận thổi quét tới. Hiu hiu, không gian năng lượng mênh mông cuồn cuộn, từng khe không gian bị bổ ra, Thanh Lôi Huyền Đằng bị chém đứt, hơn ngàn thước huyền đằng bị phá hủy, độc phụ bị đánh tan tác giữa thiên không. Suy, huyền đằng cùng độc phụ tựa hồ bị ảnh hưởng, thoáng dừng lại. Nhìn chăm chú vào huyền đằng cùng độc phụ bao phủ, sắc mặt lão giả thật khó xem, hắn cũng không biết vì sao thực lực của mình rõ ràng cao hơn nha đầu kia, nhưng lại bị áp chế bó tay bó chân, làm cho hắn không dám khinh thường, bởi vì huyền đằng luôn ăn mòn linh hồn hắn, nếu hắn sơ sẩy hậu quả sẽ nghiêm trọng, căn bản không cách nào phát huy thực lực. Không nghĩ tới tiểu nha đầu thật quỷ dị, Thanh Lôi Huyền Đằng cùng độc công đều bất phàm, có thể bức bách ta không thể lưu thủ, cũng tốt, vậy toàn lực đem các ngươi giải quyết đi. Lão giả dứt lời, thủ ấn biến hóa, một cỗ linh lực tràn ngập, sau đó khuếch tán, thiên địa nhanh chóng run rẩy lên. Chỉ nháy mắt từng đợt hắc vụ âm hàn trống rỗng ngưng tụ trong không gian, lại giống như sóng biển dựng lên, lan tràn tới chỗ Huyền Đằng cùng độc vụ, gặp được Huyền Đằng cùng độc vụ liền tắt nghẽn không thể tiếp tục đi tới. Chi chi. Bên trong hắc vụ vang lên thanh âm gào rú khiến không gian run rẩy lên, chỉ nháy mắt một vật giống như xích sắt màu đen ầm ầm xuất hiện. Siêu. Đó là một dây xích sắt màu đen dài ngàn thước, lớn cỡ cánh tay, xung quanh nổi lên hàn quang hắc mang thật quỷ dị, làm người kinh ngạc chính là trên xích sắt mỗi cách 30 thước lại có một hồn anh tối đen dữ tợn đang dương nanh múa vuốt. Tiếng kêu réo thê lương vô cùng, khiến toàn thân mọi người đều nổi lên da gà, làm linh hồn họ phát run. Giống như tiếng gọi từ cửu u địa ngục, trên xích sắt ước chừng khóa lại hơn 200 hồn anh tối đen dữ tợn, theo chân khí mà xem đều là hồn anh tôn cấp. Chi chi, đó là tỏa hồn liên. Trong nháy mắt nhóm người Kim Lang cùng cường giả Phi Linh Môn sắc mặt đại biến, tựa hồ đều nhận ra vật ấy. Tỏa hồn liên của Đoạn Hồn Quỷ Tôn. Lục Lâm Thiên nhíu mày. Ngươi là Phệ Hồn Lão Quỷ. Sắc mặt Kim Lang cùng kỳ đại biến. Nhìn tỏa hồn liên tỏa sáng kinh người, chợt nhớ lại một kẻ khủng bố. Kiệt Kiệt, Kim Lang, Cùng Kỳ, các ngươi rốt cục đã nhận ra, ta còn tưởng rằng không ai nhận thức ta chứ. Phệ Hồn cười to, ánh mắt càng thêm âm trầm, chân khí âm hàn ngập trời quanh quẩn phía trước. Không nghĩ tới lão quỷ ngươi còn sống, ngươi còn chưa chết. Ánh mắt Cùng Kỳ lóe sáng, Phệ Hồn lão quỷ tề danh cùng đại ca, lúc trước ba đại cường giả, Thánh Thủ Linh Tôn, Huyền Thiên Yêu Tôn. Còn có một vị khác, chính là Phệ Hồn lão quỷ tiếp cận với họ nhất, không nghĩ người này vẫn còn sống trên đời, hơn nữa cũng đã một chân bước ra khỏi tu vi tôn cấp. Phệ Hồn lão quỷ, không ngờ là kẻ khủng bố như vậy. Đông đảo cường giả biến sắc, nghe đồn đãi Phệ Hồn lão quỷ là cường giả cực kỳ hung tàn, nổi danh 7-8 ngàn năm trước, cùng thời đại với Thánh Thủ Linh Tôn. Phệ Hồn lão quỷ, hình như là sư phụ của Đoạn Hồn Quỷ Tôn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng. Ta đương nhiên chưa chết, chẳng qua đại nạn của các ngươi cũng sắp tới rồi, giờ này ngày này đáng tiếc không thể đánh một trận với Thánh Thủ Linh Tôn, cho dù hắn có mặt hôm nay, chỉ là một linh hồn mà thôi, hắn cũng chỉ có thể trở thành một con hồn anh trên tỏa hồn liên của ta, tăng cường không ít uy lực cho hồn liên của ta. Phệ Hồn lão quỷ âm lệ cười to. Ánh mắt Lục Tâm Đồng trầm xuống, uy lực tỏa hồn liên khủng bố khiến trong lòng nàng bị ảnh hưởng, môi khẽ mấp máy, tiếp theo sau thủ ấn biến hóa. Thanh Lôi Huyền Đằng rậm rạp xoay vòng, nháy mắt trực tiếp hợp lại cùng nhau. Tiểu nha đầu, chết dưới tỏa hồn liên của ta xem như là phần số của ngươi, lấy được hồn anh cùng độc công của ngươi, có lẽ tỏa hồn liên của ta sẽ tăng cường không ít.
tỏa hồn liên rít gào chói tai, uy áp nhanh chóng lan tràn. Chi chi, tỏa hồn liên mang theo mấy trăm hồn anh không ngừng gào thét hung hăng va chạm thẳng về hướng Lục Tâm Đồng. Hừ, hai tay Lục Tâm Đồng áp xuống, thanh lôi huyền đằng lập tức hội tụ, lôi quang lóe ra, chớp mắt hợp lại thành một cây mây đường kính hơn trăm thước, dài mấy ngàn thước, nhìn qua thật giống một đầu thanh quang điện long ngẩng cao xuyên thấu bầu trời. Đi! Lục Tâm Đồng quát lớn, thanh lôi huyền đằng bạo lướt, cả phiến không gian run rẩy, mang theo cỗ khí tức phảng phất như đến từ thời viễn cổ tràn ngập, làm linh hồn mọi người run rẩy lên, hồn anh cũng muốn phủ phục. Trong chớp mắt tỏa hồn liên đã đánh thẳng về hướng huyền đằng. Suy lạp lạp, hai đạo công kích va chạm lẫn nhau, hồ quang xanh đen bắn ra chói mắt, phảng phất như là khắc tinh của hồn anh trên tỏa hồn liên, hồn anh không ngừng nổ tung, hóa thành tàn hồn trực tiếp tiêu tán. Phanh phanh, tiếng nổ như sấm sét vang vọng không gian, khe không gian ẩn hiện, từng tiếng nổ bạo lần lượt truyền ra. Tại sao lại như vậy? Phệ hồn lão quỷ chấn kinh, sắc mặt biến thành xanh mét. Hắn thật sự không thể tưởng tượng vì sao tỏa hồn liên không chịu nổi một kích của thanh lôi huyền đằng, mỗi hồn anh đều là tâm huyết của hắn a. Phệ hồn lão quỷ, thực lực ngươi mạnh mẽ thì thế nào, tỏa hồn liên của ngươi là do hồn anh luyện chế, hồn độc cùng thanh lôi huyền đằng của bổn tiểu thư chính là khắc tinh của hồn anh, lần này xem như ngươi tự tìm xui xẻo. Lục Tâm Đồng quát lớn một tiếng, thủ ấn trầm xuống, nháy mắt thanh lôi huyền đằng phá không bay tới. Lại tiếp tục một đường phá hủy hồn anh trên tỏa hồn liên. Chi chi. Cảm giác được khí tức trên huyền đằng, hồn anh trên tỏa hồn liên cảm nhận được áp chế vô hình, khí tức trở nên uể oải suy sụp. Oanh oanh. Hồn anh dữ tợn bị tạc vỡ, không gian liên tục nổ tung, năng lượng phong bạo khủng bố nhất thời thổi quét, cả không gian bị chém nát, không gian xung quanh đều bị sốc ngược lên. Một vật khác một vật a. Lục Lâm Thiên cười nhạt, không nghĩ tới lại có biến hóa này. Thực lực phệ hồn lão quỷ tuyệt đối mạnh hơn Lục Tâm Đồng, nhưng lại luôn bị nàng áp chế uất ức, nếu hắn là vũ tôn, Lục Tâm Đồng mới gặp nguy hiểm, nhưng hắn lại là linh tôn, toàn bộ thủ đoạn đều bị nàng khắc chế. Phanh phanh, thanh âm nổ bạo lại vang lên, một nửa hồn anh trên tỏa hồn liên bị phá vỡ, sắc mặt phệ hồn lão quỷ xanh mét tới cực hạn. Đồ khốn, bản tôn sẽ không bỏ qua ngươi. Phệ hồn lão quỷ tức giận muốn hộc máu, rít gào hét lớn. Tỏa hồn liên đột nhiên xoay tròn, bay vòng thành lốc xoáy, còn lại trăm hồn anh khủng bố giữ tợn khoảnh khắc hội tụ cùng nhau, hóa thành một đầu hồn anh khổng lồ lớn tới vài trăm thước. Chi chi! Hồn anh khổng lồ xuất hiện, âm phong siêu siêu gào thét đầy trời, từng đạo khí tức quỷ dị màu đen nhanh chóng tràn ra, uyển như đến từ địa ngục khiến người dùng mình. Hô! Hồn anh giữ tợn bay tới, động tới năng lượng thiên địa, hắc quang ngập tràn, khí tức dâng lên. Thanh âm chi chi gào thét khiến uy lực tăng vọt, trong giây lát phá hủy không gian, trực tiếp đánh về hướng Lục Tâm Đồng. Ngao! Chỉ tích tắc trên không trung chợt vang lên thanh âm như long ngâm hổ khiếu, thanh âm xuyên thấu không gian, mọi người đều cảm nhận được linh hồn uy áp, thực lực thấp đều run rẩy, khóe môi tràn máu tươi. Thanh âm vừa vang lên, hồn anh dữ tợn cũng ngây dại, khí thế nhất thời tắc nghẽn. Trời ạ, đó là cái gì? Theo thanh âm phát ra. Mọi người vội nhìn sang, chỉ thấy thanh lôi huyền đằng cũng đã hóa thành hư ảnh dị thú khổng lồ. Hư ảnh dị thú tựa long phi long, toàn thân trong suốt xanh biếc, còn có độc vụ lan tràn, lại như thật thể lại giống hư ảnh, thể tích lớn hơn vạn thước, thanh sắc điện quang quanh quẩn, dưới độc vụ tràn ngập lại biến thành màu xanh đen. Nhóm người Vân Tiếu Thiên đều mềm nhũn té ngồi dưới đất, linh hồn uy áp thật sự quá mạnh mẽ, căn bản không thể ngăn cản. Uy áp thật mạnh. Long ảnh. Giao cho ngươi. Sắc mặt Lục Tâm Đồng trắng bệch, nhìn chằm chằm hư ảnh nói. Dạ, chủ nhân. Đầu hư ảnh dị thú bật thốt tiếng người trúc trắc đông cứng, ánh mắt nhìn Lục Tâm Đồng với vẻ cung kính, thân hình khổng lồ vặn vẹo, cả không gian đều chấn động lên. Miệng nói tiếng người, trời ạ, thanh lôi huyền đằng đã có linh trí. Không ngờ lại có linh trí, điều này sao có thể. Trọng bảo hiếm thế a, Lục Tâm Đồng lấy được trọng bảo. Khó trách nàng lợi hại như thế. Nguyên lai thanh lôi huyền đằng đã có linh trí, ưu đãi đều bị Lục gia chiếm hết, rốt cục nàng lấy được vật này ở chỗ nào. Không biết nhà đầu này lấy được thanh lôi huyền đằng bằng cách nào. Lục Lâm Thiên lộ ý cười nhủ thầm. Hư ảnh dị thú gầm gừ, tựa như một đạo quang mang chói mắt, nhất thời giống như thái sơn áp đỉnh phá hủy không gian hung hăng va chạm vào hồn anh dữ tợn khổng lồ, khí thế kinh khủng vỡ áp xuống,
trực tiếp đem hồn anh kia trấn áp gắt gao không dám nhúc nhích. Suy, một giây sau hư ảnh dị thú đột nhiên xuyên tới trước mặt hồn anh, mở miệng đem nó cắn nuốt, còn lộ ra biểu tình thỏa mãn. Trong khoảnh khắc tỏa hồn liên hoàn toàn trụi lùi lơ lửng giữa không trung, tâm huyết suốt mấy ngàn năm của phệ hồn lão quỷ chỉ trong cuộc chiến ngắn ngủi hoàn toàn phá hủy trong tay lục tâm đồng. Phốc, cơ hồ cùng một lúc phệ hồn lão quỷ không nhịn được phun máu tươi, sắc mặt biến thành trắng bệch. Lúc này sắc mặt phệ hồn lão quỷ xanh mét tới cực hạn, sát ý tràn ngập, chỉ hận không thể đem lục tâm đồng nghiền xương thành cho mới có thể chút ác khí trong lòng hắn. Hôm nay phệ hồn lão quỷ thua bại, gặp phải khắc tinh, ra cửa không xem hoàng lịch a. Đông đảo cường giả đều nhìn ra được thực lực phệ hồn lão quỷ tuyệt đối cao hơn lục tâm đồng, nhưng luôn bị nàng khắc chế, chỉ sợ đã tức giận tới phát điên. Tiểu nha đầu, hôm nay bản tôn không đem ngươi nghiền xương thành cho làm sao giải được mối hận trong lòng của ta. Phệ hồn lão quỷ nổi giận, thủ ấn biến hóa, miệng phun máu tươi, máu huyết rơi lên tỏa hồn liên, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt. Suy lạp lạp, tỏa hồn liên giống như sống lại, hắc phụ động tới năng lượng thiên địa. Năng lượng ngày càng cuồng bạo, xen lẫn chân khí âm hàn khiến không gian xung quanh không ngừng dao động, khí thế kinh người lan tràn. Đi! Phệ hồn lão quỷ hét lớn một tiếng, tỏa hồn liên ngưng tụ bay ra, hóa thành lưu quang xuyên thủng không gian, năng lượng âm hàn lan tràn, chấn động khe không gian hiển lộ, một cỗ hào quang tối đen thâm thúy động tới năng lượng thiên địa lay động kịch liệt. Ngao! Dị thú rít gào, nháy mắt lại hung hăng va chạm vào tỏa hồn liên. Hiu hiu! Không gian khựng lại, tỏa hồn liên va chạm vào hư ảnh dị thú, nháy mắt giống như linh xà quấn quýt lấy toàn thân dị thú, khí tức âm hàn lan tràn xâm nhập vào trong thân thể của nó. Ngao! Dị thú rít gào, trong khoảnh khắc vẫn không thể giãy thoát. Hiu hiu! Chỉ thấy hư ảnh dị thú lan tràn vô số thanh lôi huyền đằng rậm rạp, đem tỏa hồn liên gắt gao bao vây. Tiểu Hoa Nhi, có thanh lôi huyền đằng cũng không thể kiềm chế được ta, ngươi dám phá hủy mấy trăm hồn anh của ta. Hôm nay ta nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Phệ hồn lão quỷ cười lạnh, trong mắt đỏ đậm giận dữ, linh lực tràn vào trong tỏa hồn liên. Hô hô! Năng lượng cuồng bạo gào thét, thanh lôi huyền đằng bị chấn thành mảnh nhỏ, tỏa hồn liên càng siết chặt hư ảnh dị thú. Phốc! Lục tâm đồng phun máu tươi, tựa hồ đã thừa nhận ảnh hưởng thật lớn nên đã bị trọng thương. Kiệt kiệt! Phá! Phệ hồn lão quỷ hét một tiếng. Lưu quang ấn quyết rơi lên tỏa hồn liên, nháy mắt tỏa hồn liên bành trướng, hắc quang đại phát, lập tức nổ tung. Phanh! Thanh âm nổ tung vang lên, hư ảnh dị thú nháy mắt bị chấn vỡ. Oanh oanh! Thiên địa như sụp đổ, run rẩy kịch liệt, kinh khí khủng bố dao động, trực tiếp xé mở khe không gian lộ ra hào quang tối đen, chỉ nháy mắt liền hợp lại, độc vụ lan tràn, cả không gian biến thành tối đen. Đặng đặng! Kinh khí phong bạo trùng kích khiến lục tâm đồng bật lui, miệng lại phun máu tươi, chân khí uể oải, dung nhan tuyệt mỹ trắng bệch như cho tàn. Kiệt kiệt, dám hủy mấy trăm hồn anh của ta, dùng hồn anh cùng thanh lôi huyền đằng của ngươi bù vào, vậy cũng đủ rồi. Phệ hồn lão quỷ cười to, thủ ấn biến hóa, tỏa hồn liên khởi động, nháy mắt lao về hướng lục tâm đồng. Lục tâm đồng vừa đứng ổn thân hình, nhìn thấy tỏa hồn liên phá không bay tới, ánh mắt ngưng trọng, cắn chặt răng. Lại có vết máu tràn ra. Siêu. Tỏa hồn liên tối đen nháy mắt đã đi tới trước người lục tâm đồng, toàn bộ cường giả đều trở nên khẩn trương. Tam muội, giao cho đại ca đi. Đúng ngay lúc này một thanh âm truyền tới, không gian xung quanh trước mặt lục tâm đồng nhộn nhạo, một thân ảnh áo xám mang theo hoàng mang chớp động hiện ra. Dương quá. Mọi người chợt sửng sốt. Hô. Lục Lâm Thiên thở ra một hơi nhẹ nhõm. Rốt cục đại ca cũng đã chuẩn bị xong rồi. Siêu. Tỏa hồn liên xuyên thủng không gian, mang theo khe không gian tối đen đi tới trước người Dương Quá, uy thế kinh người, không gian xung quanh vỡ nát. Dương Quá vung tay, hoàng mang đại thịnh, chấn thiên run rẩy không ngừng, năng lượng cuồn cuộn khủng bố, chấn động cả không gian sôi trào. Ông. Tích tắc một đạo kiếm quang bạo lướt, đột nhiên bao phủ Dương Quá bên trong. Lúc này tỏa hồn liên cũng không tiến thêm được mảy may, lại bị tắc nghẽn trong kiếm quang, không cách nào tiến thêm nửa bước. Đại ca, huynh cẩn thận một chút. Lục tâm đồng cảm giác Dương Quá giống như thay đổi thành một người khác, khí tức khiến nàng run sợ. Yên tâm đi, lão quỷ này khi dễ muội, đại ca nhất định đem hắn chém thành mảnh nhỏ giúp muội chút giận.
Dương Quá cười nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào tỏa hồn liên. Được. Lục Tâm Đồng lập tức thối lui tới bên cạnh Lục Lâm Thiên. Thật mạnh, đây tuyệt đối không phải khí tức tôn cấp. Lục Lâm Thiên thầm đánh giá, trong lòng run sợ. Đông đảo cường giả đều ngây người, bởi vì khí tức trên người Dương Quá hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Mà Phệ Hồn lão quỷ cũng kinh ngạc, tỏa hồn liên rơi vào trong kiếm quang, tựa như rơi vào vực sâu khôn cùng, lại giống như va chạm vách đá cứng rắn, không cách nào lay động, trong mơ hồ kiếm quang còn mang theo khí tức nguy hiểm, ngày càng nồng nặc, trực tiếp thẩm thấu vào trong linh hồn hắn. Sợi xích nát này cũng dám hung hăng càn quấy vậy sao? Thanh âm Dương Quá thật thản nhiên, khóe môi mang theo hài hước, lại có cỗ uy áp bá đạo lan tràn, làm Dương Quá giống như thay đổi thành một người khác. Phá! Hai tay cầm kiếm, song trưởng run lên, chấn thiên bắn ra kiếm quang như sư giống phượng minh, lại như phong lôi từng trận, không gian quanh kiếm quang đều sụp đổ, khí thế kinh người vỡ áp thiên địa, nháy mắt thẳng tắp cắt qua không gian, đã rơi lên tỏa hồn liên. Răng rác! Kiếm quang rơi xuống, kiếm khí tiết ra ngoài. Ngay tiếp theo tỏa hồn liên nứt vụn thành từng khúc, biến thành mảnh nhỏ. Ánh mắt Phệ Hồn lão quỷ hoảng hốt, một kiếm kinh người khiến cả thiên địa đều động dung, làm linh hồn hắn run lên, tỏa hồn liên thật dễ dàng đứt gãy, giống như không hề có chút phản kháng. Phốc! Phệ Hồn lão quỷ phun máu tươi, ánh mắt kinh hãi, lúc này hắn lại có cảm giác vô lực, phảng phất mình chỉ nhỏ bé như một con kiến. Thật mạnh, Dương Quá sao có thể mạnh như vậy? Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Ánh mắt lão giả Đạm Niệm cũng rơi lên người Dương Quá, trong mắt thoáng chớp động, lập tức liền biến mất, thản nhiên như trước. Một chân bước ra tôn cấp cửu trọng đỉnh phong thì thế nào, dám đả thương tam muội, ta lấy mạng của ngươi. Dương Quá vung chấn thiên, cả thiên không lâm vào biến sắc, sấm sét vang rền, nháy mắt từ chấn thiên tràn ra một mảnh hoàng mang chói mắt, chẳng khác gì mặt trời sáng rỡ. Đi chết đi. Thân ảnh Dương Quá vượt qua không gian, xuất hiện phía trên Phệ Hồn lão quỷ, kiếm quang bay ra, không gian vặn vẹo, trực tiếp bao phủ thân thể Phệ Hồn. Phệ Hồn lão quỷ sừng sốt, kiếm quang vừa chém xuống, linh hồn hắn run rẩy, không biết có phải bị khí thế chấn nhiếp, trong lúc hoảng sợ chỉ kịp vươn tay đánh ra. Đột nhiên không gian run lên, linh lực tràn tới, động tới năng lượng thiên địa khiến thiên không biến sắc, một đạo trưởng ấn khổng lồ ngưng tụ cắn nuốt cả không gian. Hư không nứt vụn thành từng khúc, hướng kiếm quang đánh tới. Ông! Tiếng kiếm minh rung trời, kiếm quang bạo lướt, nháy mắt chém thẳng lên trưởng ấn tắc nghẽn, không gian mang theo quang quyển tối đen lập tức răng rắc nổ tung. Hư không phá nát, năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, nháy mắt đột nhiên ngừng lại lặng yên mai một không còn bóng dáng. Hưu! Kiếm mang tiến quân thần tốc, thật dễ dàng phá vỡ trưởng ấn, tàn sát bừa bãi như trốn không người. Trực tiếp rơi xuống đỉnh đầu Phệ Hồn lão quỷ. Tại sao lại như vậy, mạng ta xong rồi. Trong tích tắc ánh mắt Phệ Hồn lão quỷ nhìn chừng chừng vào đạo kiếm quang kéo theo khe không gian, cảm giác nhịp tim của mình ngừng đập, giờ khắc này hắn không còn bất kỳ động tác. Tới lúc này Phệ Hồn lão quỷ mới cảm giác được Dương Quá đáng sợ bao nhiêu, bởi vì khí tức trên người Dương Quá chính là khí tức đế giả, là cấp độ mà hắn tha thiết ước mơ đạt tới. Hưu. Hết thảy chỉ diễn ra trong nháy mắt, kiếm quang bổ lên đỉnh đầu Phệ Hồn lão quỷ, chém hắn thành hai nửa. Phanh phanh. Ngay khi thân thể Phệ Hồn lão quỷ bị chia thành hai nửa lập tức hóa thành mảnh nhỏ, một đạo hồn anh bay ra nhưng lại bị lực lượng vô hình làm mai một ở bên trong kiếm quang, thậm chí không có cơ hội đào thoát. Hưu. Dư ba kiếm quang rơi xuống đất, mặt đất nứt nẻ, vẽ ra một khe rãnh dài mấy ngàn thước, sâu không thấy đáy, giống như chém cả quảng trường thành hai phần. Mặt đất chấn động kịch liệt. Cả quảng trường đều an tĩnh, đông đảo cường giả nghẹn họng nhìn chân chối. Hô! Phệ Hồn lão quỷ đã chết. Đã chết, Phệ Hồn lão quỷ bị một kiếm chu sát. Không biết là ai hít sâu một hơi, từng thanh âm kinh hô truyền ra, ánh mắt mọi người trừng lớn, kinh hãi nhìn Dương Quá. Tuyệt đối không thể trêu chọc ba huynh muội Lục gia. Ai dám trêu chọc bọn họ, đó là ngại mạng mình quá dài. Lục Lâm Thiên cùng Lục Tâm Đồng đều khiếp sợ, mà chính bản thân Dương Quá cũng ngạc nhiên. Lục Lâm Thiên kinh ngạc tới mức trợn mắt há hốc mồm, thậm chí còn nuốt nước bọt, hắn tuyệt đối không ngờ đại ca có thể dùng một chiêu kiếm giết chết Phệ Hồn lão quỷ. Tam Pháp Tôn, ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt đại biến, không nghĩ tới kết quả này. Thật mạnh, ánh mắt Nguyên Nhược Lan ngây dại nhìn Dương Quá. Xong đời,
Vô Ảnh Kiếm Tôn, Thảo Ưng Lão Tổ, Cương Khôi Tôn giả đại biến, Phệ Hồn Lão Quỷ bị một chiêu đánh chết, tiếp theo hắn tới lượt bọn họ. Oanh long long. Nhưng không biết có phải vì một chiêu kiếm kinh khủng vừa rồi chém quảng trường thành hai nửa hay không, vào lúc này cả ngọn núi đột nhiên chao đảo kịch liệt. Răng rác. Cùng một thời gian khắp xung quanh quảng trường hiện lên vô số khe không gian, từng luồng năng lượng thật lớn thổi quét, cả thiên địa đều ầm ầm vang vọng. Tử vong thâm uyên sắp đóng cửa, cẩn thận một chút, chúng ta sẽ bị bài xích ra ngoài. Ánh mắt Thiên Dương Tôn giả trầm xuống lớn tiếng nói. Hiu hiu. Lời của hắn vừa dứt, cả không gian đột nhiên có cỗ lực lượng bài xích thổi quét, từng thân ảnh nhất thời biến mất không còn bóng dáng. Lục Lâm Thiên còn đang ngạc nhiên. Đột nhiên trước mặt hiện lên khe không gian, thân thể hắn lập tức bị hất văng ra ngoài, lực lượng bài xích thật lớn khiến cho hắn cảm giác được có cỗ khí tức cực kỳ khổng lồ trấn áp, mà bản thân hắn lại cực kỳ nhỏ bé, căn bản không thể đối kháng. Hào quang chợt lóe, ngay tức khắc hắn rơi vào trong tối đen, nhưng chỉ nháy mắt hắn lại xuất hiện, thân ảnh đã hiện ra trên một vực sâu thật lớn, cả vực sâu giống như lạch trời xỏ xuyên qua cả thiên địa. Trên vực sâu chính là một tầng sương mù bao phủ dày đặc. Cao không thấy đỉnh, thấp không thấy đáy, phảng phất như là cuối thế giới, một mảnh trắng xóa, mà trước mặt là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, núi non trùng điệp, quái thạch lởm chởm, xung quanh chỉ có một màu xanh biếc. Đã ra rồi, đây chính là bên ngoài. Lục Lâm Thiên kinh ngạc, xung quanh không còn là lục địa kỳ dị trôi nổi, mà là ở bên ngoài tử vong thâm uyên, chỉ nháy mắt đã bị truyền tống đi ra ngoài. Siêu siêu, từng thân ảnh cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Chính là Lục Tâm Đồng, Thiên Dương Tôn Giả, Thanh Oảnh, Đạm Thai Tuyết Phi, Kim Lang, Thiên Địa Nhị Lão, Cực Lạc Tam Quỷ bọn họ. Rốt cục bình yên đi ra. Ánh mắt mọi người nhìn quanh bốn phía, rốt cục thoát khỏi tử vong thâm uyên kinh khủng kia, mặc dù mọi người đều có thu hoạch lớn, nhưng nguy hiểm vẫn làm họ sợ hãi. Suy, thân ảnh Dương Quá xuất hiện, lúc nãy khí tức còn ngút trời nhưng bây giờ nhìn hắn thật uể oải, miệng phun máu tươi, thân hình lảo đảo thối lui. Đại ca, không sao chứ? Lục Lâm Thiên đoán ra nguyên nhân, đại ca đã sớm nói qua phải trả giá, sẽ làm bản thân bị thương tổn sau khi sử dụng lá bài tẩy kia. Sư phụ lưu lại đạo năng lượng quá mạnh mẽ, còn mạnh hơn trong tưởng tượng của ta thật khó thể thừa nhận, nhưng không sao. Dương Quá lau vết máu trên môi, sắc mặt trắng bệch. Lục Lâm Thiên, người đã ban tặng hết thảy trong tử vong thâm uyên, ngày sau xin trả. Vừa dứt lời từng đạo thân ảnh cấp tốc phá không rời đi, nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. Là Vô Ảnh, Thảo Ưng cùng Cương Khôi bọn hắn. Ánh mắt Thiên Dương trầm xuống, toàn bộ cường giả đế đạo minh bị trọng thương nên không cách nào truy đuổi theo, đi ra bên ngoài cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người kia bỏ chạy. Có bản lĩnh đừng trốn. Mang Linh Lão Tổ hét lớn một tiếng. Chạy trốn vài người cũng không có gì đáng ngại. Lục Lâm Thiên nói. Lần này thiên địa minh bị tổn thất nặng nề, tuyệt đối là đả kích lớn. Siêu siêu. Không ít thân ảnh bay ra, những người không vào được đỉnh núi lớn kia lúc này đều bị bài xích ra khỏi tử vong thâm uyên, nhân số cũng không ít, mà bên trong còn có thiên địa minh cùng đế đạo minh. Là đám hỗn đản thiên địa minh, giết a. Cường giả đế đạo minh từng đi vào đỉnh núi vừa nhìn thấy người thiên địa minh, lập tức giận dữ vây công tới. Phanh phanh. Từng đạo công kích vang vọng không gian, khiến những tiểu thế lực cùng tán tu hoảng sợ không dám tới gần, trực tiếp bỏ chạy. Nhóm người thiên địa minh ra sau không hiểu xảy ra chuyện gì cũng đã bị vây công đánh chết. Nhóm người Lục Lâm Thiên cũng không ngăn cản, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, sau này đế đạo minh sẽ có cuộc đại chiến với thiên địa minh, bây giờ có thể đánh chết được phần nào hay phần nấy, đã tới mức thù sâu như biển, cũng không cần băn khoăn quá nhiều. Chủ nhân. Trên ngọn núi phía trước có một bạch sắc thân ảnh rơi xuống trước người Lục Lâm Thiên hành lễ, chính là Thiên Sĩ Tuyết Sư. Tuyết Sư, sao ngươi lại tới đây? Lục Lâm Thiên vừa đi ra khỏi tử vong thâm uyên cũng cảm nhận được khí tức của Tuyết Sư. Ta tới đón chủ nhân, đã đem đệ tử Phi Linh Môn Bình Yên quay về bổn môn. Tuyết Sư nói, hắn đã đem Hoàng Tĩnh Giao, Đoan Mộc Hồng Chí bọn họ đưa về Phi Linh Môn, lập tức chạy tới đây chờ đợi. Sau một lát cường giả đế đạo minh đều hội tụ, ánh mắt nhìn chăm chú vào tử vong thâm uyên, tầng sương mù lưu chuyển, sau đó có cỗ khí tức lan tràn tựa như núi lớn, phảng phất như đè ép trong lòng khiến mọi người hết hơi. Tử vong thâm uyên sắp đóng cửa, hiện tại nếu ai tới gần sẽ bị vỡ áp thành mảnh nhỏ.
Thiên Dương Tôn giả thở sâu một hơi, lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, thiếu chút nữa cũng chết trong tay Thiên Địa Minh cùng Linh Vũ Giới. Ra được là tốt rồi. Mọi người lộ ra ý cười, lần này đi vào Tử Vong Thâm Uyên mặc dù mọi người đều có tổn thất đệ tử, nhưng so sánh với Thiên Địa Minh thì không tổn thất bao nhiêu, hơn nữa thu hoạch thật không ít. Đương nhiên hết thảy đều nhờ có Lục Lâm Thiên tương trợ, cho dù đi vào khe sâu đường đá mê cung, bây giờ mọi người ngẫm lại Lục Lâm Thiên đã thông chi cho Dương Quá đi theo sau, nhờ vậy họ mới tránh tổn thất, trong lòng càng thêm cảm kích. Chư vị, chúng ta tự trở về thôi, phỏng chừng mọi người phải nhanh chóng điều dưỡng mới được, ta phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ có biến hóa, sau khi chư vị tiền bối trở về mời các đại sơn môn chuẩn bị ứng phó. Lục Lâm Thiên nói, mọi người đều gật đầu, hiểu được ý tứ của hắn, sau lần này cuộc đại chiến giữa Đế Đạo Minh cùng Thiên Địa Minh chỉ sợ là không tránh khỏi, họ phải nhanh chóng làm đủ an bài, hơn nữa cần điều dưỡng thương thế, kéo dài càng lâu càng ảnh hưởng tu vi về sau. Mọi người lần lượt cáo biệt, ở trong mắt họ hiện tại cũng không còn ai đối đãi Lục Lâm Thiên như hậu bối. Lục trưởng môn, Thiên Vân Đảo cũng cáo từ. Đạm Thai Tuyết Phi đi tới nói, khẽ khom người. Ánh mắt long lanh làm thân nam tử không cách nào rời ánh mắt khỏi người nàng. Tuyết Phi cô nương lên đường cẩn thận. Lục Lâm Thiên gật đầu, lướt mắt nhìn qua Mộ Dung Lan Lan đứng cách đó không xa, hắn có thể nhận ra được thỉnh thoảng nàng vẫn nhìn hắn, nhưng mỗi khi hắn nhìn nàng thì nàng lại làm như không hay biết. Trong lòng hắn mơ hồ có chút mất mát, giống như cảm nhận được điều gì, nhưng cảm giác này cực kỳ hư ảo làm cho hắn chỉ phải lắc đầu bỏ qua, chỉ sợ tại hắn quá mẫn cảm. Bảo trọng. Đạm Thai Tuyết Phi nói. Thanh Oản Tôn giả, không biết lệnh tỷ hiện tại thế nào. Mang Linh lão tổ thoáng do dự cuối cùng hỏi thăm. Đa tạ hỏi thăm, gia tỷ vẫn khỏe. Thanh Oản mỉm cười đáp, lại nói. Lục Minh Chủ, nếu ngày sau có rảnh mời Minh Chủ cùng Linh Vũ Đại Đế tới Thiên Vân Đảo ngồi một chút. Nếu có thời gian nhất định tới bái phỏng. Lục Lâm Thiên ôm quyền thi lễ nói. Mơ hồ có chút kỳ quái tại sao Thanh Oản lại muốn mình đi Thiên Vân Đảo, tuy xem như lời mời bình thường, nhưng vì sao còn nhắc tới Nam Thúc? Vậy thì tốt rồi, Thiên Vân Đảo nhất định hoan nghênh. Thanh Oản nói. Thanh Oản tôn giả, nếu ta có thời gian cũng sẽ tới thăm ngươi. Thiên Dương nói. Vậy tốt lắm, ta rất hoan nghênh. Thanh Oản khẽ cười, mang theo người Thiên Vân Đảo rời đi. Ánh mắt Mộ Dung Lan Lan lướt qua Lục Lâm Thiên. Lập tức nhảy lên, ngân mang chợt lóe đã rời đi trước. Ai? Mang Linh lão tổ khẽ thở dài, ánh mắt mọi người đều có chút biến hóa. Mang Linh, ngươi không cần nghĩ, ngươi cũng biết quy củ Thiên Vân Đảo, huống chi nàng chưa từng nhìn thẳng ngươi, ngươi cũng đã sớm cưới vợ sinh con, còn muốn cóc mà đòi ăn thịt Thiên Nga à? Thiên Dương không khỏi trêu ghẹo nói. Ngươi cũng đừng cao hứng, ngươi không phải cũng cưới vợ sinh con sao, có tốt hơn ta bao nhiêu? Hơn nữa ta cũng thấy Thanh Oản không để ý ngươi đâu. Mang Linh đáp lại. Được được, ta vẫn đỡ hơn ngươi, ít nhất lòng của nàng luôn đặt lên người Thiên Linh Đan Tôn, không, là Linh Vũ Đại Đế, mộng của ngươi chỉ là không công. Thiên Dương nói. Hình như có chút vấn đề nha, tựa hồ còn quan hệ tới Nam Thúc. Lục Lâm Thiên sửng sốt. Lâm Thiên, thương thế nặng lắm phải không, nhanh chóng điều dưỡng, đừng làm ảnh hưởng tu vi. Lư Khâu Mỹ Vi đi tới nói. Tiểu tế đã biết, đa tạ nhạc mẫu quan tâm. Lục Lâm Thiên gật đầu. Lục Minh Chủ, chúng ta đi trước một bước. Cường giả các đại sơn môn cáo từ. Lục Lâm Thiên gật đầu, lại hỏi thăm chút tình huống của Lữ Tiểu Linh, cuối cùng người Linh Thiên môn cũng chia tay. Mọi người giống như đã quên viên đế linh tấn thần đan trong tay Dương Quá, vốn họ đã nói sau đó sẽ phân phối lần nữa, nhưng khi chia tay lại không ai nhắc tới. Có lẽ họ đều hiểu được, lần này nhờ có phi linh môn cho nên họ mới sống sót rời khỏi, ai cũng có vũ khí cùng linh kỹ thiên cấp, mà Dương Quá chỉ lấy được một viên đế linh tấn thần đan, lại ra sức lớn nhất, cho dù họ muốn lấy thần đan cũng không có mặt mũi hỏi ra, trừ phi là hủy diệt thần đan. Vì thế làm ra chuyện đắc tội với người như vậy, họ đều là người thông minh đương nhiên sẽ không làm. Phi linh môn cũng đã biết điều, chỉ bằng tặng nhân tình, sau này nói không chừng càng đạt được không ít ưu đãi. Mặc dù mọi người cũng nhớ bốn viên đế linh tấn thần đan của Lục Lâm Thiên, nhưng không ai dám có ý nghĩ, là do chính hắn lấy được, huống chi hiện tại không ai dám trêu chọc ba huynh muội Lục gia cùng Phi Linh Môn. Vân Dương Tông cũng tiện đường với Phi Linh Môn, cho nên cùng nhau rời khỏi, về Thánh Linh Giáo,
Kim Lang cùng kỳ trọng thương, Lục Lâm Thiên muốn họ về Phi Linh Môn trước rồi tính sau, hơn nữa họ cũng muốn đi thăm đại ca. Lục Lâm Thiên đánh giá tổn thất, lần này Thánh Linh giáo tổn thất không ít, yêu thú thất giai cùng tu vi vương cấp cũng vẫn lạc mười mấy người, mà Thánh Vũ Bộ lại không tổn thất. Trong Phi Linh Môn cũng tổn thất mười mấy yêu thú thất giai cùng vương cấp, nhưng tôn cấp vẫn nguyên vẹn, chẳng qua đều bị thương nặng. Người Vân Dương Tông cũng tổn thất không ít vương cấp, một tôn cấp vẫn lạc, tựa hồ là bị hồn anh tự bạo mà mất mạng. Hống! Thiên Sĩ Tuyết Sư giống lên một tiếng, hóa thành bản thể rời đi. Chủ nhân, lần này thật náo nhiệt. Trong Tử Vong Thâm Uyên, hai thân ảnh bước ra khỏi mây mù, chính là lão giả Đạm Niệm cùng yêu thú hóa thành Hoàng Y Đại Hán. Đúng là náo nhiệt. Đạm Niệm mỉm cười, khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt khẽ động như đang suy nghĩ. Chủ nhân, Lục Lâm Thiên đã rời khỏi, chúng ta. Hoàng Y Đại Hán vừa nói, Đạm Niệm đã ngắt lời. Sau này sẽ còn cơ hội gặp lại, ba huynh muội Lục gia cũng thú vị, ngoài ra còn có một ít người cũng thú vị nữa. Chủ nhân, chúng ta cần trở về hay không? Hoàng Y Đại Hán cung kính hỏi. Đi về trước đi. Đạm Niệm nói, thân ảnh chợt lóe đã biến mất tại chỗ. Lục Lâm Thiên nhìn Tử Vong Thâm Uyên ngày càng xa. Ở bên dưới núi non trùng điệp, sương mù quanh quẩn, cơn gió mát thổi qua làm người thoải mái, rốt cục đã rời khỏi vùng đất chết chóc kia. Tử Yên, chúng ta cũng đi thôi. Trên một ngọn núi, Tử Đồng trưởng lão chợt nói. Ân, Tử Yên liếc mắt nhìn viễn không, khẽ gật đầu, cùng cường giả thiên địa các rời đi. Thiên lão, địa lão, thương thế hai vị thế nào? Lục Lâm Thiên hỏi. Không có chuyện gì lớn. Nhưng chỉ sợ khó thể khôi phục trong thời gian ngắn. Tạ Thiên cười khổ nói thế nào lần này xem như nhặt về một mạng, rời khỏi Tử Vong Thâm Uyên. Lục Lâm Thiên gật đầu, thời gian không thành vấn đề, chỉ cần tiến vào thiên trụ giới tu luyện là được. Nhớ tới thiên trụ giới, trong lòng Lục Lâm Thiên vừa động, Lam Linh còn ở bên trong đó, tính toán thời gian cũng đã khá lâu rồi. Nhị lão, có biết giữa nghĩa phụ Nam Thúc cùng Thiên Vân Đảo có quan hệ gì không? Lục Lâm Thiên thoáng do dự cuối cùng vẫn hỏi, nghe lời nói của Thiên Dương, Mang Linh cùng Thanh Oản, hắn mơ hồ cảm thấy bên trong có chuyện xưa, mà Thiên Địa Nhị Lão là bằng hữu của nghĩa phụ, việc này chỉ sợ họ cũng hay biết một ít. Việc này, Thiên Địa Nhị Lão nhìn nhau, lại nhìn Lục Lâm Thiên, Tạ Thiên cười khổ nói. Nói cho ngươi biết cũng không sao, đây cũng không phải bí mật gì, chỉ là một ít chuyện tình cảm vài trăm năm trước mà thôi. Thiên Lão. Chẳng lẽ nghĩa phụ từng có quan hệ tình cảm gì sao? Lục Lâm Thiên hứng thú, bình thường nhìn thấy nghĩa phụ khô khan cứng nhắc, nếu hắn có chuyện tình cảm, thật sự mở rộng tầm mắt. Vậy thì không phải, người có biết Diễm Quan Quần Phương Đông Cung Huyên hay không? Tạ Địa hỏi. Diễm Quan Quần Phương Đông Cung Huyên. Lục Lâm Thiên gật đầu, có nghe Bạch Oánh cùng Đông Lão nói qua. Nghe nói mấy trăm năm trước là cường giả nổi danh cùng nghĩa phụ Thiên Linh Đan Tôn. Thiên Dương Tôn Giả, Hàn Băng Tôn Giả Lãnh Thiên Thu, còn có hai vị. Không sai. Tạ Thiên mỉm cười nói. Đông Cung Huyên chính là sư tỷ của Thanh Oản Tôn Giả, lúc trước khi hành tẩu đại lục, hai người như hình với bóng, cả hai đời đảo chủ Thiên Vân Đảo đều do họ đảm nhiệm, chẳng qua về sau không biết do nguyên nhân gì mà Đông Cung Huyên ẩn lui, không tiếp tục lộ diện. Nguyên lai Đông Cung Huyên là người Thiên Vân Đảo. Lục Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn. Lúc trước Đông Cung Huyên là nữ tử đẹp nhất trên đại lục, thanh niên tài tuấn khuynh đảo vì nàng nhiều không kể xiết, Mang Linh lão tổ Linh Thiên Môn là một trong số đó, thậm chí cả ta cũng là một trong những theo đuổi nàng ta. Tạ Địa mỉm cười, thở dài nói. Chỉ chớp mắt đã là chuyện 200 năm trước, thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng qua lúc trước trái tim Đông Cung Huyên lại đặt trên người nghĩa phụ của ngươi, nhưng nghĩa phụ ngươi là đồ ngốc, không hiểu phong tình, hơn nữa bị ngăn trở bởi đảo Quy Thiên Vân Đảo. Cho nên không còn tiếp tục nữa. Thì ra là thế. Lục Lâm Thiên thì thào, không nghĩ tới nghĩa phụ được lòng của nữ tử đẹp nhất đại lục, nhưng lúc đó nghĩa phụ mới rời khỏi Độc Cô gia tộc không bao lâu, chỉ sợ một lòng đặt trên việc tăng cường thực lực, không rảnh phân tâm nói chuyện tình cảm đi. Sau đó mọi người lại hỏi Lục Tâm Đồng làm sao lấy được Thanh Lôi Huyền Đăng, nhưng chỉ tiếc chính bản thân Lục Tâm Đồng lúc ban đầu cũng không biết mình lấy được chính là Thanh Lôi Huyền Đăng. Mãi tới khi nàng sử dụng mới nghe mọi người kinh hô, vì vậy mới có hiểu biết. Đông Vô Mệnh vô cùng cao hứng, đồ đệ bảo bối đã bước vào hàng ngũ siêu cấp cường giả, đệ tử của hắn có được thành tựu như thế,
hắn vô cùng tự hào, nằm mộng cũng cười, thành tựu như vậy ngày xưa hắn thật sự không dám suy nghĩ. Lục Lâm Thiên cười khổ, chỉ sợ lúc hắn đối chiến với Phong Vũ Tôn giả, Lục Tâm đồng nhân cơ hội chiếm được tiện nghi, đây chính là đại cơ duyên, nếu Phong Vũ còn sống hẳn lại bị tức chết lần nữa. Siêu siêu, mọi người rời khỏi Tử Vong Thâm Uyên không bao lâu, từ trong thâm uyên lại có vài thân ảnh rải rác đi ra, hai thân ảnh vô cùng chật vật, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy xung quanh không còn bóng người mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trên thân thể hai người loang lổ vết máu, một đại hán chưa đầy 50 tuổi, khuôn mặt cương nghị lãnh tuấn, nhưng lúc này vô cùng tái nhợt, một thanh niên cẩm bào rách nát chừng 30 tuổi, bộ dáng gầy gò. Hai người vẻ mặt chật vật, chính là Gia Cát Tây Phong cùng Gia Cát Tử Vân Lan của Lăng Sơn Trang. Lúc này dáng vẻ phong lưu nho nhã của họ hoàn toàn biến mất, lộ vẻ oán hận cùng chật vật, mấy năm nay Gia Cát Tử Vân hoàn toàn thất bại, chuyến đi Tử Vong Thâm Uyên càng khiến cho hắn thêm tuyệt vọng. Cha, chúng ta đi ra rồi. Nhìn quanh bốn phía, trong ánh mắt tuyệt vọng của Gia Cát Tử Vân lộ ra tia vui sướng vì tìm được đường sống trong chỗ chết. Chúng ta đi thôi, về trước rồi hãy nói. Vẻ mặt Gia Cát Tây Phong uể oải, rốt cục trốn thoát. Lúc ở trên quảng trường hắn dựa vào bí pháp sơn môn giả chết, nhờ vậy mới tránh được một kiếp, chỉ tiếc lần này Lan Lăng Sơn Trang toàn quân bị diệt, bị đả kích tới dao động căn cơ, Liễm Linh Tôn giả, Lộc Linh Tôn giả bị đánh chết, mấy tôn cấp bị giết, Lan Lăng Sơn Trang đã bị thương đại nguyên khí. Siêu siêu, hai thân ảnh uể oải rời khỏi, sau một lát Tử Vong Thâm Uyên không còn một bóng người, đã khôi phục vẻ yên tĩnh ngày xưa, không còn ai dám tự tiện xông vào nơi đây. Cả không gian thâm uyên tràn ngập sương mù màu trắng, lại tràn ra uy áp cực lớn, trực tiếp đem cả không gian bao phủ bên trong, hết thảy đều chìm trong một mảnh biển mây bát ngát. Ngay lúc biển mây bao phủ, không có bất luận kẻ nào nhìn thấy trong mây lặng yên xuất hiện một thân ảnh tập tễnh, mang theo khí tức thê lương viễn cổ, thân ảnh kia không rõ bộ dáng, giống như bị sương mù che kín, mơ hồ ẩn hiện, chỉ có thể nhìn thấy chút dấu vết tập tễnh, dù có người nhìn thấy cũng nghĩ là mình bị hoa mắt. Qua cửa thứ hai, còn có hai cửa, đợi lâu như vậy hy vọng lúc này sẽ thành công đi. Thân ảnh thì thào nói, nhìn lên trên bầu trời, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một mảnh không gian xung quanh nhộn nhạo tràn ra, một giây sau cả không gian Tử Vong Thâm Uyên như đọng lại, sương mù trở nên dày đặc, cả không gian biến thành mê mẩn mờ mịt, hết thảy đều chìm ngập vào trong sương mù dày đặc đầy trời. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, nhóm người Lục Lâm Thiên nhắm mắt điều tức. Vì chờ người phía sau nên tốc độ Tuyết Sư chậm hơn không ít, mọi người đều đang chuyên tâm dưỡng thương. Tuy nhắm mắt điều tức nhưng tâm thần Lục Lâm Thiên vẫn quan sát bên ngoài, đột nhiên hắn mở mắt, quát. Mọi người cẩn thận. Hống. Thiên Sĩ Tuyết Sư giống lên ngừng lại, hai cánh chấn động, không gian khí lưu gào thét như hai cỗ long quyển phong thổi tung giữa không trung. Ngao. Kim Dực Thiên Lang, Thôn Thiên cùng Kỳ cũng ổn định thân thể, từng đầu phi hành yêu thú đều dừng lại. Ánh mắt mở to nhìn quanh đầy cảnh giác, tâm thần phóng thích quan sát xung quanh. Bọn chuột nhắt phương nào, trốn trốn tránh tránh, nếu đã tới còn chưa cút đi ra. Kim Lang Tôn giả đứng thẳng, nhìn chăm chú về phía trước quát lớn. Hừ, đợi lâu như vậy rốt cục đợi được các ngươi đi tới. Giữa không trung vang lên một thanh âm trầm thấp xen lẫn sát ý, cùng một lúc không gian xung quanh chợt lóe, một bạch ảnh nháy mắt xuất hiện, giống như xuyên qua không gian. Hô! Người này xuất hiện, không gian mơ hồ run lên, chân khí thay đổi, năng lượng thiên địa hội tụ, thực lực người này tuyệt đối khủng bố. Người kia mặc bạch y, bên ngoài khoác áo tơi trắng, dáng người cao ngất, khoảng 50 tuổi, khí tức cực kỳ phiêu dật làm người ta có cảm giác như tắm gió xuân, nhưng sát ý trong mắt khiến người dùng mình. Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong hệ phong. Dạo thời gian gần đây Lục Lâm Thiên liên tục gặp mặt siêu cấp cường giả, vừa cảm giác khí tức liền suy đoán ra thực lực người kia. Tật Phong Tôn giả, là ngươi. Thiên Dương nhíu mày, trong mắt hiện vẻ băn khoăn. Vân Dương Tông, Thánh Linh Giáo, cùng Phi Linh Môn đều là một ruột. Ánh mắt Tật Phong Tôn giả tràn ngập sát ý, khí tức phóng thích làm mọi người đều cảm giác áp lực, thực lực thấp một ít cũng không thể ngẩng đầu, chân khí cùng linh lực đều như ngừng lại, căn bản không thể vận chuyển bình thường. Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong thì thế nào, chỉ bằng ngươi thôi sao, ta xem ngươi ngại mạng mình dài quá. Cùng Kỳ Tôn giả lạnh lùng nói. Ngươi chính là Cùng Kỳ Tôn giả Thánh Linh Giáo đi, ngươi không cần hăm dọa ta, nên chừa chút khí lực sống lâu thêm một ít thời gian đi,
ngươi cho rằng ngươi cùng Kim Lang bị trọng thương ta lại không nhìn ra sao, chỉ bằng các ngươi hiện tại làm sao đối kháng ta, một đám nỏ mạnh hết đà. Tật Phong tôn giả âm lệ nói, toàn thân tản ra chân khí bức người, trong mắt tràn ngập năng lượng vô cùng vô tận, làm người ta có cảm giác lạnh thấu xương. Lời của hắn vừa dứt, ánh mắt có chút khinh thường đảo qua Kim Lang cùng Cùng Kỳ, lập tức nhìn vào đám người lạnh giọng quát. Ai là Lục Lâm Thiên, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Thanh âm truyền ra, giống như sấm sét vang vọng khắp không trung. Lâm Thiên, Tật Phong tôn giả chính là cường giả Khôn Dương đảo, đoán chừng là vì ngươi giết đám người hỏa thổ tôn giả nên tới báo thù. Thiên Dương tôn giả Vân Phi Hồng truyền âm nói. Người Khôn Dương đảo sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ động, vẻ mặt có chút ngưng trọng, không chút do dự bước ra giữa không trung, khoanh tay đứng thẳng, nói. Lục Lâm Thiên ở đây, nhưng rất nhiều người muốn giết ta, mà người có thể làm được tuyệt đối không phải ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiểu hỗn trướng đủ hung hăng càn quấy, bản tôn hỏi ngươi, hỏa thổ tôn giả, khôn vũ tôn giả, thổ linh tôn giả cùng đệ tử Khôn Dương đảo có phải bị ngươi đánh chết? Tật Phong nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt tràn ngập lửa giận hỏi. Bọn chuột nhắt Khôn Dương đảo muốn chặn giết ta, bị ta giết không phải chuyện bình thường sao, giết tiểu cầu thì đại cầu chạy tới, đám cầu Khôn Dương đảo đúng là vô cùng vô tận. Lục Lâm Thiên cười nhạt, không hề đem Tật Phong tôn giả để vào trong mắt. Tiểu hỗn trướng, bản tôn hẳn nên sớm lấy mạng nhỏ của ngươi, hôm nay ngươi phải chết không nghi ngờ. Tật Phong rít gào giận dữ, hai mắt đỏ đậm, hai đảo chủ cùng nhiều cường giả đều bị Lục Lâm Thiên giết chết, thù sâu như biển, hắn hận không thể lập tức đem Lục Lâm Thiên nghiền xương thành cho bầm thây vạn đoạn, vừa dứt lời một cỗ năng lượng vô hình lập tức phong tỏa cả không gian, hung hăng vỡ áp lên người Lục Lâm Thiên. Thật mạnh, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn như lơ đễnh, thực tế lại lướt qua vẻ ngưng trọng, ngay cả muốn di động thân thể cũng không làm được, chân khí tắc nghẽn, thực lực Tật Phong tuyệt đối không kém hơn Kim Lang lẫn Cùng Kỳ ở thời kỳ toàn thịnh. Hừ, hung hăng càn quấy trước mặt hậu bối lại tính bổn sự gì? Kim Lang hét lớn một tiếng, đạp không bay ra, trường ấn vỗ tới, không gian trao đảo lắc lư, trải qua một đoạn thời gian ngắn chỉnh đốn, thực lực Kim Lang có chút khôi phục, nhưng đương nhiên không thể so sánh với thời kỳ toàn thịnh. Lâm Thiên lui ra, Cùng Kỳ tôn giả hét lớn một tiếng, xích bào run lên, năng lượng hỏa hệ bạo tuôn, một đạo quyền ấn ầm ầm ngưng tụ chấn động cả không gian run lên, nháy mắt lao thẳng về hướng Tật Phong tôn giả. Kim Lang, Cùng Kỳ, đang muốn tính nợ với Thánh Linh giáo các ngươi, nỏ mạnh hết đà làm sao đối kháng với ta, còn tưởng mình ở thời kỳ toàn thịnh sao? Ánh mắt Tật Phong đột nhiên biến thành sắc bén, thủ ấn biến hóa, song trưởng siết chặt, dao động cuồn cuộn khuếch tán trong thiên địa, từng đợt năng lượng phong hệ ngưng tụ, nhất thời giữa không trung phong vân biến sắc, cuồng phong gào thét. Cút ngay cho ta! Tật Phong thét lớn một tiếng, trong mắt bắn ra tinh quang âm hàn, hai tay siết chặt. Hai đạo bạch sắc quang cầu hung hăng va chạm vào trưởng ấn cùng quyền ấn bay tới. Phanh phanh. Công kích khủng bố chớp mắt đỡ upsilon.ng vào nhau, thanh âm nổ tung trầm thấp khiến không gian bị tạc mở, cả Kim Lang lẫn Cùng Kỳ đều bay ngược ra ngoài. Phốc. Trong miệng hai người phun máu tươi, lại bị trọng thương rơi xuống dãy núi bên dưới. Hiu hiu hiu. Cùng lúc đó sáu thân ảnh đồng thời hiện giữa không trung, Thiên Dương, Thiên Địa Nhị Lão, Cực Lạc Tam Quỷ sắc mặt ngưng trọng đánh ra chân khí giải lụa cuốn tới, cả không gian run lên, mặc dù sáu người từng bị trọng thương nhưng một chiêu liên thủ gợi lên động tĩnh khiến thiên địa gió dục mây vần, cả hư không rung động không ngớt. Sáu nỏ mạnh hết đà còn tưởng mình ở thời kỳ toàn thịnh hay sao? Ánh mắt Tật Phong âm tàn, bàn tay siết chặt, cuồng phong gào thét giữa không trung. Hô! Bạo phong long vũ! Thủ ấn biến ảo, cuồng phong nhất thời hội tụ. Biến thành cỗ long quyển phong bạo khổng lồ, từ xa nhìn lại như bạch sắc cự long xoay quanh, liên tiếp cùng thiên địa, mơ hồ mang theo long uy chấn động lòng người, làm mọi người có cảm giác mình thật nhỏ bé. Ngao! Thật mạnh! Thiên phong, thánh pháp, hỏa xí đều than thở, uy thế khủng bố như vậy họ không cách nào tới gần, cấp độ tôn cấp chênh lệch nhau chính là cái hào thật lớn, họ còn chưa đạt tới cấp độ như thế. Ánh mắt Lục Lâm Thiên càng thêm ngưng trọng. Tuy Tật Phong chưa bằng phệ hồn lão quỷ, nhưng vì mọi người trọng thương nên không thể ngăn cản được hắn. Hiu hiu. Chỉ chớp mắt sáu đạo chân khí bay tới, nhưng không cách nào tiến thêm nửa phần, bị ngăn cản tại bên ngoài. Cút ngay cho ta. Tật Phong quát lớn, trong tay đẩy ra,
Long quyển phong bạo lập tức thổi quét va chạm vào sáu đạo công kích kia. Răng rác. Không gian nổ thành từng khúc, mảnh nhỏ bắn ra tứ tán, sáu đạo chân khí bị vỡ nát, long quyển phong bạo cuốn qua, năng lượng dao động đáng sợ tràn ngập, lộ ra cả không gian hư vô tối đen, cuối cùng mới chậm rãi khép lại. Phốc. Sáu người đều phun máu, hung hăng nện xuống đất. Tiểu hỗn trướng, hôm nay ngươi nhất định phải chết, bản tôn tiêu diệt ngươi trước mới tiếp tục giết kẻ khác. Tật Phong quát lớn một tiếng, sát ý bắn ra, thân ảnh xuyên qua không gian lao tới trước người Lục Lâm Thiên, chảo ấn ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn, có thể chứng kiến Lục Lâm Thiên sắp bị đánh vỡ đầu. Con trai của bổn đế, há cho tên hỗn trướng Tật Phong ngươi có thể động, ngươi ngại mạng dài. Vào thời khắc này một thanh âm quen thuộc vang vọng khắp cả không trung. Thanh âm vừa truyền ra, không gian xung quanh trước người Lục Lâm Thiên chợt lóe, một thân ảnh màu xám trống rỗng xuất hiện. Người kia đạp không mà đứng, khí thế vân đạm phong khinh, giống như trong hư không chỉ tồn tại khí thức của hắn, thân hình nhìn qua có chút gầy yếu nhưng chảo ấn của Tật Phong quét tới lại không hề động được vạt áo hắn nửa phần. Chút thực lực ấy, có gì đáng khoe khoang? Người kia ngẩng đầu, trong mắt chợt lóe tinh quang, tụ bào vung lên, chảo ấn lập tức tiêu tán giữa không trung như chưa từng xuất hiện, hết thảy thật bình tĩnh không hề có chút dấu vết. Nhưng cỗ uy áp khiến người có mặt đều ngạt thở. Người này vừa xuất hiện không khí giữa không trung cô động lại, giống như thời gian đình chỉ hoàn toàn. Chỉ nháy mắt trong lòng Tật Phong dâng lên nỗi khiếp sợ, nhìn người kia khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt run lên, tựa hồ đã nhận ra là ai, kinh hô. Thiên linh đan tôn, sao ngươi lại ở đây? Linh vũ đại đế đã tới. Ánh mắt đông đảo cường giả phi linh môn run lên, kích động run rẩy, người vừa tới chính là linh vũ đại đế. Sắc mặt người phi linh môn đều lộ ra ý cười. Đó là, Linh Vũ Đại Đế. Trời ạ, Linh Vũ Đại Đế đã tới. Ánh mắt cường giả Vân Dương Tông, Thánh Linh Giáo đều biến đổi, rung động nhìn nhau. Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng hiện lên ý cười, khó trách ca ca lại nhẹ nhàng như vậy, nguyên lai đã sớm biết Nam Thúc đã tới, mà Nam Thúc ở đây, Tật Phong kia xem như phạm thái tuế. Đại ca, người rốt cục đã tới. Thiên địa nhị lão vừa bay lên lại thấy Nam Thúc, trong lòng tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng. Tử lão quỷ, tới thật đúng lúc a. Thiên Dương lau vết máu trên miệng, nhảy lên không trung, ánh mắt vui sướng. Đây là Linh Vũ Đại Đế sao? Sắc mặt ba người Cực Lạc Tam Quỷ trọng thương xanh mét, nhưng ánh mắt lại trừng lớn nhìn Nam Thúc, chân khí kinh khủng làm họ run sợ. Nam huynh đệ, giao cho ngươi. Kim Lang cùng Cùng Kỳ đều thối lui sang một bên. Được, các ngươi lui ra đi, nơi này giao cho ta là tốt rồi, ta giải quyết xong tên hỗn trướng kia lại tiếp tục tán gẫu. Nam Thúc quay đầu lại lộ ý cười nói, sau đó nhìn qua Lục Lâm Thiên, hỏi. Tiểu tử, không sao chứ? Nếu cha tới chậm nửa bước, con của ngài xong đời. Lục Lâm Thiên mỉm cười đáp, nhưng trong lòng vô cùng vui sướng, vừa rồi khi hắn nhìn thấy Tật Phong tôn giả, lập tức bóp nát ngọc giản thông chi Nam Thúc. Mặc dù Nam Thúc tới hơi chậm một chút, nhưng vẫn xem như đúng lúc. Tiểu tử còn ba hoa như vậy, lui ra đi, giao hắn cho ta. Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt lộ vẻ quan tâm. Lục Lâm Thiên gật đầu, nhanh lui xuống, hắn biết nguy cơ đã được giải trừ, mà Tật Phong gặp xui xẻo. Hỗn trướng Tật Phong, con của bổn đế mà ngươi cũng dám động, ngươi thật sự là chán sống rồi. Ánh mắt Nam Thúc thản nhiên nhìn Tật Phong. Ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, nhưng chân khí nhẹ nhàng làm Tật Phong run lên. Thiên linh đan tôn, không, người đã đột phá đế cấp, người nên biết lệnh cấm, người không thể ra tay với ta. Vừa nhìn thấy Nam Thúc, ánh mắt ngập tràn sát ý của Tật Phong biến thành kinh hãi lẫn kiêng kỵ, thậm chí không có dũng khí đối kháng, liên tục lui về phía sau. Dám động con của bổn đế, ai cũng không ngăn cản được ta muốn mạng của ngươi. Nam Thúc thản nhiên nói, trong mắt thoáng hiện hàn mang. Thân ảnh trống rỗng xuất hiện trước người Tật Phong. Trốn. Tật Phong không chút do dự, thân ảnh chợt lóe, trực tiếp xé mở khe không gian, muốn phá không bỏ chạy, thậm chí cũng không có dũng khí đối kháng, khí thế hung hăng càn quấy vừa rồi hoàn toàn héo úa. Còn muốn trốn sao? Nam Thúc nói, vừa dứt lời tụ bào vung lên, một cái tát xa xa tát tới, tốc độ nhìn như thong thả kỳ thật đã nhanh tới cực hạn, nhanh tới mức ảnh hưởng thị giác của mọi người. 3. Một tiếng tát tai thanh thúy vang vọng, không gian run lên, không gian xung quanh Tật Phong bị chụp vỡ, bốn bề là hư không tối đen kéo dài vài trăm thước, uy áp lan tràn tới cực hạn.
Trên mặt Tật Phong lập tức hiện ra dấu bàn tay sưng tấy, còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã phun ra cả máu lẫn răng vỡ, thân hình nện thẳng xuống dãy núi bên dưới. Hô! Một màn này làm mọi người trợn mắt há hốc mồm, thực lực Linh Vũ Đại Đế thật là đáng sợ. Phanh! Tật Phong nện xuống một ngọn núi, giữa không trung như bị động đất, ngọn núi dần sụp đổ, vô số khe nứt rậm rạp lan tràn, thanh âm như tiếng sấm sét vang vọng. Siêu! Thân ảnh Nam Thúc biến mất ngay tại chỗ, khi thân hình xuất hiện đã lao ra khỏi một ngọn núi sụp đổ bên dưới, trong tay bắt giữ Tật Phong tôn giả. Đây là thực lực đế cấp sao? Mọi người hít sâu một hơi lạnh, không khỏi nuốt nước bọt, họ không tưởng được Linh Vũ Đại Đế chỉ dùng một cái tát là có thể đánh bay Tật Phong tôn giả tu vi tiếp cận chuẩn đế. Đây mới là cường giả. Lục Lâm Thiên cảm thán. Trong lòng hắn nhủ thầm, tuy rằng hiện tại thực lực hắn không yếu, nhưng gần đây gặp phải cường giả ngày càng mạnh, lão quái các đại sơn môn đều xuất hiện, tu vi của hắn đã không còn chút ưu thế, không biết phải tới khi nào hắn mới đạt được như Nam Thúc, khi đó hắn mới có được bổn sự ngạo thị đại lục. Thật mạnh! Cực Lạc Tam Quỷ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng rung động tới cực điểm, một cái tát kia cũng đủ đem ba người họ chụp thành mảnh nhỏ, căn bản không thể đối kháng. Còn có một việc khiến họ thêm rung động, khi Lộc Linh tìm họ đã cam đoan Linh Vũ Đại Đế không thể ra tay, cho nên họ mới có dũng khí chặn giết Lục Lâm Thiên đoạt bảo, nhưng hiện giờ tận mắt nhìn thấy Linh Vũ Đại Đế dùng một cái tát đánh bay Tật Phong, không thể ra tay cái rắm, đây rõ ràng là gạt người, ba người họ đã bị lừa dối. May mắn họ không thành công, đừng nói có thể thành công được hay không, chỉ sợ dù làm được họ cũng bị Linh Vũ Đại Đế nghiền xương thành tro, có thần khí thì thế nào, tuyệt đối không thể đối kháng một cái tát kia. Lâm Thiên, Cực Lạc Tam Quỷ sao ở chung một chỗ với ngươi? Nam Thúc đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, nhìn qua Cực Lạc Tam Quỷ hỏi. Cực Lạc Tam Quỷ bái kiến Linh Vũ Đại Đế. Cực Lạc Tam Quỷ run lên, vội bước tới hành lễ, ánh mắt không dám nhìn thẳng. Nghĩa phụ, mặc dù họ có tiếng xấu, nhưng hiện tại đã sửa đổi, tới cậy nhờ Lục gia, lần này lập được không ít công lao, ít nhiều nhờ có họ tương trợ. Lục Lâm Thiên nói. Nghĩa phụ. Cực Lạc Tam Quỷ cả kinh, nguyên lai Linh Vũ Đại Đế là nghĩa phụ của nhị thiếu gia, không có ai nói qua với ba huynh đệ bọn họ. Ánh mắt Nam Thúc đảo qua ba người, nói. Các ngươi đã gia nhập Lục gia, không cần đa lễ. Đa tạ Linh Vũ Đại Đế. Tới lúc này ba người mới dám ngẩng đầu, có chút run rẩy không được tự nhiên. Ba người nghe kỹ cho ta, nếu dám không trung thực, ta tuyệt không buông tha, sẽ đem ba người nghiền xương thành tro. Nhưng chỉ cần ở Lục gia một ngày, nếu có người dám động các ngươi, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nam Thúc nói, ba huynh đệ chúng tôi không dám hài lòng, đối Lục gia trung thành tận tâm. Cực Lạc Tam Quỷ vừa mừng vừa sợ, Linh Vũ Đại Đế cảnh cáo làm họ tuôn mồ hôi lạnh, nhưng câu nói cuối cùng làm họ vui mừng, họ có không ít cửu gia, sau này có tôn Đại Phật bảo hộ sẽ được an toàn, đây chính là chỗ dựa vững chắc siêu cấp. Lão gia hỏa, đã lâu không gặp. Thiên Dương đi tới bên cạnh Nam Thúc, nhìn qua Tật Phong, ánh mắt hiện tia nghi hoặc. Ha ha, đúng là đã lâu không gặp. Nam Thúc mỉm cười nói. Lưu người này để làm gì, giết hắn chấm dứt hậu hoạn đi. Thiên Dương nhìn Tật Phong, trong lòng uất ức nói. Lúc này Tật Phong đã bị cấm chế, ánh mắt ngây dại, hắn thật sự không biết vì sao Linh Vũ Đại Đế dám ra tay với hắn, rõ ràng đã có lệnh cấm, nhưng sao dám ra tay với hắn, trừ phi. Hắn như nghĩ ra điều gì đó, lại cảm thấy không khả năng, bởi vì thực lực Thiên Linh Đan Tôn tuyệt đối đạt tới đế cấp. Lưu hắn còn chút sử dụng, yên tâm đi, hắn trốn không thoát. Nam Thúc nói, giao Tật Phong cho sát phá quân. Lão gia hỏa, ta luôn có chuyện muốn hỏi ngươi đây, ngươi cần phải thành thật trả lời. Thiên Dương lại nói, hỏi đi. Nam Thúc khoanh tay đứng thẳng, giao tình ngoài 200 năm, cũng không xa lạ, tùy tiện mà nói. Thiên Dương nhìn Nam Thúc, hỏi. Năm đó Lâm Thiên vào Vân Dương Tông là chủ ý của ngươi đi. Nga, chuyện này quan hệ gì với ta, Thanh Vân Trấn là địa bàn của Vân Dương Tông mà. Nam Thúc lườm Thiên Dương nói. Nói dư thừa, nếu không phải ngươi, Lâm Thiên sao lại đánh chủ ý với vạn niên xích đồng của Vân Dương Tông, ngoại trừ ngươi ra, còn mấy người biết chúng ta có vạn niên xích đồng, lại có mấy người luyện hóa được nó, ta mời ngươi hỗ trợ mấy lần ngươi đều thoái thác. Nguyên lai tự bản thân ngươi muốn lấy. Thiên Dương tôn giả trừng mắt nhìn Nam Thúc, lập tức lại xoay chuyển, nói.
Ta đã sớm hoài nghi sau lưng Lâm Thiên hơn phân nửa chính là ngươi, vẫn luôn không dám khẳng định, không nghĩ tới thật sự là lão gia hỏa ngươi. Ngươi nói xem, ngươi trăm phương ngàn kế an bài Lâm Thiên lấy đi vạn niên xích đồng của Vân Dương Tông, món nợ này làm sao tính? Lâm Thiên là đồ tôn của ai? Nam Thúc trừng mắt nhìn Thiên Dương, chậm rãi hỏi. Đương nhiên là đồ tôn của ta. Thiên Dương trả lời không kịp nghĩ ngợi, có đồ tôn như vậy, chính là làm cho hắn nở mặt nở mày. Vậy Lâm Thiên là cháu rể của ai? Nam Thúc lại hỏi. Nói đùa sao, đương nhiên là cháu rể của ta. Thiên Dương trừng mắt nói. Vậy thì được rồi, đồ tôn cùng cháu rể cầm đi vạn niên xích đồng của ngươi, hơn nữa cũng do các ngươi đáp ứng, việc đó có quan hệ gì với ta đâu. Nam Thúc liếc Thiên Dương, cũng không tiếp tục nói chuyện với hắn mà xoay người đi tới bên cạnh Kim Lang cùng Kỳ, Thiên Địa Nhị Lão, giúp họ kiểm tra thương thế, đưa 4 viên đan dược cho 4 người. Thiên Dương thoáng lặng người, ánh mắt xoay chuyển lại đi theo. Lão gia hỏa, ngươi nói không sai, nhưng chuyện này ngươi nhất định sớm có dự mưu, cho nên ngươi phải chịu trách nhiệm mới được, hơn nữa giao tình giữa chúng ta cũng lâu năm như vậy, nhớ năm đó Đông Cung Huyên. Ngươi bị thương không nhẹ, nói ít một chút đi. Nam Thúc quay đầu bất đắc dĩ nói, đưa cho hắn một viên đan dược. Ta không khách khí. Trong tay Nam Thúc chính là đan dược bát phẩm A. Hắn sợ Nam Thúc thu trở về lập tức nhận lấy nhét vào trong miệng nuốt chừng. Nhớ năm đó, Đông Cung Huyên. Ta sợ ngươi, rốt cục ngươi nghĩ muốn cái gì, nói đi. Nam Thúc bất đắc dĩ nói, đã mấy trăm năm lão gia hỏa này vẫn đức hạnh như vậy, bắt được xương cốt cũng cắn ra được mấy lượng thịt. Năm đó người khác cũng không gọi hắn là Vân Phi Hồng mà là Vân Lột Gia. Nếu ai muốn chiếm tiện nghi của hắn thật không dễ dàng, nếu hắn muốn chiếm tiện nghi của người ta nhất định là chiếm được. Người thấy người sợ. Hắc hắc. Nghe được lời của Nam Thúc, ánh mắt Thiên Dương sáng ngời, nói. Kỳ thật cũng không có gì, ta góp nhặt một ít dược liệu, người giúp ta luyện chế một lần đan dược là được. Luận luyện chế đan dược, trên đại lục không có mấy người là đối thủ của ngươi, nhất định nhờ ngươi mới được. Đa tạ ngươi khen ngợi. Nam Thúc lườm Thiên Dương, nói. Chờ thêm một chút đi, tới lúc đó ta đi Vân Dương Tông tìm ngươi, hiện tại ta không rảnh. Ngươi chỉ cần đáp ứng là xong, ta cũng không sợ ngươi đổi ý. Tâm tình Thiên Dương thật tốt, phảng phất như đã khỏe lại. Đại ca, sao ngươi lại tới đây, chẳng lẽ ngươi biết Tật Phong muốn đối phó chúng ta? Tạ Thiên liếc mắt nhìn Tật Phong hỏi. Ta nhận được tin cầu cứu của Lâm Thiên nên mới tới, trước trở về rồi hắn nói đi. Nam Thúc đáp. Hắc Hùng, thả đồng quy tinh đi. Lục Lâm Thiên nói. Dạ, chủ nhân. Hắc Hùng buông đồng quy tinh, thân ảnh Lục Lâm Thiên chợt lóe đi tới trước người hắn, cởi bỏ cấm chế cho đồng quy tinh. Lục Lâm Thiên, ngươi giết đệ tử Hắc Sát Giáo, cho dù ngươi thả ta cũng sẽ không cảm kích ngươi, ngày sau có cơ hội nhất định đánh chết ngươi báo thù. Đồng quy tinh nhìn Lục Lâm Thiên cùng cường giả Phi Linh Môn, Vân Dương Tông, Thánh Linh Giáo đứng gần bên, lại thêm Linh Vũ Đại Đế mới ra tay, trong lòng vẫn còn chấn động. Nói thế nào ngươi cũng không có cơ hội giết ta. Thực lực của ngươi bây giờ ở trước mặt ta thậm chí còn không bằng con kiến. Lục Lâm Thiên cười nhạt nói. Khuôn mặt đồng quy tinh run rẩy lên, sắc mặt xanh mét trắng bệch. Lục Lâm Thiên nói không sai, với tu vi thực lực bây giờ của Lục Lâm Thiên cho dù là không đánh trả bản thân hắn cũng không thể đánh chết được đối phương. Hiện tại hắn nói báo thù nghe buồn cười như con kiến đòi đá chết voi. Đồng quy tinh, ta không giết ngươi là vì muốn ngươi trở về nói cho người Hắc Sát Giáo, tuy ta giết người của các ngươi không ít. Ta cũng giết Hiết Sát Tôn giả, nhưng chính ngươi cũng nhìn thấy người của Thiên Địa Minh cũng vẫn giết ngươi. Từ nay về sau Hắc Sát Giáo nên thu liễm một chút đi, có lẽ ta còn có thể lưu lại các ngươi, nên làm thế nào tự ngươi hiểu rõ, hiện tại ngươi có thể cút. Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt đồng quy tinh run lên, lập tức rời đi. Chẳng lẽ ngươi muốn mượn sức Hắc Sát Giáo sao? Vân Tiếu Thiên nhìn theo thân ảnh đồng quy tinh đi xa, hỏi. Làm sao có thể mượn sức Hắc Sát Giáo? Thù này không đội chung trời, cho dù bọn hắn có dựa vào ta cũng không tin tưởng, nhưng để đồng quy tinh sống vẫn tốt hơn đánh chết hắn. Lục Lâm Thiên cười nhẹ nói. Nếu sau khi đồng quy tinh trở về, quan hệ giữa Hắc Sát Giáo cùng Thiên Địa Minh cũng sẽ có biến hóa, như vậy giá trị hơn đánh chết hắn rất nhiều. Vân Tiếu Thiên nói. Nhạc phụ, chúng ta về trước hãy nói đi, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Lục Lâm Thiên nói. Sau một lát mọi người lại xuất phát.
có Linh Vũ Đại Đế cũng không cần lo lắng tiếp tục gặp nguy hiểm, vì tranh thủ thời gian mọi người đều đi lên lưng cửu đầu yêu giao rời đi. Dọc theo đường đi Nam Thúc nghe qua hành trình đi Tử Vong Thâm Uyên, còn biết Lục Lâm Thiên lấy được 4 viên đế linh tấn thần đan, Lục Tâm Đồng thu được Thanh Lôi Huyền Đằng đều vô cùng kinh ngạc. Thanh Lôi Huyền Đằng chỉ được ghi chép lại trong một ít cổ tịch thượng cổ, trên đại lục chưa ai từng thấy qua, vô số linh giả tìm kiếm Huyền Đằng nhưng không tìm thấy, thậm chí có người đồn đãi Thanh Lôi Huyền Đằng không sinh trưởng ở đại lục, cho nên chưa ai từng gặp qua. Nam Thúc nói, nhiều người tìm như vậy sao? Lục Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn. Vậy ngươi nghĩ sao? Nam Thúc nói. Nghe nói Thanh Lôi Huyền Đằng đặc biệt khắc chế linh hồn, vô cùng quỷ dị, ai đạt được còn mạnh hơn cả thần khí, nếu luyện chế thành hồn khí, chính là cực phẩm trong thần khí, mà Thanh Lôi Huyền Đằng có linh trí càng thêm đáng sợ. Lúc này ánh mắt Tật Phong luôn ngây dại kinh hãi, hắn vốn tưởng rằng nương vào thực lực của mình đi chu diệt Lục Lâm Thiên tuyệt đối dễ như trở bàn tay, hắn luôn chờ đợi bên ngoài Tử Vong Thâm Uyên. Nhìn thấy người đế đạo minh đều trọng thương mới xuất hiện ra tay. Ai biết kết quả cuối cùng lại như vậy, điều này Tật Phong không thể ngờ, vốn tưởng rằng có thể báo thù, còn đạt được không ít bảo vật, ai biết Linh Vũ Đại Đế xuất hiện, đem mộng tưởng tốt đẹp của hắn đều đánh nát. Bên trong Phi Linh Sơn Mạch, núi non trùng điệp, liên miên kéo dài cuối chân trời, một mảnh lục ý giạt rào. Hống! Từ bên ngoài Sơn Môn truyền vào tiếng thú giống. Một mảnh yêu thú phi hành xuất hiện bên ngoài núi. Là trưởng môn trở về. Hộ môn tôn sứ cùng các vị cung phụng đều trở lại, nhanh đi thông chi bạch cung phụng. Các đệ tử canh gác bên ngoài tranh nhau chạy vào thông chi, bên ngoài xuất hiện không ít đệ tử, cũng có không ít thân ảnh xinh đẹp xuất hiện. Phi Linh Môn có thật nhiều mỹ nữ tuyệt thế, đây chính là điều mà cả đại lục đều biết rõ. Trưởng môn đã trở lại. Ánh mắt Hoàng Đan nhìn chăm chú về phía Thiên Sĩ Tuyết Sư. Dáng người thướt tha mềm mại, tuy khuôn mặt không tính là tuyệt mỹ nhưng lại cho người ta cảm giác thoải mái giỏi giang, trong mắt nàng hiện lên vẻ ái mộ khiến người khó phát giác, mà ái mộ này nàng chỉ có thể chôn giấu thật sâu dưới đáy lòng. Nhanh đi thông chi bạch cung phụng cùng khấu phó trưởng môn đã trở lại. Diệp Mỹ phân phó một đệ tử, ánh mắt vẫn trong suốt, khuôn mặt còn mang theo vẻ thanh nhã thanh khí. Hống! Thiên Sĩ Tuyết Sư xoay quanh giữa không trung. Lục Lâm Thiên nhảy xuống đầu tiên, nhìn đại môn nguy nga to lớn, trong mắt lộ vẻ mỉm cười, rốt cục về nhà. Bái kiến trưởng môn, bái kiến chư vị cung phụng, hộ môn tôn sứ cùng trưởng lão. Đệ tử Phi Linh Môn cung kính hành lễ. Tất cả đứng lên đi. Lục Lâm Thiên quay đầu nhìn Vân Tiếu Thiên. Nhạc phụ, hay là vào trong nghỉ ngơi vài ngày hãy về được không? Không cần đâu, dù sao cũng không bao xa, ta đi trước một bước. Vân Tiếu Thiên nói, Lục Lâm Thiên gật đầu, phỏng chừng nhạc phụ không có thời gian, trong Vân Dương Tông cũng có không ít công việc xử lý, lại thêm chuyện xảy ra trong Tử Vong Thâm Uyên, khẳng định cần trở về an bài sắp xếp, vì thế hắn cũng không giữ lại. Đệ tử bái kiến sư phụ. Không ít đệ tử trẻ tuổi chạy ra, một thanh niên thân ảnh rắn chắc tráng kiện quỳ gối trước người Lục Lâm Thiên, trên vai còn xoay quanh tiểu kim long, chính là Bảo Nhi. Đứng lên đi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, thực lực Niếp Phong đã tiến bộ hơn lúc ở Man Hoang Bình Nguyên, vừa nhìn đã biết căn cơ cực kỳ vững chắc. Đa tạ sư phụ. Niếp Phong đứng dậy, trong ánh mắt chân chất lộ tinh quang, nếu có người nghĩ hắn là kẻ si khờ đã sai hoàn toàn, ai cũng biết cơ trí của hắn tuyệt đối không thua bất cứ ai, thậm chí không kém hơn Đoan Mộc Hồng Chí, mà người có thể chiếm tiện nghi của hắn cũng chỉ có Lục Tiểu Tà. Lục Tiểu Tà chính là Lục Kinh Vân, mà Tiểu Tà chỉ là ngoại hiệu. Bởi vì tiểu tử kia thật sự rất tà khí, không ai dám trêu chọc, nếu không sẽ nhận lấy khổ sở. Bái kiến sư phụ, bái kiến Lục đại ca. Đoan Mộc Hồng Chí đi tới hành lễ với Thiên Địa Nhị Lão cùng Lục Lâm Thiên, thân hình cao gầy cũng thật rắn chắc, tuấn lãng bất phàm, ở trong Phi Linh Môn luôn hấp dẫn ánh mắt thiếu nữ. Hừ, hôm nay ta nhất định phải đẩy đi lên. Trên một ngọn núi sau Phi Linh Môn, một tiểu đồng 6-7 tuổi. Ngũ quan thanh tú đang cuốn tay áo đẩy lên một thạch cầu thật lớn, trên mặt ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù tiểu gia hỏa chỉ khoảng 6-7 tuổi, nhưng có thể nhìn ra được vẻ anh tuấn, đặc biệt khuôn mặt khí khái anh hùng với cặp mắt đen nhánh mang theo vẻ giảo hoạt, có vẻ đáng yêu lại có chút tà khí. Tiểu tử này chính là Lục Kinh Vân, một tiểu ma đầu làm người trong sơn môn vừa yêu vừa hận. Cố lên nha, chỉ còn một đoạn nữa thôi. Bối Nhi đứng trên thạch cầu, trong mắt lộ tinh quang. Nhất định có thể thành công.
Lục Kinh Vân cắn răng nói, thạch cầu này còn lớn hơn năm trước không ít, chỉ sợ không kém 200 cân. Lục Kinh Vân đang đẩy thạch cầu lên núi, mặc dù cố hết sức nhưng tốc độ vẫn bảo trì ở một trình độ nhất định, đang cách đỉnh núi ngày càng gần. Kinh Vân, Nam Thúc luôn muốn người đẩy thạch cầu này, không biết còn phải đẩy bao lâu. Bối Nhi hỏi, lão đầu kia đã nói, chờ sau khi ta đem thạch cầu đẩy đi lên, là có thể dạy ta tu luyện, chờ sau khi thực lực ta mạnh hơn hắn, ta mới tra tấn hắn, để cho hắn cũng phải đẩy thạch cầu suốt vài năm, đồ xấu xa, đây quả thực là ngược đồng A. Khóe môi Lục Kinh Vân lộ nụ cười đắc ý. Kinh Vân, ta xem có chút khó khăn, thực lực Nam Thúc ở trong Phi Linh Môn là vô địch, sư phụ ngươi cũng không phải đối thủ, ngươi đừng mãi nghĩ báo thù, miễn bị Nam Thúc trà đạp, nếu ngươi bị trà đạp, ta cũng không dám hỗ trợ. Bối Nhi lè lưỡi nhắc nhở Lục Kinh Vân. Ngươi lại xối nước lạnh lên đầu ta. Lục Kinh Vân trừng mắt nhìn Bối Nhi, rốt cục đem thạch cầu đẩy lên tới mảnh đất bằng phẳng trên đỉnh núi, ổn định lại thạch cầu, mệt thở hổn hển. Kinh Vân, cha ta đã trở lại, ta cảm giác được khí tức của cha mẹ ta. Bối Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt mừng rỡ. Là Diệp Mỹ A Di nói sư phụ hơn phân nửa sẽ họp mặt với Đông Cung Phụng còn cha mẹ ngươi ở trong Tử Vong Thâm Uyên, vậy sư phụ khẳng định đã trở lại. Lục Kinh Vân cũng mừng rỡ, lập tức bò dậy chạy như điên xuống núi. Bên trong đình viện sau núi, nhóm người Lục Lâm Thiên đi vào đình viện, còn một nhóm cường giả rời đi trước, cần quay về nhìn xem, dù sao đã có các đường chủ ở đây, chỉ có Kim Đường Lục Tiểu Bạch cùng Lưu Nhất Thủ ra ngoài làm việc chưa về. Lão gia hỏa, không sao chứ? Bạch Oánh kiểm tra thương thế của Đông Vô Mệnh, trong mắt lộ lo lắng, mấy ngày nay trong lòng nàng luôn khẩn trương, tới lúc này mới thở ra một hơi. Không có việc gì, vẫn còn sống thôi. Đông Vô Mệnh nói, lại kể cho mọi người nghe tình huống trong Tử Vong Thâm Uyên khiến mọi người đều kinh ngạc sợ hãi. Còn có thêm một việc làm Lục Lâm Thiên vui vẻ, Lục Tiểu Bạch có thêm con trai, hiện tại đã được mấy tháng, cũng không nghe nhóm người Đông Vô Mệnh nói qua. Lục Lâm Thiên nhìn thấy mọi người đã tới đầy đủ, liền dặn dò công việc, đặc biệt Vũ Đường cùng Ngoại Đường cần tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Ám đường cũng phải giám sát chặt chẽ tin tức bên ngoài hơn nữa cần đúng lúc thông chi trở về Sơn Môn. Sau khi dặn dò mọi người xong xuôi, các vị đường chủ cáo từ rời đi, Lục Lâm Thiên duỗi lưng, về tới trong nhà luôn có cảm giác cực kỳ thoải mái. Sư phụ, ngài đã về sao? Một thanh âm non nớt truyền vào, Lục Kinh Vân chạy băng băng vào đình viện, nhìn thấy thanh ảnh trong phòng, khuôn mặt liền vui vẻ, thân hình nhảy lên bổ nhào tới trước. Tiểu gia hỏa. Lục Lâm Thiên ôm Lục Kinh Vân vào lòng, hơn một năm nay tiểu gia hỏa này đã cao hơn không ít. Lục Kinh Vân vô cùng cao hứng, dựa vào lòng Lục Lâm Thiên, nói. Sư phụ, sao bây giờ ngài mới trở về, Kinh Vân nhớ sư phụ muốn chết. Ta lại nghe nói ngươi vô cùng nghịch ngợm đấy, có chuyện này hay không a? Lục Lâm Thiên trừng mắt hỏi, nhưng ánh mắt cực kỳ yêu thương, thậm chí chính bản thân hắn cũng không biết tại sao mình lại yêu thương tiểu gia hỏa này như vậy. Cứ như trong mơ hồ giữa hai người có liên hệ nào đó. Không có, đệ tử thật ngoan ngoãn, ngài không tin thì hỏi nãi nãi đi. Ánh mắt xoay chuyển, Lục Kinh Vân cười giảo hoạt. Đi thôi, chúng ta đi thăm nãi nãi. Lục Lâm Thiên nói, dù sao về nhà, vừa rồi chỉ lo xử lý chuyện trong sơn môn, hiện tại nên đi thăm mẫu thân một chút. Khi Lục Lâm Thiên đi qua, Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng đã tới trước, nhìn thấy sắc mặt hai người tái nhợt. La Lan Thị vô cùng đau lòng, hai người vẫn luôn miệng cam đoan mình không sao, nhờ vậy La Lan Thị mới yên tâm hơn một ít. Lục Trung cũng có mặt, chuyện của Lục Gia đã an bài xong xuôi, không cần hắn thường xuyên trấn thủ, Lục Gia cũng đang chậm rãi phát triển, có ý tôi luyện cho hậu bối đời sau. Lần này Lục Trung trở lại mang theo một ít hậu bối trẻ tuổi của Lục Gia đến Phi Linh Môn nhận rèn luyện. Quan hệ giữa Lục Lâm Thiên cùng Lục Trung cũng đã sớm hòa dịu. Lần này hai người tán gẫu không ít chuyện xảy ra trong Tử Vong Thâm Uyên, lại nhắc tới Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song. Nhìn hai cha con trò chuyện, trong mắt La Lan thì hiện lên vẻ thỏa mãn, bởi vì đây là cảnh tượng mà bà vẫn luôn chờ mong. Vào đêm, sau khi màn đêm buông xuống, ăn xong cơm chiều, Lục Lâm Thiên rời khỏi đình viện, thân ảnh chợt lóe đã đi tới một ngọn núi sau sơn môn. Bái kiến sư phụ, nghĩa phụ, hai vị sư thúc. Bên trong đình viện trên núi, Lục Lâm Thiên cung kính hành lễ, bên trong tiểu sảnh, Thánh Thủ Linh Tôn, Nam Thúc, Hắc Vũ, Kim Lang, Cùng Kỳ, Thiên Địa Nhị Lão, Sát Phá Quân đều có mặt.
Lâm Thiên, thương thế của ngươi thế nào? Thánh thủ linh tôn hỏi, hắn nghe thiên địa nhị lão cùng sát phá quân kể lại, cũng sớm biết chuyện xảy ra trong tử vong thâm uyên. Đệ tử không sao, cần một chút thời gian khôi phục là tốt rồi. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Lâm Thiên, mặc dù đã thương nặng thiên địa minh, nhưng nếu ta đoán không lầm, chỉ sợ lần này bọn hắn chẳng những tuyệt đối không tiếp tục ẩn nhẫn, mà ngươi còn bận rộn hơn nữa. Ánh mắt thánh thủ linh tôn ngưng trọng, dù sao người của thiên địa minh nhiều hơn đế đạo minh, mặc dù lần này gặp phải đả kích nặng nề, nhưng hắn cũng biết thực lực thiên địa minh, tuyệt đối không thể khinh thường. Nên tới sẽ tới, binh tới tướng ngăn. Trong mắt Lục Lâm Thiên chợt lóe hàn mang, hiện tại phi linh môn cũng không còn như ngày trước, huống chi hắn có an bài, không phải ai muốn động thì động. Dứt lời, ánh mắt chợt thu liếm, Lục Lâm Thiên lại nói. Cho dù bọn hắn không tới, đệ tử sẽ tìm thời điểm đi bái phỏng bọn họ, sớm muộn gì cũng tới ngày đó. Nhìn ngươi cũng không quá lo lắng, có an bài gì hay sao? Ánh mắt thánh thủ linh tôn khẽ động. An bài cụ thể thì chưa có. Lục Lâm Thiên chợt nói. Lần này đệ tử vào tử vong thâm uyên lấy được không ít đế linh tấn thần đan chuẩn đế phẩm, không biết có công dụng gì hay không. Trong tay hắn hiện ra 5 hộp ngọc, là 5 viên đế linh tấn thần đan, Dương Quá cũng giao cho hắn một viên, bởi vì trên người Dương Quá có đế giả chi nguyên của bất bại kiếm đế, không cần sử dụng thần đan, bởi vì hiện tại hắn có 5 viên. Nguyên bản Lộc Linh cũng có một viên, nhưng sau khi bị Lục Lâm Thiên đánh chết đã bị hắn thu lấy giới chỉ. Vì vậy viên thần đan kia cũng rơi vào tay hắn, nhưng giới chỉ có bố trí cấm chế, muốn cởi bỏ cấm chế còn cần một ít thời gian mới được. Đế linh tấn thần đan. Thiên địa nhị lão cùng sát phá quân đã thấy qua, thánh thủ linh tôn, nam thúc, hắc phủ cũng có chút kinh ngạc. Lúc trước người luyện chế đế linh tấn thần đan ta có xem qua, đã đạt tới chuẩn đế phẩm, mà 5 viên này cũng tới chuẩn đế phẩm, hiệu quả sẽ mạnh hơn bát phẩm cao giai đỉnh rất nhiều. Ánh mắt thánh thủ chớp động. Cảm thán. Lúc trước ta cũng muốn luyện chế một viên, chỉ tiếc không tìm đủ tài liệu, bất kể là diễn linh thiên quả hay đế giả chi nguyên đều không tìm được. Nếu lúc trước ta có được một diễn linh thiên quả, khi trùng kích cấp độ đế giả cũng sẽ không thất bại. Sư phụ, chờ ngài khôi phục, tới lúc đó dùng một viên thần đan hẳn có thể đột phá. Lục Lâm Thiên an ủi sư phụ, muốn sư phụ khôi phục nhất định phải tìm được nghịch mệnh hồn quả, chỉ tiếc tìm lâu như vậy cũng không tìm được. Điều này trở thành tâm bệnh của Lục Lâm Thiên, chỉ sợ thời gian của sư phụ cũng không còn nhiều. Khôi phục rồi nói sau, muốn khôi phục cũng không dễ dàng. Thánh thủ linh tôn cười khổ, lại nói. Người bình thường dùng thần đan cũng vô dụng, tác dụng chủ yếu là vì đột phá đế cấp, 4 vị sư thúc của ngươi đều đã tới tôn cấp cửu trọng đỉnh, là lúc cần đột phá thành đế, dùng thần đan hy vọng sẽ lớn hơn nhiều. Tam sư thúc, ngũ sư thúc, các ngươi tổng cộng chỉ có 3 viên thần đan đi. Lục Lâm Thiên đưa ra một viên cho Kim Lang. Cầm thêm một viên đủ cho 4 vị sư thúc trùng kích đế giả. Không cần, nghĩa phụ của ngươi đã cho chúng ta một viên, sáng mai ta và ngũ sư thúc ngươi sẽ về Thánh Linh Giáo, cùng nhị sư thúc, tứ sư thúc ngươi chuẩn bị trùng kích đế cấp, đây là một lần hy vọng của 4 chúng ta. Kim Lang nói, lần này hành trình tử vong thâm uyên cuối cùng tìm được cơ duyên, hy vọng có thể mượn cơ hội trùng kích đế cấp. Trong mắt cùng kỳ lộ vẻ chờ mong, đây là cơ hội cuối cùng của 4 người, nếu không đột phá đại nạn cũng tới. Nghĩa phụ cho một viên. Lục Lâm Thiên nghi hoặc nhìn Nam Thúc. Ngươi đưa viên thần đan kia cho ta, ta vốn không cần dùng, ta định lưu cho sư phụ ngươi, hiện tại xem ra còn có người cần dùng hơn. Nếu lần này 4 vị sư thúc của ngươi có thể đột phá, tới lúc đó dù thiên địa minh có động tác cũng phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Nam Thúc nói. Nghĩa phụ. Hiện tại ngài đã tới cấp độ chuẩn đế, sao lại không cần dùng thần đan? Lục Lâm Thiên hỏi. Cũng không phải hoàn toàn vô dụng, chỉ là nếu ta dùng sẽ giảm giá trị của thần đan, ta đã bị hãm trong cấp độ chuẩn đế, chủ yếu là vì nguyên nhân lĩnh ngộ, có lẽ một ngày gặp cơ duyên thì có thể đột phá, ta cũng đã dùng qua diễn linh thiên quả, lại có được đế giả chi nguyên của ngươi, cho nên hiệu quả dùng thần đan cũng không lớn. Nam Thúc giải thích. Lục Lâm Thiên tựa hồ hiểu ra. Nam Thúc muốn đột phá cũng cần cơ duyên, ngoại lực không có tác dụng gì quá lớn. Sư phụ, nghĩa phụ, 4 vị sư thúc trùng kích đế giả, nếu có đột phá có thể bị dừng lại ở chuẩn đế hay không? Lục Lâm Thiên thoáng do dự lại hỏi. Việc này không thể xác định. Thánh thủ linh tôn lắc đầu nói. Tại sao lại có cấp độ chuẩn đế?
Lục Lâm Thiên luôn cảm thấy kỳ quái, cha của Tiểu Long cũng là chuẩn đế, Nam Thúc cũng chuẩn đế, Lục Lâm Thiên đã gặp hai chuẩn đế, chẳng lẽ đạt đế giả khó như vậy sao? Cấp độ chuẩn đế chỉ là bước ra khỏi tôn cấp, cũng không phải ai cũng bị hãm ở cấp độ này đâu. Nam Thúc nói, nếu tu vi và lĩnh ngộ đều đầy đủ, liền trực tiếp có thể tấn thăng đến đế cấp sao? Lục Lâm Thiên nói nhỏ, trên lý luận là như thế, chỉ có điều có thể một lần đột phá đến đế cấp, lại rất khó khăn. Nam Thúc nói nhỏ, thân là chuẩn đế, hắn tự nhiên là biết rõ một lần đột phá đến đế cấp khó khăn bao nhiêu. Đó cũng là có cơ hội. Lục Lâm Thiên nói, nghĩ thầm nếu mình có thể không cần dừng lại ở chuẩn đế cấp, một lần hành động đột phá đế cấp, đó sẽ là chuyện rất. Bất quá lúc này Lục Lâm Thiên cũng chỉ là thầm nghĩ mà thôi, sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn năm đó cũng là nhân vật phong hoa tuyệt đại, đột phá đế cấp lại thất bại, lúc này Nam Thúc cũng dừng lại ở chuẩn đế, Huyền Vũ Hoàng tộc Huyền Hạo cũng là nhân vật phong hoa tuyệt đại, đều dừng lại ở chuẩn đế cấp. Đã chứng minh đế cấp này tuyệt đối là rãnh trời kéo qua đỉnh đầu tất cả cường giả, muốn lướt qua, nói dễ vậy sao? Trong lòng thầm than, Lục Lâm Thiên ngược lại cũng nghĩ thầm, sư phụ thất bại, Nam Thúc, Huyền Hạo kẹt tại chuẩn đế cấp, nhưng mình phục dụng qua không ít bảo vật, tăng thêm trên người mình có đế giả chi nguyên nguyên vẹn, cũng không phải nói không có cơ hội. Lão Tam, Lão Ngũ, lúc này đây các ngươi trở về trùng kích đế cấp, nhất định phải cẩn thận. Thánh Thủ Linh Tôn đối với Kim Lang Tôn giả và cùng Kỳ Tôn giả nói. Ân, hy vọng có thể đột phá, chúng ta ở tầng thứ này, cũng dừng lại quá lâu rồi. Kim Lang Tôn giả nói, tuy là Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong, nhưng lại sắp tiếp cận đại nạn, nhất định phải đột phá mới được. Luận tu vi, các ngươi đều đã sớm đến thời điểm trùng kích đế cấp, chỉ có điều ở lĩnh ngộ, các ngươi phải chú ý nhiều, có thể nhất cổ tác khí đột phá hay không, cái này phải xem cơ duyên. Thánh Thủ Linh Tôn nói, luận tu vi, nhị ca và tứ muội hẳn là mạnh nhất, bọn hắn có hy vọng nhất. Kim Lang Tôn giả nói, lão Tam, lĩnh ngộ của ngươi cũng không yếu, hy vọng lần này đều có thể nhất cổ tác khí đột phá. Thánh Thủ Linh Tôn nói, Lâm Thiên, ngươi đã đến Linh Tôn bát trọng. Ánh mắt Nam Thúc rơi vào trên người Lục Lâm Thiên, từ trong miệng Phá Quân và Thiên Địa nhị lão, biết được Lục Lâm Thiên đã đến Linh Tôn bát trọng. Ân. Đã là Linh Tôn bát trọng. Lục Lâm Thiên gật đầu, không biết Nam Thúc hỏi cái này có thâm ý gì. Lục Lâm Thiên gật đầu, mặc dù là Thánh Thủ Linh Tôn và Hắc Vũ sớm biết Lục Lâm Thiên đã đến Linh Tôn bát trọng, nhưng lúc này vẫn còn có chút kinh ngạc, bọn hắn là nghe nói, hiện tại Lục Lâm Thiên đã có thể một kích đánh chết Huyết Sát Tôn giả, chống lại Nguyên Nhược Lan vận dụng đế giả nguyên lực, một chân bước ra cửu trọng tôn cấp, thực lực đã có thể nói vô địch thủ dưới chuẩn đế A. Gần đây tu vi tăng tiến cực nhanh, tâm cảnh thì như thế nào? Ánh mắt Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Lúc trước dùng diễn linh thiên quả, trên thanh long đỉnh của thanh long hoàng tộc, trong bí địa độc cô gia tộc, đều được đến không ít chỗ tốt trên tâm cảnh, lúc này trong tử vong thâm uyên, cũng nhận được chút ít cơ duyên, cũng là ở trên tâm cảnh. Đối với mọi người ở đây, Lục Lâm Thiên tự nhiên không có gì phải giấu giếm. Thật đúng là vận khí không tệ, muốn đề cao tâm cảnh. Người khác là muôn vàn khó khăn cũng không cách nào có được, tiểu tử ngươi lại là cơ duyên quá nhiều, trên tâm cảnh, ta xem cũng sẽ không có vấn đề, vậy Tật Phong Tôn giả liền giao cho ngươi đi, tuy ngươi chỉ là Vũ Tôn bát trọng, bất quá hiện tại là Vũ giả sáu hệ, đan điền khí hải khổng lồ, tăng thêm bất diệt huyền thể, hẳn là có thể thôn vệ hắn, chỉ cần trên tâm cảnh không có vấn đề, tốc độ đột phá sẽ nhanh một ít. Nam Thúc nhìn qua Lục Lâm Thiên nói, nghĩa phụ, Tật Phong Tôn giả cho ngươi. Hẳn là thích hợp hơn a. Lục Lâm Thiên nói, cấp độ hiện tại của ta, luyện hóa Tật Phong Tôn giả cũng không có quá nhiều tác dụng, vấn đề của ta là ở lĩnh ngộ, có lẽ ngày nào đó đột nhiên đốn ngộ thành đế, cũng có thể một mực ngừng lại cũng nói không chừng, lúc này đây ngươi đã gây trọng thương cho Thiên Địa Minh, đám lão gia hỏa ẩn thế của Thiên Địa Minh, là tuyệt đối sẽ nhảy ra báo thù, ngươi phải đề cao tu vi, ta không thể lúc nào cũng có thể che chở ngươi. Nam Thúc ngưng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, nghiêm mặt nói. Ân. Lục Lâm Thiên gật đầu, nguyên lai Nam Thúc lưu Tật Phong Tôn giả một mạng, cấm chế hắn, là lưu cho mình ở trên cấp độ vũ giả, hiện tại còn thấp hơn cấp độ linh giả, cũng là lúc nên đột phá, Tật Phong Tôn giả tuyệt đối là thuốc bổ tốt nhất, chỉ có điều thuốc bổ này quá mãnh liệt mà thôi. Lục Lâm Thiên móc ra hai bộ vũ kỹ thiên cấp và hai bộ linh kỹ thiên cấp, hỏi mọi người muốn tu luyện hay không, bốn bộ vũ kỹ linh kỹ thiên cấp,
để cho chúng cường giả rất ngạc nhiên. Ta biết ngay trên người tiểu tử ngươi còn có hàng tồn. Kim Lang tôn giả khẽ mỉm cười nói, ban đầu ở trong tử vong thâm uyên, nhìn thấy Lục Lâm Thiên hào phóng móc ra 6 bộ vũ kỹ linh kỹ thiên cấp cho đám người Vân Dương Tông, đã biết trên người tiểu tử này nhất định còn có hàng tồn, bằng không tuyệt đối sẽ không hào phóng như vậy, bản tính của sư điệt này, Kim Lang tôn giả quá rõ ràng. Hắc hắc, Lục Lâm Thiên mỉm cười, 10 bộ vũ kỹ linh kỹ thiên cấp, lấy ra 6 bộ, Lục Lâm Thiên tất nhiên cũng đau lòng, bất quá chuyện này cũng không có biện pháp, đạo lý ăn một mình khó mập hắn vẫn hiểu. Vũ kỹ linh kỹ thiên cấp AH, đều là trọng bảo. Nam Thúc cũng ngạc nhiên nhìn về phía Lục Lâm Thiên, vũ kỹ linh kỹ thiên cấp, này chẳng khác gì là đạt được một đế giả truyền thừa lĩnh ngộ, vũ kỹ linh kỹ thiên cấp, cũng không phải tất cả đế giả đều có thể tạo ra. 2 bộ linh kỹ thiên cấp và vũ kỹ, cuối cùng Nam Thúc cầm 1 bộ linh kỹ thiên cấp tu luyện, thiên địa nhị lão thì chỉ có địa lão thích hợp hỏa thuộc tính vũ kỹ thiên cấp, thiên lão muốn tu luyện cũng không có cách nào, không có cái nào thích hợp hắn, mà Kim Lang tôn giả và cùng kỳ tôn giả lại không có ý tu luyện, so với tu luyện vũ kỹ thiên cấp và linh kỹ, hiện tại bọn hắn để ý nhất là trùng kích đế cấp. Lục Lâm Thiên và chúng cường giả lần nữa thương nghị một ít sự tình ứng phó thiên địa minh xong mới rời đi, đối với thiên địa minh, Lục Lâm Thiên cũng không có quá mức khẩn trương, không biết thiên địa minh đến lúc đó sẽ là quy mô xâm phạm, hay là phái cường giả đến tập kích, cho nên không cách nào an bài cụ thể. Cuối cùng Nam Thúc và Thánh Thủ Linh Tôn đều đề nghị để cho Lục Lâm Thiên sớm luyện hóa tật phong tôn giả đột phá, đề cao tu vi, mới là trọng yếu nhất, coi như là thiên địa minh đột kích, hoàng đế đạo minh cũng không phải dễ trêu. Lục Lâm Thiên cũng có ý định, thừa dịp tật phong tôn giả ở trong tay, cũng nên bế quan đột phá lần nữa, từ Thanh Long hoàng tộc đến Độc Cô Gia, lại đến tử vong thâm uyên, cấp độ vũ giả đã rất lâu không có đột phá. Nếu đám vũ tôn lục trọng biết Lục Lâm Thiên bởi vì chút thời gian này không có đột phá, nhất định sẽ vô cùng xấu hổ, đến loại cấp độ này, cho dù cường giả thiên phú vô cùng tốt, dưới tình huống bình thường mà nói, không có mấy trăm năm thời gian, căn bản là đừng nghĩ đột phá, hoặc là một mực kẹt ở tầng thứ này, mà Lục Lâm Thiên lúc này mới bao lâu, không ngờ lại cảm thấy thời gian lâu rồi chưa đột phá, nếu vũ tôn lục trọng khác biết, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Về phần trong tay Lục Lâm Thiên còn thừa 5 khỏa đế linh tấn thần đan, đều là chuẩn đế cấp, không cách nào đề cao tu vi, tác dụng là trùng kích đế cấp, chỉ có thiên địa nhị lão dùng được, Lục Lâm Thiên cho thiên địa nhị lão 2 khỏa, sớm ăn vào, tác dụng sẽ càng lớn. Thiên địa nhị lão được bảo vệ này, lại có vũ kỹ thiên cấp, dùng tâm tình của hai người, cũng kích động đến run rẩy, cũng không có nói lời cảm tạ với Lục Lâm Thiên, chỉ là ánh mắt tràn ngập cảm kích, đế linh tấn thần đan quý trọng ra sao. Hai người tự nhiên là hiểu rõ. Thời điểm Lục Lâm Thiên rời núi, đã sắp đến đêm khuya, thân ảnh ở giữa không trung dừng lại một chút, liền hướng phi linh môn bay đi. Nam lão đệ, lúc này kim thuộc tính của Lâm Thiên đã bạo lộ, không lâu về sau tất cả sơn môn sẽ biết rõ, tăng thêm ở tử vong thâm uyên, thiên địa minh bị tổn thất nặng nề, sợ là thiên địa minh sẽ tăng nhanh hành động. Sau khi Lục Lâm Thiên rời đi, Thánh Thủ Linh Tôn nói. Ta nghe nói đại sự kia đã sắp tới, tất cả tông môn vì cơ nghiệp vạn năm, đều sẽ an bài đường lui, Lâm Thiên xuất hiện, tự nhiên là uy hiếp bọn hắn, hiện tại ta lại sợ một việc. Nam Thúc khe khẽ thở dài, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Người sợ những siêu cấp bất tử kia sẽ ra ngoài. Ánh mắt Thánh Thủ Linh Tôn khẽ nhúc nhích, chuyện kia, hắn cũng đã được nghe nói một ít. Cũng không phải, đám lão bất tử kia căn bản là không dám ra, từ trong miệng tật phong tôn giả. Ta càng thêm khẳng định tin tức là thực, bọn hắn đều bị cấm lệnh, không thể ra tay. Nam Thúc nói, ánh mắt vẫn rất ngưng trọng. Trên đời này, thực sự có tồn tại vượt qua siêu cấp bất tử, lệnh cấm kia thực có thể làm cho những siêu cấp bất tử kia cố kỵ sao? Thánh Thủ Linh Tôn nói, ánh mắt cảm thán, có một số việc, thậm chí là gần đây hắn mới được biết. Có hay không, cái này cũng khó nói, bất quá lệnh cấm kia là tuyệt đối tồn tại, ta lo lắng là Lâm Thiên đột phá. Nam Thúc nói, Lâm Thiên đột phá, hẳn là không có vấn đề. Thánh Thủ Linh Tôn thấp giọng nói, đột nhiên ánh mắt biến đổi nói. Chẳng lẽ ngươi lo lắng chuyện kia, này thật đúng là có chút phiền toái. Tình huống bây giờ, tu vi của Lâm Thiên không đủ, sẽ có không ít phiền toái, thiếu lực bảo vệ mình. Nam Thúc nói, mà đột phá quá nhanh, vạn nhất trước khi chuyện kia đến đột phá, vậy thì, đây cũng là sự tình mà hiện tại tất cả tông môn lo lắng nhất.
Việc này tuy phiền toái, bất quá tình huống bây giờ, vẫn là tăng cường tu vi mới tốt, muốn tới tầng kia, cũng không phải sự tình dễ dàng. Thánh thủ linh tôn nói, ta chỉ sợ đến lúc đó tiểu tử kia ngăn không nổi đột phá, ngươi cũng nhìn thấy, tiểu tử này đột phá, quả thực là bay a. Nếu là người khác muốn đột phá, ta tự nhiên sẽ không cho là có hy vọng, thế nhưng mà tiểu tử này quá tà. Nam Thúc nói nhỏ, dưới màn đêm bao phủ, trong Phi Linh Sơn mạch một mảnh mông lung, tinh quang lóe ra hào quang yếu ớt, gió đêm từ từ thổi qua, mang theo một tia mát lạnh, vì sao suýt đầy bầu trời đêm, có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Dưới ánh sao, bầu trời cũng không quá tối đen, ngược lại là trong đêm đen lộ ra một mảnh xanh đậm bao la bát ngát, trên một ngọn núi, có một đạo thân ảnh xuất hiện, đó chính là Lục Lâm Thiên. Nhìn bốn phía một chút, hào quang trong tay Lục Lâm Thiên lóe lên, thiên trụ giới hiển hiện ở trên MU bàn tay, không gian phát ra gợn sóng, một bóng hình màu xanh da trời xinh đẹp, từ trên trụ giới xuất hiện ở bên ngoài không gian gợn sóng. Bóng hình xinh đẹp này dáng người bay bổng hấp dẫn, hai chân thon dài, bờ mông ngạo nghễ ưỡn lên, đôi mắt dễ thương dịu dàng, vừa hiện ra đã đến trước mắt nam tử áo bào xanh. Mắt thấy nam tử áo bào xanh trước mắt, ánh mắt dễ thương của nàng có chút lấp lánh, ở trong không gian quỷ dị kia, nàng không biết thời gian đã qua bao lâu, bất quá cảm giác là đã qua hơn một năm a. Không chỉ thương thế của nàng khôi phục, thậm chí tu vi còn đột phá một trọng, còn tưởng rằng thân ảnh trước mắt đã xảy ra chuyện, một mực không cách nào từ trong không gian quỷ dị kia đi ra. Đôi mắt dễ thương nhúc nhích, Lam Linh muốn nói cái gì, nhưng không nói ra miệng, liếc nhìn bốn phía, sắc mặt khẽ biến nói. Chúng ta không còn ở trong Tử Vong Thâm Uyên sao? Chúng ta đã đi ra, Tử Vong Thâm Uyên đã đóng cửa. Lục Lâm Thiên nói, nhìn nữ tử nóng bỏng hấp dẫn trước mắt, khí chất giã tính, lại có thêm một loại thành thục vũ mị, để cho Lục Lâm Thiên có chút loạn tâm. Ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Lam Linh không có hỏi nhiều, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Đúng rồi, chúng ta đi ra Tử Vong Thâm Uyên đã bao lâu? Mới vài ngày mà thôi. Lục Lâm Thiên trả lời, muốn nói gì đó, lại nói không nên lời, dùng quan hệ hiện tại của Vạn Thú Tông cùng Đế Đạo Minh, có lẽ về sau hai người còn có thể xung đột vũ trang lần nữa, đến lúc đó sẽ là tràng cảnh ra sao. Trong màn đêm, sao đêm lấp lánh, ánh trăng chiếu vào đại địa. Hai người đứng ở trên đỉnh núi, ai cũng không nói gì, thân ảnh của Lam Linh đứng ở dưới ánh trăng, chân dài thon thả, trèo chống lấy mông ngọc ngạo nghễ ưỡn lên, xa xa nhìn lại. Tư thái lung linh cực kỳ hấp dẫn, đối với người xem là một loại thị giác upsilon. Mà lúc này, Lục Lâm Thiên lại không có tâm tình thưởng thức vẻ đẹp này, trong nội tâm vẫn có chút loạn. Lam Linh nhìn ánh trăng sáng tỏ, khóe mắt bỗng nhúc nhích, phá vỡ yên lặng ngắn ngủi nói. Người Vạn Thú Tông cũng từ trong Tử Vong Thâm Uyên đi ra rồi. Ra rồi, bất quá Vạn Thú Tông tổn thương không ít, đi ra được không có mấy người. Lục Lâm Thiên không có nhiều lời về sự tình của Vạn Thú Tông, dù sao Lam Linh trở về sẽ biết. Sư phụ ta cùng Vô Ảnh Kiếm Tôn không có sao chứ? Lúc này ánh mắt Lam Linh mới nổi lên không ít chấn động, đôi mắt dễ thương nhìn chăm chú Lục Lâm Thiên, lo lắng hỏi. Hai người bọn họ đều không có việc gì. Lục Lâm Thiên nói. Vậy là tốt rồi. Lam Linh nói, sư phụ cùng Vô Ảnh Kiếm Tôn đều không có việc gì. Có lẽ Vạn Thú Tông sẽ không có vấn đề quá lớn a. Lúc này Lam Linh lại không biết biến cố trong Tử Vong Thâm Uyên, Vạn Thú Tông cũng chỉ còn lại hai người này, cùng một thái thượng trưởng lão khác mà thôi. Về sau ngươi có tính toán gì không? Lục Lâm Thiên do dự một chút, ngẩng đầu nhìn Lam Linh hỏi. Ta có thể có tính toán gì, hay là ngươi vì ta quyết định a? Lam Linh nhìn qua Lục Lâm Thiên, dịu dàng cười cười. Cái này, Lục Lâm Thiên sửng sốt một chút. Đang muốn nói chuyện, Lam Linh lại nói. Được rồi, ta trêu ngươi mà thôi, ngoại trừ Vạn Thú Tông, ta còn có thể đi nơi nào. Lời nói vừa dứt, Lam Linh quay người nhìn bầu trời đêm bao la mờ mịt, đôi mắt dễ thương không lưu dấu vết có chút chấn động, mình bây giờ còn có thể như thế nào, chỉ có tiếp nhận hết thảy, nội tâm không bỏ xuống được người trước mắt này thì thế nào, hết thảy trở thành kết cục đã định rồi. Trên đường cẩn thận, Lục Lâm Thiên nói nhỏ. Ta có thể cầu ngươi một việc hay không? Lam Linh hỏi, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú phía trước. Có thể làm, ta nhất định sẽ không từ chối. Lục Lâm Thiên nói. Đây chính là ngươi đáp ứng a hát, cũng không được đổi ý. Lam Linh xoay người lại,
màn đêm cũng khó có thể che giấu hai con ngươi dịu dàng của nàng, trên người lại lần nữa khôi phục khí chất dã tính kia. Đó là đương nhiên. Lục Lâm Thiên nói, trong nội tâm biết rõ Lam Linh không giống nữ tử bình thường gặp phải đề phòng còn không kịp, nhưng mà bây giờ, hắn lại không đề phòng được a. Vậy ta đi trước, có cơ hội gặp lại. Lam Linh nói, đôi mắt dễ thương nhìn chăm chú Lục Lâm Thiên, bóng hình xinh đẹp lập tức lóe lên, thân thể mềm mại đã đến giữa không trung, nói. Nhớ rõ ngươi thiếu ta một điều kiện. Bằng không. Lục Lâm Thiên nhìn qua bóng hình xinh đẹp của Lam Linh, muốn nói cái gì, nhưng thân ảnh Lam Linh đã biến mất ở giữa không trung. Trên ngọn núi, Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú bầu trời đêm thật lâu, mới rời đi. Trong đình viện yên tĩnh, Cực Nhạc Tam Quỷ từng người đều tức dưỡng thương, ba người đều trọng thương, thế cho nên lúc này thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Ai? Ba người đang điều tức, đột nhiên đều mở mắt, tinh mang bắn ra, một cổ khí tức xuất hiện ở trong đình viện. Ba người không khỏi sinh lòng đề phòng. Là ta. Thanh âm sâu kín truyền tới, theo lời nói rơi xuống, một thân ảnh đã xuất hiện ở trong đình viện. Bái kiến nhị thiếu gia. Nhìn thấy người tới, ánh mắt đề phòng của Cực Nhạc Tam Quỷ sững sờ, ba người lập tức đứng dậy cung kính hành lễ. Không cần đa lễ, thương thế của ba người các ngươi ra sao rồi? Đêm khuya mà đến này, đúng là Lục Lâm Thiên. Bẩm nhị thiếu gia, thương thế rất nặng. Sợ rằng không có 5-3 năm, là khó có thể khôi phục. Lệ quỷ nói, thương thế như vậy, muốn khôi phục toàn bộ là không dễ dàng, đặc biệt là dương quỷ cùng âm quỷ thương thế cực nặng. 5-3 năm năm, ta sẽ để các ngươi trong vòng 3 tháng khôi phục thương thế. Lục Lâm Thiên nói, thời gian không phải là vấn đề, thời gian trong thiên trụ giới đủ để cường giả của phi linh môn khôi phục rất nhanh. Ba người nghe Lục Lâm Thiên nói, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Có chút không dám tin tưởng, thương thế của mình, bọn hắn là rõ ràng nhất, 3 tháng khôi phục, cái này sao có khả năng, nói chuyện hoang đường viển vông a, bất quá ánh mắt lại không có biểu lộ ra. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua ba người, cười nhạt một tiếng nói. Lần này các ngươi đều lập được đại công, ta gần đây không thích uy hiếp người khác, cho nên qua một hồi, ta sẽ để tâm đồng cởi bỏ hồn độc trên người các ngươi, trên người có hồn độc, dù sao đối với tu vi sẽ có chút ít ảnh hưởng. Cảm ơn nhị thiếu gia, coi như là cởi bỏ hồn độc, ba huynh đệ chúng ta cũng sẽ trung thành tận tâm, tuyệt không dám sinh lòng phản trắc. Ba người đại hỉ, lập tức hành lễ, trên người có hồn độc, thật là đối với tu vi có chút ảnh hưởng, có thể cởi bỏ hồn độc, đây việc mà là ba người nghĩ cũng không dám nghĩ. Về phần phản bội, chứng kiến tình thế trong Tử Vong Thâm Uyên, tăng thêm Linh Vũ Đại Đế cảnh cáo, ba huynh đệ bọn hắn còn dám phản bội sao, huống chi sau khi quy hàng Lục gia. Bọn hắn đạt được không ít chỗ tốt, cũng không cần phải phản bội a. Không cần đa lễ. Lục Lâm Thiên nói, tâm thần khẽ động, đưa cho ba người ba cái hộp gấm, nói. Đây là ban cho các ngươi, ta làm người có công tất thưởng, có tội tất phạt, đây là các ngươi nên được. Tam quỷ sửng sốt một chút, lập tức nhận lấy hộp gấm trong tay Lục Lâm Thiên mở ra, ba linh quả vô sắc vô vị xuất hiện, không có chấn động gì. Nhưng trong lúc vô hình lại có một cổ khí tức để cho ba người run sợ. Nhị thiếu gia, chẳng lẽ đây là... Ba người đánh giá một lát, sắc mặt Lệ Quỷ lập tức đại biến, nói. Chẳng lẽ cái này là diễn linh thiên quả sao? Đúng vậy, đây chính là diễn linh thiên quả. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn qua ba người nói. Các ngươi ăn diễn linh thiên quả này, có lẽ sẽ có tiến bộ không nhỏ, Dương Quỷ cùng Lệ Quỷ đột phá vũ tôn cửu trọng. Vấn đề sẽ không lớn, Lệ Quỷ ngươi tiến thêm một bước, cũng là có khả năng. Thật sự là diễn linh thiên quả a hát. Tam quỷ tự nhiên biết rõ giá trị của diễn linh thiên quả, trong mắt tuôn ra kinh hỉ cùng cảm kích, khó trách lúc trước nhị thiếu gia cam đoan với bọn họ, nói nhất định có thể làm cho tu vi bọn hắn tiến bộ. Âm quỷ, cái này cho ngươi, sớm đi tu luyện a. Lục Lâm Thiên lần nữa móc ra một vật, là một khối ngọc giản. Một cổ năng lượng phong thuộc tính bàng bạc tỏa ra bừa bãi, toàn bộ đình viện lập tức run lên ầm ầm. Vũ khí thiên cấp. Âm quỷ chấn kinh, trợn mắt há hốc mồm, là khí thức của vũ khí thiên cấp a. Trong Tử Vong Thâm Uyên, hắn nhìn thấy nhị thiếu gia đã cho cường giả của tất cả sơn môn một bộ, hắn thật không nghĩ đến, nhị thiếu gia sẽ cho hắn một bộ. Âm quỷ sửng sốt, khiếp sợ nhận lấy vũ khí thiên cấp phong thuộc tính trong tay Lục Lâm Thiên, khí thức trên ngọc giản này, để cho lòng hắn nhảy mạnh. Dương quỷ, không có vũ khí thiên cấp thích hợp với ngươi,
cho nên hai bộ vũ kỹ địa cấp cao cấp thổ thuộc tính này ngươi cầm lấy. Lục Lâm Thiên ném hai ngọc giản cho âm quỷ. Lục Lâm Thiên liếc nhìn tam quỷ, thực lực của tam quỷ đều rất mạnh, hiện tại chính là lúc mình dùng người, các đại sơn môn siêu cấp cường giả tầng tầng lớp lớp, mà siêu cấp cường giả của phi linh môn mình, lại chỉ có mấy người, cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình lôi kéo cùng bồi dưỡng siêu cấp cường giả. Lệ quỷ, vật này cho ngươi, có lẽ đối với ngươi có trợ giúp lớn. Không có bao nhiêu do dự, Lục Lâm Thiên cũng suy nghĩ thời gian rất dài, có ý định đặt cược nguy hiểm một lần thử xem, đưa cho lệ quỷ một khỏa đan dược. Khỏa đan dược này óng ánh sáng long lanh, tựa như phỉ thúy, phía trên có năng lượng quanh quẩn. Đế linh tấn thần đan. Ánh mắt lệ quỷ đột nhiên run lên, toàn thân run rẩy, đây chính là đế linh tấn thần đan, ở trong tử vong thâm uyên. Tất cả siêu cấp cường giả tranh đoạt ngươi chết ta sống, hắn sao có thể không biết, nằm mộng cũng muốn bảo vật này a. Ngươi ăn đế linh tấn thần đan này vào, đối với ngươi có lẽ có chút trợ giúp. Lục Lâm Thiên giao đế linh tấn thần đan cho lệ quỷ, hành động lần này Lục Lâm Thiên cũng do dự hồi lâu, cho lệ quỷ một khỏa đế linh tấn thần đan, có thỏa đáng hay không, sau khi suy tư hồi lâu, Lục Lâm Thiên vẫn cảm thấy nên cho lệ quỷ. Không phải nói Lục Lâm Thiên sợ lệ quỷ có ngày phản bội. Nguyên nhân càng nhiều là vấn đề thiên phú của lệ quỷ, bảo vật như đế linh tấn thần đan, người thiên phú không tốt, sợ là phục dụng cũng lãng phí. Thiên phú của lệ quỷ, Lục Lâm Thiên cũng hiểu rõ một ít, tuy thời gian cực nhạc tam quỷ tu luyện so với nam thúc dài hơn một chút, bất quá có thể từ tán tu luyện tới mức này, thiên phú là tuyệt đối không kém, sau khi phục dụng đế linh tấn thần đan, về sau cũng có cơ hội đột phá thành đế, hiện tại chính là lúc phi linh môn dùng người. Nếu thực lực của cực nhạc tam quỷ đề cao lần nữa, tăng thêm tam tinh trận của ba người, không thể nghi ngờ là để cho bên cạnh mình nhiều hơn một đỉnh cấp cường giả. Hai tay lệ quỷ run rẩy nhận lấy đế linh tấn thần đan, ánh mắt nhìn chăm chú đan dược trong tay, như là không thể tin, ánh mắt ba huynh đệ rơi vào trên người Lục Lâm Thiên, ánh mắt đều lóe ra hào quang bất định. Nhị thiếu gia, lệ quỷ ta thề, nếu sau này phản bội nhị thiếu gia, tất bị ngũ lôi oanh đỉnh. Lệ quỷ nhìn Lục Lâm Thiên, lập tức quỳ một chân trên đất, cung kính hành đại lễ, ánh mắt cùng trước kia rõ ràng không giống, trước kia là kính sợ cùng cố kỵ, bây giờ là tuyệt đối cung kính. Chúng ta thề chân thành đi theo nhị thiếu gia, nếu sau này phản bội nhị thiếu gia, tất bị ngũ lôi oanh đỉnh. Dương quỷ cùng âm quỷ theo đại ca lệ quỷ, cung kính quỳ một chân trên đất hành lễ. Được rồi, tất cả đứng lên đi, bây giờ các ngươi là người Lục gia, là người một nhà, ta không quản vì cái gì các ngươi gia nhập Lục gia. Hay gia nhập Lục gia như thế nào, bất quá ta muốn là, mọi người có thể trở thành người Lục gia chính thức, các ngươi có hiểu ý của ta không? Lục Lâm Thiên tự mình nâng tam quỷ lên, ánh mắt mỉm cười, hy vọng quyết định ngày hôm nay của mình, có thể chính thức thu phục cực nhạc tam quỷ tiếng xấu lan xa này. Chúng ta hiểu rõ, nhất định sẽ không để cho nhị thiếu gia thất vọng, nhị thiếu gia tài bồi, trong lòng ba huynh đệ chúng ta hiểu rõ. Lệ quỷ cảm kích nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Hắn như thế nào không rõ. Sáng mai ta sẽ cho người đến mang bọn ngươi ra phía sau núi bế quan, các ngươi phải sớm khôi phục, cũng phải sớm ngày đột phá, đến lúc đó, ta hy vọng thực lực của các ngươi đều có thể tiến thêm một bước, để cho cực nhạc tam quỷ danh chấn thiên hạ. Lục Lâm Thiên vỗ bả vai của lệ quỷ, chỉ cần dương quỷ cùng âm quỷ đột phá, tăng thêm tam tinh trận mà nói, thực lực của cực nhạc tam quỷ liền đủ khủng bố rồi. Nhất định không cô phụ nhị thiếu gia tài bồi. Tam quỷ hưng phấn nói, đã bao nhiêu năm, ba người bọn họ đều ở trong man hoang bình nguyên trải qua sinh hoạt mơ mơ màng màng, hùng tâm tráng trí lúc trước sớm đã bị phai mờ, nhưng mà trong sâu thẳm thực chất lại vẫn còn y nguyên hùng tâm kia, chỉ tiếc tiếng xấu lan xa, cừu gia cũng không ít, ở trong man hoang bình nguyên không dám đi ra. Ba huynh đệ bọn hắn là tán tu, thiên phú cùng tu vi đều không dưới đồng lứa của các đại môn đại phái, nhưng một mực bị những đại môn đại phái kia áp chế, không dám trêu chọc. Ai bảo bọn hắn là tán tu, sau lưng người ta có đại hậu trường A. Thẳng đến ba người gia nhập Lục gia, trong tử vong thâm uyên hung hăng càn quấy chiến một trận, theo nhị thiếu gia gây tổn thất cho thiên địa minh, lúc trước ba huynh đệ cố kỵ những đại môn đại phái kia đều không cần phải cố kỵ nữa, còn có thể trực tiếp đối chiến, loại sảng khoái này để cho ba huynh đệ động tâm, bọn hắn không bao giờ muốn nhìn mặt những đại môn đại phái kia làm việc nữa. Luận thực lực, luận linh khí, luận hết thảy tài nguyên. Hiện tại phi linh môn tuyệt đối không dưới những đại môn đại phái kia, tuy hiện tại bọn hắn là người Lục gia, bất quá ba người cũng tin tưởng,
chỉ cần đi theo bên người nhị thiếu gia, Phi Linh Môn cùng Lục gia căn bản không có bao nhiêu khác nhau. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức rời bước rời đi, Cực Nhạc Tam Quỷ có tiếng xấu, Lục Lâm Thiên cũng không ghét cái này, những đại môn đại phái kia biểu hiện ra đường hoàng, nhưng vụng trộm lại cực kỳ ác độc vô sỉ, so với Cực Nhạc Tam Quỷ, sợ là còn khốn nạn hơn, nếu Cực Nhạc Tam Quỷ thật tình vì mình phục vụ, mình không thể nghi ngờ là có thêm phụ tá đắc lực. Nhìn qua bóng lưng của Lục Lâm Thiên, Cực Nhạc Tam Quỷ nhìn Diễn Linh Thiên Quả trong tay từng người, vũ khí thiên cấp, còn có Đế Linh Tấn Thần Đan, ba người hai mặt nhìn nhau, không khỏi hưng phấn kích động, ba người biết rõ mình gia nhập Lục gia tuyệt đối là đúng rồi, hiện tại sợ là có người muốn đuổi bọn hắn đi, bọn hắn cũng sẽ không đi. Đại ca, cái này. Âm Quỷ nhìn vũ khí thiên cấp trong tay, còn thẫn thờ thật lâu. Có thể gặp được nhị thiếu gia, coi như là tổ tông 18 đời chúng ta tích đại đức, nếu lúc trước chúng ta bị Lộc Linh Tôn giả kia lừa dối, hiện tại kết cục có thể nghĩ. Dương Quỷ rung động nói. Nhị thiếu gia đây là đang thu mua chúng ta. Lệ Quỷ khẽ run nói. Đại ca, ý của ngươi là. Sắc mặt của Dương Quỷ cùng Âm Quỷ lập tức thay đổi. Các ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Lệ Quỷ nhìn chăm chú Đế Linh Tấn Thần Đan trong tay nói. Người sợ nhất là không có giá trị để người khác thu mua, nhị thiếu gia đây là thật tâm muốn thu chúng ta, Đế Linh Tấn Thần Đan, Diễn Linh Thiên Quả, vũ khí thiên cấp đều cam lòng cho chúng ta, đã chứng minh thành ý của nhị thiếu gia, có thể đối đãi ba huynh đệ ta như thế, đã đến cực hạn, hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ. Đại ca, người hiểu rõ cái gì? Âm Quỷ nghi hoặc hỏi. Ta hiểu rõ tại sao Phi Linh Môn ở trong khoảng thời gian ngắn quật khởi, có nhiều cường giả gia nhập như vậy. Để cho không ít đại môn đại phái tranh nhau lôi kéo, Linh Vũ Chiến Tôn Lục Lâm Thiên, đều là vì nhị thiếu gia A Hát, dùng tu vi cùng thiên phú của nhị thiếu gia, tiền đồ ai có thể hạn lượng, chỉ cần chúng ta dùng tâm đi theo, cái này có lẽ là cơ duyên của ba huynh đệ chúng ta. Ánh mắt Lệ Quỷ ngưng tụ, hắn biết rõ hắn nên làm như thế nào. Màn đêm bao phủ, Lục Lâm Thiên về tới trong phòng mà rất lâu chưa trở về, trong phòng thường xuyên có Nhan Kỳ cùng Tân Hiểu Kỳ quét dọn. Nên còn bộ dáng lúc trước, y nguyên sạch sẽ. Khoanh chân ngồi xuống, trong đầu Lục Lâm Thiên suy tư không ít chuyện, ngược lại là sự tình về Thiên Địa Minh cùng Đế Đạo Minh lại bỏ qua, nếu Thiên Địa Minh dám nhúc nhích, đến lúc đó mình lại nhìn tình huống an bài, hiện tại Đế Đạo Minh cũng không phải dễ trêu. Lúc này trong đầu Lục Lâm Thiên nghĩ đến là Lục Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn, không biết hiện tại hai nữ có từ trong thần điện đi ra không, ở trong thần điện kia, lại có bí mật gì của hoàng tộc. Còn có Hồng Lăng ở Độc Cô gia tộc, không biết tu luyện thế nào rồi, hẳn là sẽ có tiến bộ không nhỏ. Cuối cùng là Tiểu Long nên sớm từ trong Thanh Long Điện đi ra a, đại hội của bốn tộc sớm đã xong, không biết hiện tại tiểu gia hỏa kia thế nào rồi, thực lực tuyệt đối là đã đến tình trạng khủng bố a. Tiểu Long đang ở trong Thanh Long Hoàng tộc, Lục Lâm Thiên sẽ không lo lắng Tiểu Long an nguy chút nào, hiện tại người dám trêu Tiểu Long, tuyệt đối là cực ít. Không biết Tiểu Linh thế nào rồi. Khóe miệng Lục Lâm Thiên hơi mỉm cười, cũng đã lâu không gặp cô nàng kia rồi, tuy từ trong miệng nhạc mẫu Lư Khâu Mỹ vì biết không ít tin tức về Lữ Tiểu Linh, cô nàng kia ở Linh Thiên Môn tự nhiên là không có việc gì, bất quá vừa nghĩ tới cô nàng kia, trong nội tâm Lục Lâm Thiên lại tràn đầy áy náy. Ngày mai nên bế quan đột phá a. Sau một lát, Lục Lâm Thiên thu hồi suy nghĩ, hết thảy vẫn là cần mình tiếp tục tăng cường thực lực. Ngày mai tiến vào thiên trụ giới, hảo hảo đột phá mới được. Sau một lát, Lục Lâm Thiên bắt đầu điều tức, quanh thân bao phủ trong một tầng quang mang kim sắc. Sáng sớm hôm sau, thời điểm phương đông lóe sáng, đại địa còn tỏa lên một tầng sa y hơi mỏng, trong Phi Linh Sơn Mạch, liếc nhìn lại, sương mù mông lung, tựa như tiên cảnh. Dưới thác nước của đình viện phía sau núi, gió sớm quét qua, Lục Lâm Thiên duỗi cái lưng mệt mỏi, hít sâu một hơi. Không khí sáng sớm trong lành, để cho người tinh thần sảng khoái, Lục Lâm Thiên nhớ rõ lúc trước Huyền Hạo đã từng dạy bảo qua, cảm thụ thiên nhiên nhiều, thiên nhiên mới là vật huyền ảo nhất. Cảm thụ được chung quanh tinh khiết, Lục Lâm Thiên khép hờ hai con ngươi, lỗ chân lông toàn thân mở ra, thoải mái nói không nên lời. Trong một ngọn núi, chúng cường giả Phi Linh Môn được thông chi đến đây, mà chúng cường giả này, trên cơ bản đều là ngày hôm qua vừa mới từ trong Tử Vong Thâm Uyên đi ra. Hoàng Bác Nhiên dẫn Cực Nhạc Tam Quỷ đến phía sau núi, nhìn thấy nhiều người như vậy, Cực Nhạc Tam Quỷ rất nghi hoặc, chẳng lẽ nhiều người như vậy cùng một chỗ bế quan sao? Bái kiến trưởng môn.
Cực Nhạc Tam Quỷ đang nghi hoặc, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, không nhanh không chậm, nhưng vài bước đã đến trước mặt chúng nhân. Miễn lễ, Lục Lâm Thiên nói, mắt nhìn mọi người, sư huynh Sát Phá Quân, Thiên Địa Nhị Lão, Cực Nhạc Tam Quỷ, Đông Vô Mệnh, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, còn có Kim Huyền cùng Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Oánh tỷ, Phi Linh Môn nhờ tỷ vất vả rồi, nếu không gặp phải đại sự, không cần báo cho ta biết. Lục Lâm Thiên nhìn Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói. Bế quan a, ta hiểu, có Linh Vũ Đại Đế ở đây, sẽ không xảy ra sự tình gì. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói. Lục Lâm Thiên mỉm cười, tự nhiên là rất yên tâm, có nghĩa phụ ở đây, mình không cần lo lắng cái gì, nếu sự tình mà nghĩa phụ cũng không thể xử lý, có hắn cũng không tác dụng, chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Thiếu chủ, thương thế của ngươi không nhẹ, lần sau phải cẩn thận một ít mới được, xem ra lần sau không thể cho ngươi đi ra ngoài một mình. Kim Huyền nhìn Dương Quá nói, nếu thiếu chủ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn sẽ phụ lòng lão chủ nhân. Kim Huyền thúc, ta không sao, một chút tổn thương nhỏ mà thôi, ta cũng cần tôi luyện a. Dương Quá khẽ mỉm cười nói, còn chút thương nhỏ sao, ngay cả át chủ bài mà chủ nhân để lại cho ngươi cũng đã vận dụng. Ánh mắt Kim Huyền nhúc nhích, cẩm bào nhẹ rung nói. Bất quá ngươi nói cũng đúng, có tôi luyện mới có thể cường đại, lúc trước lão chủ nhân cũng là từng bước tôi luyện, mới có thể đạp vào đỉnh phong. Kim Huyền thúc, Phi Linh Môn cũng phiền ngươi chiếu cố một chút. Lục Lâm Thiên đến bên người Kim Huyền, có Kim Huyền cùng Nam Thúc tồn tại, Phi Linh Môn càng không có việc gì. Yên tâm đi, có ta và nghĩa phụ của ngươi, Phi Linh Môn sẽ không xảy ra gì cả. Kim Huyền nói. Lục Lâm Thiên gật đầu, đối với chúng nhân nói. Trên người có thương thế, đều theo ta tiến đến bế quan. Lời nói rơi xuống, Lục Lâm Thiên dẫn đầu tiến nhập mật thất phía trước. Đối với một ít người ở đây mà nói, trưởng môn thông chi mọi người tới sau núi bế quan, mọi người cũng đã biết là chuyện gì xảy ra rồi, trưởng môn có chiếc nhẫn bảo vật kia, thời gian cùng ngoại giới kém gấp 10 lần, ở bên trong chữa thương là nhanh hơn rất nhiều. Bất quá lúc này cũng có gần một nửa người là cực kỳ nghi hoặc, không biết trưởng môn để bọn hắn đến phía sau núi bế quan là có thâm ý gì, nguyên một đám không có hỏi nhiều, cũng không dám hỏi nhiều, theo sau tiến nhập mật thất. Mật thất cũng không lớn, sau khi mấy chục người tiến vào, lập tức liền chen chúc, theo đại môn mật thất đóng lại, liền càng chen chúc rồi. Thời điểm mọi người ở đây kinh ngạc, Lục Lâm Thiên đã gọi thiên trụ giới ra, ở trong mật thất, không gian chung quanh thiên trụ giới lập tức nổi lên gợn sóng. Tất cả vào đi. Lời nói của Lục Lâm Thiên rơi xuống, thân ảnh lóe lên, ở trong lúc không ít người kinh ngạc tiến nhập thiên trụ giới, thân ảnh biến mất. Đây là cái gì? Thiên trụ giới hiện ra, một cổ khí tức bao la mờ mịt lan tràn, để cho mọi người run sợ. Ha ha, tất cả vào đi, trong đây là rất tốt. Thiên Độc Yêu Long cười ha ha nói, cùng Quỳ Long Như Hoa tiến vào thiên trụ giới. Trong lúc mọi người khiếp sợ, những cường giả đã sớm đi vào thiên trụ giới, như Thiên Thủ Quỷ Tôn, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Huyết Mị, Hắc Hùng, lập tức mỉm cười, theo sau Lục Lâm Thiên tiến nhập không gian gợn sóng kia. Những người chưa có đi vào thiên trụ giới như Hỏa Sĩ Tôn giả cùng Cực Nhạc Tam Quỷ, còn có không ít yêu thú linh thú, cũng nghi hoặc tiến nhập không gian gợn sóng. Mọi người tiến vào, trong không gian kỳ lạ kia, lan tràn ra một loại khí tức trường tồn từ cổ chí kim. Khi tất cả mọi người xuất hiện ở trong không gian bao la mờ mịt này, nhìn thấy đại tháp, trong nội tâm đều không khỏi khiếp sợ, khí tức này tựa hồ đã tồn tại trăm triệu năm, không có khí tức chấn động gì, nhưng trong lúc vô hình lại để cho người cảm thấy áp lực. Theo bước vào đại tháp, những người lần thứ nhất tiến vào kia, không khỏi rung động nhìn bốn phía, tất cả mọi người đều chấn động, toàn bộ không gian cũng nổi lên chấn động, cơ hồ là tạo thành một loại cảm giác thời không loạn. Nơi này là địa phương nào? Hỏa Sĩ Tôn giả kinh ngạc nói, đánh giá bốn phía, khí tức ở đây để cho lòng hắn rung động. Cái không gian này thật là quỷ dị. Bọn người Cực Nhạc Tam Quỷ cũng kinh ngạc không thôi. Lục Lâm Thiên nhìn những cường giả còn đang kinh ngạc kia nói. Tất cả nhanh chữa thương đi, đây là một không gian kỳ lạ, trong này tu luyện 20 ngày, ngoại giới chỉ một ngày, trong đây tu luyện 20 năm, ngoại giới không đến một năm. Cái gì, còn có chuyện như vậy? Những cường giả lần thứ nhất tiến vào thiên trụ giới kia đều nghẹn họng nhìn chân chối, đối với bọn hắn mà nói, đây tuyệt đối là quá mức kinh ngạc, tác dụng của không gian quỷ dị này, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Trưởng môn,
không phải 10 ngày chênh lệch sao, tại sao là 20 ngày rồi? Thanh Hỏa lão quỷ kinh ngạc hỏi, lúc trước thời điểm hắn đến, trưởng môn nói là gấp 10 lần chênh lệch a, hiện tại sao lại gấp 20 rồi? Lúc trước là tầng thứ nhất, bây giờ là tầng thứ hai, gấp 20 lần thời gian, mọi người sớm đi khôi phục thương thế a. Lục Lâm Thiên nói, lúc này mình lĩnh ngộ, chỉ có thể mở ra tầng thứ hai của thiên trụ giới, nếu có thể tiến đến tầng thứ ba, hiệu quả không thể nghi ngờ là càng thêm kinh người. Cực Nhạc Tam Quỷ, các ngươi cũng nhanh chữa thương đi. Lục Lâm Thiên nhìn Cực Nhạc Tam Quỷ nói. Vâng, nhị thiếu gia. Cực Nhạc Tam Quỷ đang rung động, gấp 20 thời gian, khó trách tối hôm qua nhị thiếu gia nói 3 tháng đủ để cho bọn hắn khôi phục thương thế rồi, ngoại giới 3 tháng, trong này chỉ ít 5 năm a, vậy là đủ rồi. Tam Quỷ rung động, ngơ ngác nhìn qua Lục Lâm Thiên, tựa hồ có chút hiểu được, vì cái gì đại thiếu gia, nhị thiếu gia, Tam tiểu thư tuổi còn nhỏ, tu vi thực lực lại khủng bố như thế, là bởi vì có bảo vệ này a, bằng không sao có thể tăng nhanh như thế. Mọi người không dám trì hoãn, có bảo vật như thế, chữa thương là tuyển chọn tốt nhất, nguyên một đám lập tức tìm địa phương chữa thương. Tâm Đồng, đại ca, các ngươi ở chỗ này hảo hảo chữa thương a. Lục Lâm Thiên nhìn Lục Tâm Đồng, Dương Quá nói, lúc này thương thế của Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá đều không nhẹ, mấy ngày nay cũng không khôi phục được bao nhiêu. Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá gật đầu, tự biết thương thế của mình cần không ít thời gian mới có thể khôi phục. Sau một lát, trong một không gian rộng lớn, thân ảnh của Lục Lâm Thiên lóe lên xuất hiện. Khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt trầm tư, hào quang lóe lên, trong tay Lục Lâm Thiên xuất hiện một chữ vật giới chỉ màu xanh trắng. Cái chữ vật giới này chỉ nhìn liền biết không phải vật bình thường, đúng là chữ vật giới chỉ mà sau khi đánh chết Lộc Linh Tôn giả lấy được, bên trong có khả năng có một khỏa đế linh tấn thần đan. Lục Lâm Thiên đã sớm thử qua, trên chữ vật giới chỉ này có cấm chế cực kỳ lợi hại, Lộc Linh Tôn giả là linh tôn cửu trọng, bố trí cấm chế sẽ không yếu, không phải nhất thời là có thể cởi bỏ, nhưng sẽ không quá khó khăn, chút việc nhỏ ấy, Lục Lâm Thiên cũng không có phiền toái nam thúc. 61. Hô. Hít sâu thoáng một phát, ngưng thần tĩnh khí, tâm thần của Lục Lâm Thiên chìm vào chữ vật giới chỉ của Lộc Linh Tôn giả, lòng bàn tay lập tức hiển hiện linh hỏa nóng bỏng bao lấy chữ vật giới chỉ, linh hồn lực khống chế linh hỏa thẩm thấu vào trong chữ vật giới chỉ, ở trong đó Lục Lâm Thiên không dám chủ quan chút nào, một cái sai lầm, sẽ xúc động cấm chế, để cho cấm chế sụp đổ, cuối cùng chữ vật giới chỉ sẽ trực tiếp nghiền nát. Mà nếu chữ vật giới chỉ này trực tiếp nghiền nát, hết thảy vật phẩm ở bên trong sẽ bị hủy, giống như huyễn diễn đao trận, Thiên Nguyệt Tôn giả tự bạo hồn anh, huyễn diễn đao trận cũng hủy ở trong chữ vật giới chỉ của nàng, nghĩ tới đây, Lục Lâm Thiên lại đau lòng lần nữa. Lục Lâm Thiên cũng nghĩ qua kiện thiên cấp linh hồn khí ở trong Tử Vong Thâm Uyên được đến kia, có nên luyện hóa cho mình sử dụng hay không, mình có linh hồn thần khí mà nói, đến lúc đó thực lực sẽ càng mạnh hơn nữa. Huyễn diễn đao trận bị hủy, viễn cổ bôn lôi thiên hổ thú hồn cũng bị phá hủy, thủ đoạn của mình ở trên linh đạo vốn ít, hiện tại càng thêm không có thủ đoạn gì, đơn thuần dựa vào linh kỹ, đây chính là có hại chịu thiệt đấy. Bất quá cây đao màu vàng trong óc kia, Lục Lâm Thiên cũng không dám tùy tiện luyện hóa, địa cấp đỉnh phong linh hồn khí, cây đao màu vàng kia nói bổ liền bổ, Lục Lâm Thiên có cảm giác, dù là thần khí, cây đao màu vàng kia muốn bổ liền bổ a, đến lúc đó liền được không bù mất, tổn thất có thể to lắm. Mặc dù nói thần khí cũng không phải dễ hủy diệt như vậy, nhưng Lục Lâm Thiên mơ hồ cảm giác, tựa hồ cây đao màu vàng trong đầu kia, so với thần khí càng mạnh hơn nữa, chỉ có điều Lục Lâm Thiên cũng nghi hoặc, cấp độ thần khí đã là mạnh nhất, so với thần khí còn cao hơn, cái này sợ là không quá khả năng. Bất quá bất kể như thế nào, hiện tại Lục Lâm Thiên là không dám tùy tiện luyện hóa thần khí, đối với cây đao màu vàng kia có cố kỵ tuyệt đối, nếu tổn thất một kiện linh hồn thần khí, đây là không ổn rồi. Tâm thần của Lục Lâm Thiên vẫn phóng ở chữ vật giới chỉ trong tay, dùng linh hồn lực của Lục Lâm Thiên lúc này, ngược lại là có thể tỉ mỉ khống chế linh hỏa, hết thảy tiến hành cực kỳ thuận lợi. Đột phá đến linh tôn bát trọng, cộng thêm được đến một loạt chỗ tốt, đặc biệt là ở Tử Vong Thâm Uyên uống bảo vật quỷ dị màu xanh trắng kia, vô luận là ở linh hồn lực hay là linh lực, Lục Lâm Thiên đều cảm giác lúc trước không thể so sánh, hoàn toàn đã có chất biến hóa, linh lực cùng linh hồn lực mênh mông như hải dương kia. So với trước mạnh hơn nhiều lắm. Thời gian chậm rãi đi qua, thủ ấn của Lục Lâm Thiên ngẫu nhiên cũng sẽ biến hóa. 3 canh giờ sau, khóe miệng của Lục Lâm Thiên lộ ra mỉm cười, rốt cục giải khai cấm chế.
Két. Sau một lát, trong tay Lục Lâm Thiên, chữ vật giới chỉ bị linh hỏa bao lấy kia, truyền tới một thanh âm ken két rất nhỏ, Lộc Linh Tôn giả bố trí xuống cấm chế, rốt cục mở ra. Nắm chữ vật giới chỉ trong tay, tâm thần của Lục Lâm Thiên lập tức nhìn vào, không biết trong chữ vật giới chỉ của Lộc Linh Tôn giả sẽ có vật gì, chữ vật giới chỉ của một linh tôn cửu trọng, sợ là sẽ có không ít bảo vật a. Tâm thần xâm nhập trong không gian chữ vật giới chỉ, ánh mắt của Lục Lâm Thiên lập tức đại hỉ, trong chữ vật giới chỉ này tựa như một bảo tàng, có không ít dược liệu, đan dược, đều là loại cực kỳ cao cấp, những dược liệu kia tựa hồ còn có không ít chỉ ở trong Tử Vong Thâm Uyên mới có. Trừ lần đó ra, trong chữ vật giới chỉ này còn có không ít linh kỹ cùng vũ kỹ, địa cấp cũng không ít, thậm chí có bí mật bất truyền của Lan Lăng Sơn Trang. Đã tìm được. Lục Lâm Thiên kinh hỉ lên tiếng, lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong đúng là đế linh tấn thần đan mà Lộc Linh Tôn giả từ Tử Vong Thâm Uyên được đến. Ở trong Tử Vong Thâm Uyên tổng cộng có 10 khỏa đế linh tấn thần đan, Lục Lâm Thiên tính toán một chút, mình vốn là lấy được 4 khỏa, Kim Lang Tôn giả và cùng Kỳ Tôn giả 3 khỏa. Đại ca Dương Quá một khỏa, Thiên Địa Các Tử Đồng trưởng lão một khỏa, còn có Lộc Linh Tôn giả được một khỏa này. Mà bây giờ một khỏa của Lộc Linh Tôn giả đã đến trong tay mình, tăng thêm một khỏa đế linh tấn thần đan này, cái kia không thể nghi ngờ là 10 khỏa đế linh tấn thần đan, có 9 khỏa vào tay một phương mình. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, đạt được 9 khỏa, cái này đủ để Lục Lâm Thiên lộ ra vui vẻ rồi. Lần nữa ở trong chữ vật giới chỉ tìm một hồi, cẩn thận kiểm tra một phen. Lúc này Lục Lâm Thiên mới thỏa mãn thu hồi chữ vật giới chỉ của Lộc Linh Tôn giả, ngược lại là như một cái kho, để Lục Lâm Thiên thu hoạch rất nhiều. Tu luyện A. Lục Lâm Thiên thu hồi chữ vật giới chỉ, trong tay lóe lên lưu quang màu tím, theo hào quang màu tím lóe lên, tử kim huyền lôi xuất hiện, một thân ảnh áo đen xuất hiện ở trước người Lục Lâm Thiên. Thân ảnh áo đen xuất hiện, bộ dáng người này khoảng lục tuần, mặc trường bào màu đen, khí tức âm trầm. Khuôn mặt hơi gầy, mắt lộ ra hung quang, xem ra cũng không phải loại lương thiện gì, nhưng lúc này nhìn lão giả áo đen kia, đã biết rõ bị người cấm chế, khí tức uể oải, sắc mặt khó coi. Mà người này đúng là ban đầu ở Tử Vong Thâm Uyên, cùng Lục Lâm Thiên tranh đoạt huyết linh mẫu đơn, tán tu ác linh tôn giả, không may đã bị Lục Lâm Thiên cấm chế, Lục Lâm Thiên vốn muốn dùng làm thuốc bổ đến thôn phệ. Ác linh tôn giả xuất hiện, ánh mắt lập tức cảnh giới, thấy Lục Lâm Thiên. Hiện tại đây cũng là tướng mạo sẵn có của Linh Vũ Chiến Tôn Lục Lâm Thiên rồi, sắc mặt khó xem kia càng như mướp đắng, trực tiếp cầu khẩn nói. Lục trưởng môn tha mạng, ta thật sự là không có ý mạo phạm, Lục trưởng môn tha mạng, ta không dám nữa. Lục Lâm Thiên nhìn qua ác linh tôn giả, ánh mắt bỗng nhúc nhích, lúc trước thời điểm bắt ác linh tôn giả này, mình vẫn là lục trọng linh tôn, hiệu quả thôn phệ không nhỏ, bất quá hiện tại mình đã là linh tôn bát trọng. Lại thôn phệ ác linh tôn giả này mà nói, ngược lại là hiệu quả kém rất nhiều. Cho ngươi hai con đường, một là chết, hai là gia nhập phi linh môn, đây là một khỏa độc đan, sau khi ngươi phục dụng, có thể trợ giúp khôi phục thương thế, bất quá một năm phải dùng giải dược một lần, không có giải dược, ai cũng không thể cứu ngươi. Lục Lâm Thiên suy tư, theo lời nói rơi xuống, liền trực tiếp giải khai cấm chế trên người ác linh tôn giả, đồng thời đưa tới trước người ác linh tôn giả một khỏa đan dược. Ác linh tôn giả căn bản không có do dự, trực tiếp nuốt đan dược mà Lục Lâm Thiên đưa vào miệng, ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có, quỳ xuống đất hành lễ nói. Ác linh tôn giả bái kiến trưởng môn, về sau tất trung thành và tận tâm, không dám nhị tâm. Đứng lên đi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, ác linh tôn giả này ngược lại là xem thời cơ rất nhanh, có thể thu vào phi linh môn, so với mình thôn phệ thì tốt hơn nhiều, phi linh môn chính là lúc dùng người. Lục trọng linh tôn cũng không yếu, coi như là tuyệt thế cường giả. Mà độc đan vừa rồi, cũng không phải độc đan thật, trên người Lục Lâm Thiên không có loại độc đan này rồi, thuần túy là một khỏa đan dược chữa thương mà thôi, ác linh tôn giả không chút do dự ăn vào, xem ra cũng là loại sợ chết. Đa tạ trưởng môn, ác linh tôn giả cung kính đứng lên, toàn thân còn có chút run rẩy, rốt cục nhặt về một mạng, những ngày này đối với hắn mà nói quả thực là một loại tra tấn a hát. Qua một bên chữa thương a, đến lúc đó ta sẽ để ngươi đi ra ngoài, không muốn quấy rầy những người khác bế quan. Lục Lâm Thiên nhìn ác linh tôn giả nói, ý bảo hắn qua một bên dưỡng thương. Vâng, trưởng môn. Lúc này ác linh tôn giả mới đánh giá chung quanh, cái không gian kỳ lạ này để cho lòng hắn rung động, nhưng lại không biết là địa phương nào.
Ác linh tôn giả ly khai, ánh mắt Lục Lâm Thiên lấp lóe, trong tay lại hiện ra hào quang màu tím, Tử Lôi Huyền Đỉnh xuất hiện, thân ảnh của Lục Lâm Thiên cũng lập tức tiến nhập Tử Lôi Huyền Đỉnh, ở trong Tử Lôi Huyền Đỉnh này, còn có Hạc Linh Tả Sứ bị nhốt ra. Ở trong không gian quỷ dị này, khắp nơi đều là hư không, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, một lão giả bận trường bào, toàn thân lộ ra chật vật, khóe miệng có máu tươi không ngừng tràn ra. Xung quanh Hạc Linh Tả Sứ, vẫn là lôi vân màu tím cuồn cuộn, khắp không gian bị tia chớp đen nhánh, mang theo khí tức tim đập nhanh chiếm cứ, lôi đỉnh uy áp cường hãn tràn ngập, để cho Hạc Linh Tả Sứ thấy lạnh cả người. Lôi vân mang theo tia chớp bùm bùm cách cách áp không, từng tia chớp ở trong không gian tối tăm qua lại, chiếu sáng mông mông, để cho hy vọng của con người càng thêm mỏng manh. Mà từ khi đến không gian quỷ dị này, Hạc Linh Tả Sứ liền vô cùng thê thảm, hắn biết rõ đây là không gian trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, nhưng hắn căn bản là trốn không thoát, mà ở trong không gian quỷ dị này, hắn căn bản không cách nào chữa thương, thời điểm hắn muốn điều tức dưỡng thương, sẽ có Tử Kim Huyền Lôi chẳng chịt điên cuồng công kích hắn. Cho nên đến nơi này bao lâu, hắn liền bị tra tấn bấy lâu, thương thế không chỉ không tốt, ngược lại càng ngày càng nặng, cho tới bây giờ, cơ hồ là không cách nào chống lại. Xùy tương đương tương đương. Trong nháy mắt này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước người Hạc Linh Tả Sứ. Lục Lâm Thiên. Hạc Linh Tả Sứ nhìn thấy thân ảnh xuất hiện, ánh mắt lập tức đại biến, thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, đối với Lục Lâm Thiên, hiện tại hắn chỉ có cố kỵ thật sâu. Lục Lâm Thiên nhìn Hạc Linh Tả Sứ, cười nhạt một tiếng, những ngày này ở trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, tựa hồ Hạc Linh Tả Sứ này sống không khá giả a, đoán chừng là sắp bi điên rồi. Chịu chết đi. Lục Lâm Thiên nhìn Hạc Linh Tả Sứ, thân ảnh lóe lên, một chảo ấn xé rách không gian, trực tiếp bao phủ về phía Hạc Linh Tả Sứ, chảo ấn lướt đi, mang theo một cổ sát khí cùng linh hồn lực nồng đậm, khí thế cực kỳ khủng bố. Tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm. Mắt thấy một chảo của Lục Lâm Thiên bao phủ đè xuống, lúc này trong nội tâm Hạc Linh Tả Sứ lại nhịn không được cuồng hỉ, đây chính là tiểu tử này tự tìm, thành toàn mình đợi đúng là cơ hội này a. Xíu, yêu yêu. Trong khoảnh khắc, đạo chảo ấn kia đã đến trước người Hạc Linh Tả Sứ, phong mang rét thấu xương, để cho khuôn mặt của Hạc Linh Tả Sứ đau nhức. Cũng ở trong điện quang hỏa thạch này, ánh mắt Hạc Linh Tả Sứ lộ ra vui vẻ, lập tức lớn tiếng nói. Khắc khắc. Tiểu tử, ngươi là tự mình muốn chết, thành toàn ta a. Lời nói rơi xuống, trong tay Hạc Linh Tả Sứ kết xuất thủ ấn, cũng trong nháy mắt này, trường bào vung lên, bàn tay hơi gầy duỗi ra ống tay áo, ở trong lòng bàn tay, linh lực bạo tuôn ra, hội tụ thành một vòng xoáy linh lực cực lớn. Trong điện quang hỏa thạch, Hạc Linh Tả Sứ không lùi mà tiến, trường ấn mang theo hấp lực ngập trời trực tiếp thôn vệ chảo ấn của Lục Lâm Thiên. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên có chút biến hóa. Đối với lực thôn vệ này tự nhiên là tinh tường, người trong linh vũ giới đều biết, cùng âm dương linh vũ quyết cực kỳ tương tự, chỉ có điều lại không phải âm dương linh vũ quyết, so với âm dương linh vũ quyết chênh lệch nhiều lắm, Lục Lâm Thiên suy đoán, này cùng âm dương linh vũ quyết sợ là có quan hệ rất lớn, chỉ có điều là quan hệ như thế nào, hiện tại Lục Lâm Thiên vẫn chưa biết được. Xùy tương đương tương đương. Ngay thời điểm một trưởng của Hạc Linh Tả Sứ thôn vệ mà đến, chảo ấn của Lục Lâm Thiên lại dừng lại. Lập tức tiêu tán ở trong không trung, để cho Hạc Linh Tả Sứ vồ hụt. Cái này lại để cho sắc mặt của Hạc Linh Tả Sứ đại biến, Lục Lâm Thiên này như là sớm có chuẩn bị a. Ngươi chậm. Mà vào lúc này, một tiếng nói truyền vào trong tai Hạc Linh Tả Sứ, trong vô thanh vô tức, một thân ảnh áo bào xanh đã xuất hiện ở sau lưng hắn, cũng ngay lúc ấy, lại có một đạo chảo ấn bao trùm trên đỉnh đầu của hắn. Không xong, linh hồn phân thân. Trong nháy mắt này, Hạc Linh Tả Sứ kinh hãi, Lục Lâm Thiên rõ ràng ở trước người của hắn, như thế nào sẽ xuất hiện ở sau lưng, lúc này, thân ảnh Lục Lâm Thiên mà hắn chứng kiến, dĩ nhiên hóa thành một đạo lưu quang tử kim sắc, lướt về phía sau đầu mình, chứng minh người trước mắt, chỉ là một đạo linh hồn phân thân, mình dĩ nhiên không phát giác được, mà trong nháy mắt này, Hạc Linh Tả Sứ cảm giác được một loại sợ hãi không hiểu, đang muốn giãy giụa đã không còn kịp rồi, chảo ấn bao trùm lấy hắn, thôn vệ chi lực tuôn ra. Ngươi như thế nào biết? Trong chốc lát, Hạc Linh Tả Sứ kinh ngạc lên tiếng, trong nháy mắt này, trong cơ thể có một cổ thôn phệ chi lực cực lớn vào tới, để cho hắn căn bản không cách nào chống lại, trên mặt vặn vẹo, trong đầu truyền đến đau đớn, linh lực bị cắn nuốt nhanh chóng. Giờ khắc này, Hạc Linh Tả Sứ thậm chí ngay cả hồn anh tự bạo cũng không có biện pháp làm được,
để cho hắn kinh ngạc nhất là, Lục Lâm Thiên vậy mà cũng biết giới trung bí pháp, tựa hồ so với hắn tu luyện có chỗ bất đồng, nhưng lại cường đại hơn rất nhiều. Hiện tại Hạc Linh Tả Sứ đã biết vì sao Lục Lâm Thiên tu luyện nhanh như vậy, nguyên lai, Lục Lâm Thiên cũng biết công pháp kia, chỉ tiếc hắn đã không có cơ hội nói ra. A hát! Cũng không bao lâu, trong miệng Hạc Linh Tả Sứ truyền ra tiếng kêu rên thê thảm, lúc này, hắn đã biết kết cục của mình, hối hận đã không kịp, sớm biết như vậy mà nói, mình nên tự bạo hồn anh a. Hạc Linh Tả Sứ tự nhiên là không biết, chính là vì sợ hắn tự bạo hồn anh, lúc này Lục Lâm Thiên mới phí nhiều khí lực như vậy để đối phó hắn, muốn trực tiếp đánh chết hắn, dùng thực lực của Lục Lâm Thiên lúc này, tăng thêm ở trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, cái kia căn bản là sự tình vô cùng đơn giản. Theo Lục Lâm Thiên thi triển Âm Dương Linh Vũ Quyết, linh lực bàng bạc trong cơ thể Hạc Linh Tả Sứ theo bàn tay hắn cuồn cuộn không dứt chảy ra, thời gian chậm rãi trôi qua, thôn phệ một linh tôn cửu trọng như Hạc Linh Tả Sứ, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thôn phệ sạch sẽ. Thôn phệ như thế, Lục Lâm Thiên dùng mười mấy canh giờ, cái này có thể nói là thời gian rất dài rồi, linh lực của linh tôn cửu trọng là vô cùng khổng lồ, Hạc Linh Tả Sứ kêu thảm thiết một canh giờ, liền không phát ra được thanh âm nào. Đương nhiên, trong quá trình thôn phệ này, Lục Lâm Thiên cũng không quên thi triển siêu linh thuật tìm tòi trí nhớ của Hạc Linh Tả Sứ, hy vọng có thể biết rõ một ít tin tức về linh vũ giới. Trong lúc mơ hồ, Lục Lâm Thiên có chút ngóng trông muốn biết tin tức của Lăng Thanh Tuyền, muốn biết nhất là lúc trước Lăng Thanh Tuyền cùng mình nói có phải thật hay không. Thời điểm linh lực trong cơ thể Hạc Linh Tả Sứ bị cắn nuốt không sai biệt lắm, hồn anh trong đầu hắn cũng bị cắn nuốt ra, tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Trực tiếp vọt tới trong đầu. Xuy xuy. Hồn anh của Hạc Linh Tả Sứ bị cắn nuốt, hồn anh của Lục Lâm Thiên chấn động, một cổ sát khí lan tràn, lập tức xông về phía hồn anh lạ lẫm kia. Đại hồn anh sát khí lan tràn, trong tay tựa như thi triển Âm Dương Linh Vũ Quyết, lòng bàn tay hội tụ một vòng xoáy, trực tiếp thôn phệ hồn anh của Hạc Linh Tả Sứ. Theo đại hồn anh thôn phệ hồn anh của Linh Tôn Cửu Trọng, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được. Đại hồn anh trong lúc luyện hóa trở nên càng mạnh hơn nữa, cảm giác này cực kỳ huyền diệu. Hô! Làm xong hết thảy, Hạc Linh Tả Sứ cũng triệt để trở thành thây khô, Lục Lâm Thiên dùng linh hỏa đốt cháy hóa thành cho tàn, chỉ còn lại một cái chữ vật giới chỉ xuất hiện ở trong tay. Linh vũ giới thật đúng là thần bí. Một lát sau, Lục Lâm Thiên mở hai con ngươi ra, trong mắt lóe lên tinh mang, thì thào nói. Thôn phệ linh lực của Hạc Linh Tả Sứ. Từ trong trí nhớ của hắn, Lục Lâm Thiên đã biết không ít tin tức về linh vũ giới cường giả như mây, người mạnh nhất tựa hồ là nhất tôn, nhị pháp tôn, còn có tam pháp tôn vệ hồn lão quỷ. Chỉ tiếc nhất tôn cùng nhị pháp tôn là ai, ngay cả Hạc Linh Tả Sứ cũng không biết, cộng thêm linh hồn siêu tác này, cũng không cách nào tìm tòi toàn bộ trí nhớ, thì càng không thể biết, mà ở bên ngoài cùng Hạc Linh Tả Sứ đồng hành, còn có một người tên là Phượng Vũ Hữu Sứ, thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Tam pháp tôn vệ hồn lão quỷ là cường giả một chân bước vào vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, linh vũ giới nhất tôn, nhị pháp tôn thực lực sẽ như thế nào, để cho Lục Lâm Thiên không dám suy đoán, về phần mượn nhờ linh vũ giới rốt cuộc là ai, Lục Lâm Thiên càng không biết, tất cả người linh vũ giới, trong trí nhớ cũng không có tin tức gì có quan hệ cùng giới chủ. Lục Lâm Thiên không khỏi có chút thất vọng, càng thêm thất vọng là Hạc Linh Tả Sứ cũng không có tin tức gì về Lăng Thanh Tuyền, muốn tra cũng không có biện pháp tra được. Có chút thất vọng một hồi, chữ vật giới chỉ của Hạc Linh Tả Sứ cũng xuất hiện ở trong tay Lục Lâm Thiên, cái chữ vật giới chỉ này cũng bị bố trí cấm chế, bất quá từ trong trí nhớ của Hạc Linh Tả Sứ, Lục Lâm Thiên đã biết trong chữ vật giới chỉ này, tuy đồ tốt không ít, bất quá đơn giản chỉ là chút địa cấp linh kỹ, cao phẩm đan dược, còn có dược liệu mà thôi, tuy giá trị xa xỉ, bất quá cũng không có để cho Lục Lâm Thiên mừng rỡ. Lục Lâm Thiên thu chữ vật giới chỉ vào trong ngực. Ý định có thời gian lại luyện hóa cấm chế, luyện hóa những cấm chế kia cũng không phải quá khó khăn, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi, hiện tại vẫn là trước luyện hóa linh lực của Hạc Linh Tả Sứ mới tốt. Linh lực thật bàng bạc. Cảm giác linh lực vừa mới thôn phệ đến, trong nội tâm Lục Lâm Thiên sợ hãi thán phục, có chút run run, sắc mặt bởi vậy đỏ lên, Hạc Linh Tả Sứ là linh tôn cửu trọng, tuy trọng thương có chỗ ảnh hưởng, nhưng linh lực trong cơ thể vẫn còn vô cùng bàng bạc. Lục Lâm Thiên cảm giác lúc này mình cắn nuốt linh lực của hắn, tựa như ăn uống quá độ, linh lực bàng bạc tràn ngập, giống như là muốn phá thể mà ra, khá tốt mình bây giờ cũng là linh tôn bát trọng, bằng không thôn phệ một linh tôn cửu trọng, còn không biết sẽ ăn bao nhiêu đau khổ. Sau một lát,
Lục Lâm Thiên từ trong Tử Lôi Huyền Đỉnh lách mình mà ra, thu hồi Tử Lôi Huyền Đỉnh, ở trong không gian khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần tĩnh khí, kết xuất một đạo thủ ấn tu luyện, bắt đầu luyện hóa linh lực. Trên người có thương thế, nhưng Lục Lâm Thiên lại không có để ý tới quá nhiều, một là những thương thế này vấn đề không quá lớn, thứ hai là đã sớm phát hiện, mình luyện hóa chân khí cùng linh lực cũng có thể chữa thương, hiệu quả thậm chí càng tốt, cho nên hiện tại không cần phải chuyên môn chữa thương. Theo Lục Lâm Thiên bắt đầu tu luyện, linh lực trong cơ thể cấp tốc bị luyện hóa, linh lực thôn phệ mà đến, bản thân cũng đã là linh lực, lúc này Lục Lâm Thiên hơi chút luyện hóa, trừ tạp lưu tinh, là có thể vì mình sử dụng, hơi chút luyện hóa, liền nhanh chóng tiến vào trong óc Lục Lâm Thiên. Hô! Chỉ là sau một lát, Lục Lâm Thiên đã tiến nhập trạng thái tu luyện, quanh thân bao phủ trong một mảnh hào quang nhàn nhạt vô hình, khí tức ở trong lúc vô hình từ từ biến hóa. Trong đầu Lục Lâm Thiên, bên cạnh tiểu hồn anh, cây đao màu vàng xoay quanh ở trên tiểu hồn anh, theo tiểu hồn anh xoay tròn, ở trong tiểu hồn anh, một tia năng lượng linh hồn thật nhỏ, kết nối lấy thân đao. Một tia năng lượng linh hồn này, đang bị cây đao màu vàng từ trên tiểu hồn anh cuồn cuộn không dứt hấp thu, cái linh hồn thổ phỉ này, y nguyên như là một cái động không đáy thôn phệ linh hồn lực, cũng không biết đến lúc nào mới ngừng. Hiện tại Lục Lâm Thiên đối với cây đao này, đã ngoảnh mặt làm ngơ. Căn bản là chẳng muốn đi để ý tới, cây đao quỷ dị này, cũng không xúc phạm tới linh hồn của mình, cũng sẽ không đối với linh hồn lực của mình sinh ra tổn thương cùng giảm bớt. Dưới âm dương linh vũ quyết, tốc độ Lục Lâm Thiên luyện hóa linh lực rất nhanh, thương thế cấp tốc khôi phục. Thời gian tựa như cát chảy, trong thiên trụ giới, tất cả mọi người đều đang chữa thương, không gian hoàn toàn yên tĩnh, ở trong không gian này, cũng sẽ không có người đi nghĩ đến khái niệm thời gian. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lục Lâm Thiên mở mắt, thương thế dĩ nhiên là tốt hoàn toàn, sắc mặt một mảnh hồng nhuận phơn phớt. Càng để cho người kinh ngạc là, lúc này tu vi của Lục Lâm Thiên tăng cực nhanh, tuyệt đối là nhanh đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi, linh lực thôn phệ mà đến kia, bị âm dương linh vũ quyết luyện hóa, liền trở thành linh lực của Lục Lâm Thiên. Đương nhiên, hiện tại Lục Lâm Thiên đã là linh tôn bát trọng, tốc độ này so với linh tôn bình thường mà nói. Quả thực là bay, bất quá với hắn là cần thời gian không ít. Linh lực của một linh tôn cửu trọng, đối với Lục Lâm Thiên mà nói, cái kia tuyệt đối là vật đại bổ, loại luyện hóa này, để cho Lục Lâm Thiên cảm thấy cực kỳ khoan khoái dễ chịu, Lục Lâm Thiên cũng không có quá sốt ruột, luyện hóa linh lực, đồng thời còn đang lĩnh ngộ thời gian chi lực. Ngoại giới, thời gian cấp tốc trôi qua, ở trong phi linh môn, bởi vì trưởng môn trở về, ngược lại là đưa tới chấn động không nhỏ, bất quá theo thời gian trôi qua, đã dần dần lắng xuống. Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong, Hoàng Tĩnh Giao, người nổi bật trong trẻ tuổi, mỗi ngày đều cố gắng tu luyện, gần đây ngược lại là không có tính toán ra ngoài lịch lãm, bất quá tiếp theo đi ra ngoài tôi luyện, cũng đã ở trong kế hoạch. Mấy năm này, ở trong Phi Linh Môn, cũng xuất hiện không ít người nổi bật, đơn thuần so về trẻ tuổi, hiện tại Phi Linh Môn so với tất cả Đại Sơn Môn, tuyệt đối là vượt trội. Cho dù Phi Linh Môn cực kỳ bình tĩnh, nhưng có ít người vẫn có thể cảm giác được khí tức khẩn trương. Vũ đường, ngoại đường gần đây triệu tập rất nhiều lần, yêu đường cũng đang chuẩn bị, linh đường vốn là đáp ứng luyện chế đan dược cùng binh khí cho yêu đường, đều bị áp ra sau, toàn bộ linh đường đại quy mô luyện chế yêu linh đan cùng đan dược chữa thương, cái này để cho một ít người khứu giác nhanh nhẹn, đều cảm thấy cái gì đó. Ám đường là bận rộn nhất, hai tỷ muội Diệp Phi, Diệp Mỹ càng là thay phiên tự mình trấn thủ ám đường. Tin tức lùi tới chồng chất như núi, đặc biệt là những tin tức cần chú ý, càng là tùy thời báo lại. Đầu hạ, trên đại địa, có không ít thực vật vô danh làm nổi bật không gian, sáng sớm, tràn ra sương mù nồng đậm, trong không gian thổi đến gió mát, mang theo cảm giác ẩm ướt, trong sơn mạch là lá cây trọng điệp, theo gió chập chờn, hiện ra lục ý giạt rào. Sau một lát, ánh mặt trời từ trong cành lá chi chít xuyên suốt xuống. Lúc này trong không gian bay ra một tầng sương trắng giống như sương mù, một tia gió nhẹ quanh quẩn ở trong rừng cây, xa xa thỉnh thoảng có tiếng hô của yêu thú truyền ra. Siêu siêu, mười mấy đạo thân ảnh phá không xuất hiện ở trong thâm cốc, một cổ khí tức không kém lập tức phủ xuống, từng đạo thân ảnh hiển lộ, nguyên một đám ánh mắt nghiêm nghị, vừa nhìn liền biết không phải thế hệ bình thường. Mà lúc này những người xuất hiện kia, nếu Lục Lâm Thiên ở đây mà nói, sẽ nhận thức không ít. Đi đầu là một thanh niên áo bào trắng, cực kỳ quen thuộc a. Thanh niên này bận trường bào màu trắng, trắng như tuyết, tuổi chừng 27-28, ngũ quan tựa như điêu khắc,
hai mắt như là hồ sâu mọng nước, một cây quạt xếp trong tay tùy thời vuốt vuốt, nam tử tuấn lãng như thế, lại lộ ra một cổ âm nhu, cũng chỉ có âm dương vương Dạ Vị Ương rồi. Bên người Dạ Vị Ương, Hàn Ngọc Tôn Giả, Hóa Linh Tôn Giả cũng ở trong đó. Mọi người rơi xuống, ánh mắt giống như liệp ưng, trực tiếp nhìn quét ngọn núi phía trước, lúc này trên ngọn núi kia, có một cổ khí tức không ngừng tràn ngập ra, để cho không gian bên này gợn sóng lắc lư. Năng lượng chấn động lớn như thế, thiên tài địa bảo kia nhất định rất bất phàm. Hóa Linh Tôn Giả thì thào nói, ánh mắt cực kỳ rung động, thân là tứ trọng linh tôn, hắn có thể tinh tường cảm giác được năng lượng chấn động ở trong ngọn núi kia mạnh bao nhiêu, để cho hắn ở rất xa nhìn cũng hãi hùng khiếp vía. Năng lượng chấn động thật mạnh. Sắc mặt Âm Dương Vương có chút biến hóa, quạt xếp trong tay mở ra, vỗ vỗ, một làn gió thơm nổi lên bốn phía, đôi mắt dễ thương nhìn ngọn núi kia, cực kỳ khiếp sợ. Bái kiến cốc chủ, chư vị thái thượng trưởng lão. Theo người quen rơi xuống, không ít đệ tử Thánh Linh Cốc bay tới, trong đó có không ít là Vũ Vương cùng Linh Vương. Thánh Linh Cốc này bình thường không hiển sơn lộ thủy, nhưng cường giả lại không ít, tuy không cách nào vượt qua mấy đại sơn môn, nhưng thực lực lại thật sự không kém. Thế nào rồi, người vi sinh ra cùng Hải Long Môn có đến chưa? Âm Dương Vương Dạ Vị Ương đối với một Linh Vương hỏi. Bẩm cốc chủ, vi sinh ra cùng Hải Long Môn đều đến, cường giả đến còn không ít. Một Linh Vương cung kính trả lời. Ta đã biết, xuống dưới tiếp tục giám thị a. Dạ Vị Ương vung quạt xếp lên, ý bảo mọi người thối lui. Người vi sinh gia tộc cùng Hải Long Môn quả nhiên đều đến, chúng ta làm sao bây giờ, vi sinh gia tộc cùng Hải Long Môn này sợ là sẽ không dễ dàng buông tha cho bảo vật. Giải Linh Tôn Giả nhìn Âm Dương Vương Dạ Vị Ương nói. Thiên tài địa bảo này nhất định bất phàm, vài ngàn năm trước lão tổ chọn Thánh Linh Cốc đặt chân ở chỗ này, là bởi vì kề bên này linh khí tràn đầy, ngày sau nhất định có trọng bảo xuất hiện. Dạ Vị Ương nói. Lão tổ anh minh a hát, chỉ tiếc lão tổ. Giải Linh Tôn Giả có chút than nhẹ. Những năm này, Thánh Linh Cốc chúng ta là dựa vào bảo địa này, tu vi của các đệ tử mới có thể tăng nhanh như vậy, đặc biệt là linh giả, so với đại môn đại phái còn mạnh hơn, nơi đây vẫn bị chúng ta cẩn thận từng ly từng tí phong tỏa tin tức, không nghĩ tới kể bên này lại xuất hiện vi sinh ra cùng Hải Long Môn. Ánh mắt của Dạ Vị Ương hơi ngưng trọng. Cốc chủ, thực lực của vi sinh ra cùng Hải Long Môn đều không kém, chúng ta muốn chống lại, tuyệt đối là cố hết sức. Nghe nói mấy lão quỷ của vi sinh ra thực lực càng ngày càng mạnh, Nguyệt Long các cùng Khôn Dương đảo còn mời mấy người kia gia nhập, mấy cường giả của Hải Long Môn cũng rất khủng bố, thời gian gần đây đều đột phá, thậm chí ngay cả Tử Vong Thâm Uyên cũng không đi, lúc này đây, đoán chừng vi sinh ra cùng Hải Long Môn đều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Giải Linh Tôn Giả nói, chúng ta một mình chống lại, tự nhiên là khó có thể thắng. Đôi mắt Dạ Vị Ương lóe lên, nói nhỏ. Nếu lão tổ tới, liền không cần phải lo lắng những thứ này. Hóa Linh Tôn Giả nói. Lão tổ đã sớm không hỏi tục sự, thiên hạ đại sự cũng cùng lão tổ không quan hệ. Ánh mắt Dạ Vị Ương nhúc nhích, nói. Mấy lão quỷ của vi sinh ra cùng Hải Long Môn quá mạnh mẽ, bình thường chúng ta nước giếng không phạm nước sông, nhưng mà lúc này không giống, cho nên chúng ta chỉ có thể cầu viện binh tương trợ. Viện binh, tựa hồ chúng ta không có viện binh gì a. Không sợ vi sinh ra cùng Hải Long Môn, cũng chỉ có sơn môn như Nguyệt Long Các cùng Khôn Dương Đảo, Tinh Ngục Các mới được. Hàn Ngọc Tôn Giả nói, ở trong Đông Hải này, không có sơn môn nào có thể lấn áp vi sinh ra cùng Hải Long Môn. Coi như là có viện binh, sợ đến lúc đó sẽ thỉnh thần dễ tiến thần khó, trong này không biết là thiên tài địa bảo gì, đến lúc đó không biết sẽ phát sinh chuyện gì a. Hóa Linh Tôn Giả có chút lo lắng, bảo vật này động tĩnh không nhỏ. Nhất định là thiên tài địa bảo cực kỳ khủng bố, nếu mời viện binh, đến lúc đó thừa cơ động tâm, liền cái được không bù đắp đủ cái mất, Thánh Linh Cốc không thể không phòng, loại chuyện cầu viện binh này có thể tránh liền tránh, huống chi kể bên này không có viện binh gì có thể mời động. Cái này, Dạ Vị Ương nhìn không gian gợn sóng kia, có chút suy tư, đôi mắt sáng nhảy lên nói. Người đâu? Cốc chủ có gì phân phó? Một đệ tử Thánh Linh giáo tiến lên phía trước nói. Ta tự mình phát ra một tin tức ngọc giản, người nhanh mang đến cổ vực Phi Linh Môn, nhất định phải giao cho Phi Linh Môn Lục Trưởng Môn. Ánh mắt của Dạ Vị Ương có chút chớp động nói. Nếu Lục Trưởng Môn không có mặt, liền giao cho Phi Linh Môn Quỷ Thiên Tử Bạch Oánh hoặc là Thúc Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh. Thiên trụ giới, xung quanh Lục Lâm Thiên,
không gian chập trùng không thôi, một cổ quang mang bạch sắc hiện lên, không ngừng quanh quẩn chui ra tiến vào thân thể Lục Lâm Thiên, nhìn xem cực kỳ huyền ảo. Theo bạch sắc quang mang quanh quẩn, còn nương theo một cổ năng lượng vô cùng vô tận hội tụ, thân thể của Lục Lâm Thiên giống như một cái động không đáy, tùy ý năng lượng kia tiến vào, đều là ai đến cũng không cự tuyệt, khí tức đã đến trình độ cực kỳ nồng đậm. Lúc này trong thiên trụ giới, mọi người đã qua gần 3 tháng thời gian, Lục Lâm Thiên luyện hóa, cũng đã giữ vững trọn vẹn 3 tháng thời gian. Trong 3 tháng này, Lục Lâm Thiên thân như bản thạch, không chút sứt mẻ, chỉ có khe hở màu trắng quanh quẩn, phát ra tiếng rít tiếng nổ thấp thấp. Trong đầu Lục Lâm Thiên, linh lực thôn phệ từ hạc linh tả sứ trải qua âm dương linh vũ quyết luyện hóa, cũng biến thành linh lực tinh thuần, như hồ nước tràn vào thức hải, hơn nữa trong đó, còn có thiên địa năng lượng liên tục không ngừng tràn vào, hóa thành linh lực tinh thuần, dung nhập đến trong thức hải. Hô! Cũng không biết đã qua bao lâu, khe hở màu trắng quanh thân Lục Lâm Thiên đã dần dần biến mất, khí tức kéo lên cũng từ từ ngừng lại, có chút chấn động, liền ổn định ở trên một cấp độ. Phun ra một ngụm chọc khí, thu lại thủ ấn, Lục Lâm Thiên mở ra hai con ngươi, trong mắt tinh mang kích bắn, khí tức cùng lúc trước lộ ra bất đồng rõ ràng. Linh tôn bát trọng hậu kỳ. Cảm giác khí tức trong cơ thể lúc này, linh lực bành trướng cùng linh hồn lực cường hãn, khóe miệng của Lục Lâm Thiên lộ ra cười nhạt, luyện hóa linh lực của hạc linh tả sứ, để cho tu vi của mình miễn cưỡng từ linh tôn bát trọng sơ kỳ đạt đến linh tôn bát trọng hậu kỳ, tuy không có đột phá đến linh tôn cửu trọng, nhưng mà tiến bộ bực này cũng đã không thấp. Đến linh tôn giả, đặc biệt là đến linh tôn bát trọng, ngay cả khi đều là linh tôn bát trọng, tu vi hơn kém thường thường là có khoảng cách cực lớn. Hạc linh tả sứ là linh tôn cửu trọng, luyện hóa linh lực của hắn, mới để cho mình từ linh tôn bát trọng sơ kỳ, tiến đến linh tôn bát trọng hậu kỳ, loại cấp độ phân chia này, cũng không có một loại định vị kỹ càng, chỉ có dựa vào cảm giác của mình tiến hành phân chia phán định. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giờ phút này Lục Lâm Thiên phán định tu vi của mình, trong nội tâm nhàn nhạt cười khổ, tu vi càng cao, đột phá lại càng khó, một linh tôn cửu trọng mới để cho mình từ linh tôn bát trọng sơ kỳ, đột phá đến linh tôn bát trọng hậu kỳ, đây còn là bởi vì hạc linh tả sứ này xem như không kém, nếu muốn từ linh tôn bát trọng hậu kỳ đột phá đến linh tôn cửu trọng, còn không biết cần bao nhiêu năng lượng chèo chống. Lục Lâm Thiên sợ là nắm lấy hai hạc linh tả sứ tới cũng chưa đủ a. Tính toán thời gian, hơn 3 tháng mới luyện hóa xong hạc linh tả sứ, cái này còn bởi vì mình là linh tôn bát trọng, luyện hóa linh lực tốc độ mau hơn không ít, tu vi càng cao, tốc độ luyện hóa cũng càng nhanh. Hô! Lục Lâm Thiên hít sâu một thoáng, trong nội tâm tinh tường, thôn phệ hạc linh tả sứ, đây mới là khai vị mà thôi, lúc này đây trọng điểm, là đột phá trên cấp độ vũ giả. Tật phong tôn giả đã bị cấm chế trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, đó mới là món chính. Tật phong tôn giả là nam thúc cố ý chuẩn bị cho mình, tu vi của tật phong tôn giả, Lục Lâm Thiên là từng nhìn qua, mặc dù nói còn chưa sánh bằng phệ hồn lão quỷ, so với phệ hồn lão quỷ còn kém một chút. Nhưng Lục Lâm Thiên biết rõ, tu vi của tật phong tôn giả so với vô ảnh kiếm tôn, lộc linh tôn giả, tuyệt đối là cường đại hơn rất nhiều. Ngay cả hai vị sư thúc Kim Lang tôn giả và cùng kỳ tôn giả thời kỳ toàn thịnh đơn đả độc đấu, có thể nói là trong ngàn chiêu sàn sàn nhau, ngoài ngàn chiêu liền khó có thể biết được, cường giả giao thủ, nhân tố bên ngoài cũng có thể ảnh hưởng cực lớn, cái này phải xem vận khí. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, có thể nói tật phong tôn giả này chính là tồn tại đỉnh phong trong cửu trọng, tu vi tuyệt đối không phải hạc linh tả sứ có thể so sánh, nghiêm khắc nói tiếp, nếu hạc linh tả sứ là vũ tôn, dù là ba hạc linh tả sứ cũng khó có thể cùng tật phong tôn giả so sánh, một vũ tôn cửu trọng bình thường cùng vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, kém có đôi khi không chỉ là mấy lần đơn giản như vậy. Thật đúng là xem trọng ta a. Lục Lâm Thiên cười khổ, mình là vũ tôn lục trọng đỉnh phong, hiện tại muốn thôn vệ cường giả như tật phong tôn giả, Lục Lâm Thiên nghĩ tới cũng có chút áp lực, nghĩa phụ thật đúng là để mắt mình, vậy mà không sợ mình ăn no bể bụng. Khóe miệng vui vẻ. Lục Lâm Thiên gọi Tử Lôi Huyền Đỉnh ra, thân ảnh lóe lên, lần nữa tiến nhập vào trong, nghĩa phụ nam thúc thật vất vả để ý mình như vậy, Lục Lâm Thiên tự nhiên sẽ không lùi bước, có bất diệt huyền thể cùng đan điền khí hải khổng lồ của vũ giả sáu hệ, thôn phệ tật phong tôn giả thì như thế nào. Tử Lôi Huyền Đỉnh vốn là bị Huyền Thiên Yêu Tôn gửi trong không gian thạch thất Huyền Thiên Bảo Tàng, tật phong tôn giả trọng thương giống như gà bị nam thúc cấm chế, cuối cùng bị Lục Lâm Thiên giam ở trong không gian này.
mặc dù Tật Phong tôn giả cũng có chút thủ đoạn, nên ý định âm thầm cởi bỏ cấm chế. Ai biết đến cuối cùng thủ đoạn ra hết, Tật Phong tôn giả mới biết được Linh Vũ Đại Đế bố trí cấm chế, hắn căn bản là không cách nào mở ra, lúc này đây rơi vào trong tay Phi Linh Môn, để cho hắn cũng triệt để uể oải. Xùy tương đương tương đương. Thân ảnh của Lục Lâm Thiên trống rỗng xuất hiện ở trước người Tật Phong tôn giả. Tiểu tử, người muốn thế nào, nếu thả ta còn dễ nói, nếu ta không thể quay về, Khôn Dương đảo cũng không phải không có người, coi như là Linh Vũ Đại Đế, cũng không bảo hộ được ngươi. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên, sắc mặt tái nhợt của Tật Phong tôn giả không khỏi run run, bất quá ánh mắt vẫn có thể chuyển động. Nhưng lúc này Tật Phong tôn giả nói chuyện, vẻ mặt lại ngốc trệ, chỉ có ánh mắt chuyển động, lộ ra vẻ cực kỳ buồn cười, không có phong thái của Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong chút nào. Thả ngươi, ngươi ngốc thật hay là giả ngốc, bất quá cái này để ngươi từ từ suy ngẫm, nhưng ta không ngốc, cho nên tự nhiên là sẽ không tha ngươi. Lục Lâm Thiên cười lạnh, lúc này ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tật Phong tôn giả, hoàn toàn là thợ săn nhìn chăm chú lên con mồi, hiện tại Tật Phong tôn giả là thuốc bổ, so sánh với Hạc Linh tả sứ, đây mới là món chính của mình lúc này. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Cảm giác được ánh mắt của Lục Lâm Thiên, trong lòng Tật Phong tôn giả tự dưng có chút bỡ ngỡ, phảng phất cảm thấy một ít dự cảm bất hảo, linh hồn không hiểu thấu sợ hoảng lên. Tật Phong tôn giả lớn tiếng nói. Tiểu tử, ta biết rõ Thiên Linh Đan Tôn nhất định không phải đế giả, tối đa chỉ là chuẩn đế, đúng, có lẽ hắn là chuẩn đế, bằng không sẽ không dám không để ý lệnh cấm ra tay với ta, Thiên Linh Đan Tôn không phải đế giả. Phi Linh Môn ngươi là cái vỏ bọc không, bảo hộ không được ngươi, ngươi không thả ta, Phi Linh Môn của ngươi tùy thời sẽ bị diệt. Ngươi biết đã chậm. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên có chút biến hóa, lúc trước Tật Phong tôn giả này bị Nam Thúc đập bay, cũng có đề cập tới lệnh cấm gì đó, cái này để cho Lục Lâm Thiên cực kỳ hiếu kỳ. Lục Lâm Thiên nhớ rõ Cực Nhạc Tam Quỷ trong lúc vô tình cùng ở trước mặt mình đề cập tới, là Lộc Linh tôn giả nói cho bọn họ, lúc ấy Lục Lâm Thiên cũng không để ý. Cực Nhạc Tam Quỷ cũng không nói rõ ràng, xem ra về sau phải tìm Cực Nhạc Tam Quỷ hỏi rõ mới được. Lục Lâm Thiên, người đến cùng muốn thế nào, tiểu tạp chủng, người dám động bản tôn thử xem, bản tôn sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho. Cảm giác được ánh mắt của Lục Lâm Thiên càng ngày càng lạnh, trong nội tâm Tật Phong tôn giả cũng càng ngày càng sợ hoảng lên. Ngươi lập tức sẽ biết, ta sẽ chứng minh giá trị của ngươi. Lục Lâm Thiên nụ cười giả tạo nói. Chậm rãi đi tới Tật Phong tôn giả, trong tay nâng trưởng ấn, vòng xoáy chân khí hiện lên, không gian chung quanh bị cắn nuốt. Lời nói của Lục Lâm Thiên rơi xuống, ngay thời điểm Tật Phong tôn giả càng ngày càng cảm giác được sợ hãi, trưởng ấn trong tay uốn lượn hóa thành chảo ấn, ở trong ánh mắt giật mình của Tật Phong tôn giả, đã chụp ở trên thiên linh cái của hắn. Tiểu tạp chủng, người muốn làm. Một cổ thôn phệ chi lực cực lớn chút xuống, Tật Phong tôn giả còn không có nói xong, trên mặt liền vặn vẹo. Cảm giác chân khí trong cơ thể bị cắn nuốt nhanh chóng, chân khí trong đan điền khí hải tự động bị hấp xả ra, căn bản là không theo mình khống chế, chỉ có thể kêu lên thảm thiết. A hát, tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương, loại đau nhức kịch liệt này không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Sau một canh giờ, Tật Phong tôn giả mới đình chỉ tiếng kêu thảm thiết, tựa hồ là vô lực kêu rên, chân khí phong thuộc tính giống như đại dương mênh mông trong cơ thể, đã cuồn cuộn không dứt tiến nhập vào người Lục Lâm Thiên. Mười mấy canh giờ sau, sắc mặt của Lục Lâm Thiên bắt đầu chướng đỏ lên, cho dù Lục Lâm Thiên đã sớm tính toán đến chân khí trong cơ thể Tật Phong tôn giả khổng lồ, nhưng mà khi mình thôn phệ, trình độ chân khí trong cơ thể Tật Phong tôn giả, so với Lục Lâm Thiên tưởng tượng còn muốn khủng bố. Mà hơn 20 canh giờ sau, suốt 2 ngày thời gian, sắc mặt của Lục Lâm Thiên đã tựa như say rượu đỏ lên, thậm chí là thân hình cũng có chút bành trướng. Nghĩa phụ, người tín nhiệm ta như vậy sao? Trong nội tâm Lục Lâm Thiên kêu khổ không thôi, nếu cứ thôn phệ xuống, dù mình có đan điền khí hải khổng lồ, tăng thêm bất diệt huyền thể, cũng sẽ bạo thể mà vong a. Ngay thời điểm Lục Lâm Thiên kêu khổ không thôi, bỗng nhiên lại thở dài một hơi, có loại cảm giác giống như đại xá, chân khí trong cơ thể Tật Phong tôn giả rốt cục bị cắn nuốt sạch sẽ. Ngay thời điểm chân khí trong cơ thể Tật Phong tôn giả bị cắn nuốt sạch sẽ, hồn anh trong đầu cũng bị cắn nuốt, trực tiếp vọt vào thức hải. Xùy tương đương tương đương. Đúng vào lúc này, hồn anh của Tật Phong tôn giả bị cắn nuốt đến, bởi vì không phải cưỡng ép tiến vào, cho nên không có đỡ upsilon.ng phải cây đao màu vàng công kích. Chỉ là vào lúc đó, đại hồn anh trong đầu lần nữa động,
sát khí lan tràn, trực tiếp xông về hồn anh, trong tay cũng ngưng tụ một vòng xoáy, lập tức thôn vệ hồn anh của Tật Phong tôn giả. Đại hồn anh có bản năng thôn vệ linh hồn cùng sát khí, mỗi lần thôn vệ hồn anh cường giả, chỗ tốt đều bị đại hồn anh đoạt, để cho đại hồn anh tiếp tục tăng cường, như thế để cho Lục Lâm Thiên giảm bớt đi phiền toái khi nghĩ biện pháp để cho đại hồn anh trở nên mạnh mẽ, đại hồn anh là cực kỳ trọng yếu a. Sau một lát, Tật Phong tôn giả triệt để trở thành một thây khô, linh hỏa thoáng hiện, thi thể kia đã không có bao nhiêu giá trị, cũng không cách nào luyện thành khôi lỗi, chân khí bị thôn phệ, cái thây khô này cùng thây khô bình thường không có khác nhau quá nhiều, bị linh hỏa trong tay Lục Lâm Thiên đốt thành cho tàn. Chân khí thật bàng bạc. Cảm giác chân khí thôn phệ mà đến trong cơ thể, Lục Lâm Thiên sợ hãi thán phục, sắc mặt đỏ lên, gần như là dữ tợn, Lục Lâm Thiên có thể tinh tường cảm giác đến bộ dáng đáng sợ bây giờ của mình. Tật Phong tôn giả là vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, chân khí vô cùng bàng bạc, mình chỉ là vũ tôn lục trọng đỉnh phong, cắn nuốt chân khí của hắn, tựa như ăn uống quá độ, trong cơ thể tràn ngập chân khí bàng bạc, giống như muốn phá thể, để cho mình bạo thể mà vong. Vũ tôn lục trọng thôn vệ vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, đã đến tôn cấp, mỗi cách một trọng đều là khoảng cách cực lớn, tuy đan điền khí hải của vũ giả sáu hệ phi thường khổng lồ, nhưng nếu Lục Lâm Thiên ở bình thường, tự nhiên là không dám mạo hiểm thôn vệ một vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, sơ sẩy một cái, mình liền bạo thể mà vong. Bất quá sự tình mạo hiểm làm nhiều, hiện tại Lục Lâm Thiên cũng có chút cảm giác giận nhiều không sợ ngứa, huống chi mình có bất diệt huyền thể, sẽ không có nguy hiểm quá lớn a. Tuy lúc này trong cơ thể tùy thời có cảm giác bạo thể mà vong, chân khí tràn ngập đáng sợ, nhưng nghĩ đến chân khí bàng bạc kia sẽ hóa thành chân khí của mình, để cho mình đột phá, trong nội tâm Lục Lâm Thiên liền thoải mái, chân khí bàng bạc như thế, không biết có thể để cho mình đột phá tới trình độ nào. Hiện tại đối với đột phá, Lục Lâm Thiên không giống như trước có cố kỵ, gần đây tâm cảnh nhận được không ít chỗ tốt, liên tiếp đột phá, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, hoàn toàn có thể yên tâm đột phá. Đồng thời Lục Lâm Thiên cũng nghĩ, dựa theo kinh nghiệm đột phá trước kia đến xem, chỉ cần đột phá thất trọng vũ tôn, đến lúc đó rất có thể ở dưới đặc tính của âm dương linh vũ quyết, mình có thể liên tiếp đột phá, đến lúc đó mới thoải mái. Bắt đầu luyện hóa. Trong chờ mong, sau một lát, thân ảnh của Lục Lâm Thiên lần nữa đến bên ngoài Tử Lôi huyền đỉnh. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Lâm Thiên vận chuyển âm dương linh vũ quyết luyện hóa, chân khí thôn phệ mà đến, luyện hóa đi tạp chất. Sẽ hóa thành chân khí của mình, tiến nhập đan điền khí hải. Sau một lát, quanh thân Lục Lâm Thiên bao phủ trong kim mang nhàn nhạt, tiến nhập trong trạng thái luyện hóa, thời gian lần nữa chậm rãi trôi qua. Đông Hải, trong một vùng biển, giữa không trung một quần đảo, một mảnh dáng đỏ tựa như lửa cháy, soi sáng vô số kiến trúc, chính giữa quần đảo, một đại điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, sừng sững ở trong vùng biển, trong hải vực này, chim bay không độ, yêu thú không gần. Trong một thạch thất, một mỹ phụ khoảng 40 dịu dàng mà đứng, lộ ra vũ mị thành thục, giống như là cây đào mật hương thơm bốn phía, đúng là Thiên Vân Đảo Thanh Oản tôn giả. Mà trong thạch thất này, còn có một đạo thân ảnh ấy khoanh chân ngồi xuống, cũng cực kỳ uyển chuyển, thân mặc vải thô, đầu đội khăn lụa xám trắng, thấy không rõ bộ dáng, cực kỳ mộc mạc, nhưng trong lúc vô hình lại có một cổ khí thế thoát tục, Thanh Oản tôn giả ở trước mặt nàng, cũng lộ ra cực kỳ cung kính. Không nghĩ tới những năm này, đám lão gia hỏa kia thực lực đều không yếu, Lục gia tam huynh muội cũng kinh người như vậy. Thân ảnh mộc mạc nói, lộ ra giọng nói cực kỳ già nua. Lúc này đây thiên địa minh bị thiệt hại nặng nề, đoán chừng đã trọng thương nguyên khí rồi. Thanh Oản tôn giả nói, trọng thương như thế, Lục gia tam huynh muội lại lớn lên quá nhanh, sợ là thiên địa minh cũng khó có thể nhẫn xuống, Thiên Vân đảo chúng ta cũng cần chuẩn bị sẵn sàng mới được. Muốn đến luôn luôn sẽ đến, ngăn cũng ngăn không được. Thân ảnh mộc mạc nói. Tuyết Phi đã đi an bài, một khi thiên địa minh có động tĩnh, Thiên Vân đảo chúng ta sẽ động. Thanh Oản tôn giả nói. Tuyết Phi ngược lại là càng ngày càng thành thục, chỉ có điều niên kỷ còn thấp, ở một số việc, không có lão luyện như Lan Lan A Hát. Thân ảnh mộc mạc có chút thở dài. Đứa nhỏ Lan Lan này, là người thích nhất, lúc trước trong ba người Kính Hoa, Thủy Nguyệt, Lan Lan. Người cũng lựa chọn Lan Lan, không nghĩ tới kết quả của Lan Lan lại. Thanh Oản tôn giả khe khẽ thở dài, Lan Lan chính là đệ tử mà sư tỷ thích nhất, chỉ tiếc kết quả lại xúc phạm đảo quy nghiêm trọng nhất. Hết thảy đã qua, coi như không có phát sinh a, nếu nàng có thể tĩnh tâm tu luyện, vượt qua mấy trăm năm,
1.000 năm, ngược lại còn có cơ hội đặt chân vào hàng ngũ siêu cấp cường giả. Thân ảnh mộc mạc nói. Gần đây Lan Lan tiến bộ không chậm, bất quá sợ là không cách nào tĩnh tâm tu luyện, tâm tư vẫn đặt ở trên người hài tử đó. Thanh Oản tôn giả nói. Thanh Oản, người cảm thấy đứa bé kia đến cùng là ai, người Lan Lan tiếp xúc cũng không nhiều, người bình thường, dùng tâm cao khí ngạo của nàng, là tuyệt đối không để vào mắt. Có chút dừng lại, thân ảnh mộc mạc hỏi. Ta cũng kinh ngạc A-Hát, suy nghĩ một lần, cũng không phát hiện ai có khả năng. Ánh mắt của Thanh Oản tôn giả nhúc nhích, cũng nghĩ không ra rốt cuộc là ai. Được rồi, chẳng cần đi nghĩ những cái kia, gần đây trong một thời gian ngắn, sợ là đại lục này sẽ không bình tĩnh, không biết trải qua dung chuyển này, Thiên Vân đảo đến cùng sẽ như thế nào. Thân ảnh mộc mạc nói nhỏ. Đúng rồi sư tỷ, Lục Lâm Thiên kia, nghe nói đã trở thành nghĩa tử của Thiên Linh Đan Tôn. Thanh Oản tôn giả nhìn thân ảnh mộc mạc nói. Thật sao? Nghe vậy. Thân ảnh mộc mạc tựa hồ có chút chấn động, lập tức nói. Thanh Oản, lúc này đây Thiên Vân đảo ta không có tổn thất quá nhiều, đã không dễ dàng, người cũng bị thương không nhẹ, sớm chút dưỡng thương a. Ân. Thanh Oản tôn giả khẽ gật đầu. Ngọn núi Liên Miên, thấp thoáng lấy kiến trúc lung linh, lúc này là đầu hạ, dãy núi xanh biếc, trên núi cây cối sum xuê, lục ý giạt rào, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh lục quang dịu dàng, gió nhẹ thổi qua. Tựa như sóng lớn. Trong một đình viện u tĩnh, trên giường, quanh thân Lăng Thanh Tuyền bao phủ trong một mảnh lam mang, sắc mặt có chút tái nhợt, dần dần khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Mẹ! Một âm thanh thanh thúy truyền đến, lời nói rơi xuống, một nữ đồng ước chừng 5-6 tuổi chạy vào trong phòng, nữ đồng này rất đáng yêu, khuôn mặt phấn nộn, trong lúc mơ hồ đã có thể nhìn ra, ngày sau nhất định là mỹ nữ tuyệt sắc, cùng Lăng Thanh Tuyền cực kỳ tương tự, mà trong ánh mắt lại lộ ra một vẻ kiên nghị mà bạn cùng lứa tuổi khó có, hai mắt đen láy nhộn nhạo, trên cái đầu nhỏ chát lấy bím tóc, càng lộ ra đáng yêu đến cực điểm. Du Thược, để cho mẹ ôm một cái. Lăng Thanh Tuyền thu lại thủ ấn, đình chỉ điều tức, đẩy ra tóc mai mất trật tự, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ, trên ngọc nhan không thi phấn trang điểm, lại lộ ra vũ mị, còn có chút tiên khí, nhìn nữ đồng trước mặt, trong mắt lộ ra yêu thương trìu mến. Mẹ, ta nghe nói người bị thương. Lo lắng chết Du Thược rồi. Tiểu nữ đồng nhào vào trong lòng Lăng Thanh Tuyền, hai lông mi mảnh mai, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mân mê, hai mắt sáng ngời lộ ra rất khẩn trương. Mẹ không có việc gì, Du Thược không cần lo lắng. Trong nội tâm Lăng Thanh Tuyền ấm áp, chăm chú ôm con gái ở trong ngực. Mẹ, là ai đánh thương ngươi, về sau nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nữ đồng khẽ cắn hàm răng, trong hai tròng mắt thanh tịnh lộ ra lãnh ý. Đứa nhỏ ngốc, thực lực của ngươi còn chưa đủ, chờ Du Thược ngươi trưởng thành, trở nên cường đại, liền có thể bảo hộ mẹ rồi. Nhìn qua nữ đồng trong ngực, trong mắt Lăng Thanh Tuyền không cách nào nhìn được ướt át, hai từ người khác, ở niên kỷ này đều có phụ thân yêu thương, là thời điểm làm nũng, mà Du Thược, lại chưa từng có. Mẹ, ngươi lại như vậy rồi. Du Thược nhìn qua trong mắt Lăng Thanh Tuyền ướt át, nhẹ nhàng lau khóe mắt nàng, nói nhỏ. Mẹ không nên khóc. Có phải Du Thược làm mẹ tức giận hay không, về sau Du Thược nhất định sẽ ngoan, sẽ chăm chú tu luyện. Đứa nhỏ ngốc, người đã rất ngoan rồi. Lăng Thanh Tuyền nói nhỏ, trong nội tâm càng chua xót. Mẹ sao vậy nhỉ, chẳng lẽ là nhớ cha, ta cũng nhớ cha à. Đôi mắt sáng ngời của Du Thược nhìn qua Lăng Thanh Tuyền, đối với cha ấn tượng rất lạnh nhạt, nhưng không cách nào ngăn cản ở trong đầu tưởng tượng, vô số lần nàng tưởng tượng ra bộ dáng của cha. Đúng. Mẹ nhớ cha rồi. Nhìn ái nữ, Lăng Thanh Tuyền ôm con gái ở trong ngực, nước mắt không ngừng tuôn ra. Mẹ đừng khóc, chờ ta trưởng thành, nhất định phải giết hung thủ vì cha báo thù. Du Thược lộ ra sát ý kiên nghị nói. Dãy núi phập phồng, ánh nắng chiều rơi xuống, trên dãy núi xanh biếc phủ thêm hào quang. Trong sơn mạch, một ngọn núi cao hơn ngàn thước, cự nhai đứng thẳng, ánh mắt nguyên nhược lan tập trung tư tưởng suy nghĩ, tóc mai rơi lả tả. Váy dài màu tím vòng quanh dáng vẻ thướt tha mềm mại, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì, thật lâu không có di động. Hết thảy đều nhớ ra rồi, không nghĩ tới ta một mực đều bại, một mực đều đuổi theo. Sau một lát, đôi mắt dễ thương của Nguyên Nhược Lan nhúc nhích, đột nhiên thì thào than nhẹ. Sư tỷ, âm thanh thanh thúy vang lên, một bóng hình xinh đẹp rơi xuống, váy dài vòng quanh tư thái uyển chuyển, thân ảnh di động tầm đó,
không có mang theo bất luận cho bụi gì, ở độ tuổi như nàng đã có tu vi như thế, đã xem như không yếu. Hạ Liên, không phải ta đã phân phó qua, bất cứ chuyện gì cũng không được tới quấy rầy ta sao? Vân Nhược Lan nói, sư tỷ, là sư phụ để cho ta đến, người của Hóa Vũ Tông cùng Lan Lăng Sơn Trang đều đến. Hạ Liên nói nhỏ, ta đã biết. Nguyên Nhược Lan chậm rãi đứng dậy, làn váy màu tím nhoáng một cái, đôi mắt dễ thương lộ ra một chút chấn động. Sư tỷ, người ở chỗ này đã ngây ngốc vài ngày rồi, người như thế nào rồi? Hạ Liên do dự một chút, nhìn Nguyên Nhược Lan hỏi. Nghĩ thông suốt một sự tình, chúng ta đi thôi. Nguyên Nhược Lan nói, khóe miệng trong lúc bất chi bất giác lộ ra mỉm cười, phảng phất như là thiếu nữ xấu hổ. Hô! Trong thiên trụ giới, Lục Tâm Đồng mở hai con ngươi ra, tinh mang trong mắt nổ bắn, hào quang để cho người vì sợ mà tâm rung động, thủ ấn thu lại, hắc mang quanh thân đều thu liễm. Giờ phút này thương thế của Lục Tâm Đồng đã khôi phục, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, quét mắt về bốn phía, tâm thần lập tức khẽ động, trong tay xuất hiện một đạo hồn anh uể oải, khí tức linh hồn bàng bạc lập tức khuếch tán. Hồn anh này mở ra hai con ngươi, thấy Lục Tâm Đồng liền lộ ra vẻ kinh hãi. Hồn anh này là hồn anh của Phong Vũ Tôn giả, lúc trước bị lệ quỷ bắt sống, đã rơi vào trong tay Lục Tâm Đồng. Là ngươi rồi. Đôi mắt Lục Tâm Đồng nhúc nhích, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vui vẻ, nhưng cái vui vẻ này lại để cho Phong Vũ Tôn giả run rẩy, phảng phất đã cảm thấy nguy hiểm. Xùy tương đương tương đương. Theo thủ ấn của Lục Tâm Đồng biến hóa, một tia khói độc đen kịt trực tiếp quán trú ở trong hồn anh của Phong Vũ Tôn giả. A hát. Phong Vũ Tôn giả hét thảm, giống như thừa nhận lấy thống khổ cự lớn, hồn anh dữ tợn nhảy lên, lại thủy chung bị Lục Tâm Đồng khống chế. Lúc này tiến nhập thiên trụ giới cũng không biết đã qua bao lâu, ở trong thiên trụ giới, thương thế của mọi người đều là trên cơ bản khôi phục, một con thất giai yêu thú của yêu đường còn ở trong thiên trụ giới bắt đầu đột phá. Lần này ở trong tử vong thâm uyên đại chiến, đối với người và thú mà nói, trái lại còn là một chuyện tốt, trong đại chiến có thể sống sót. Được chứng kiến siêu cấp cường giả ra tay, đều hoặc nhiều hoặc ít có cảm ngộ. Cộng thêm trong sinh tử đại chiến, cái loại tôi luyện trong nguy cơ, một ít vốn dừng lại ở biên giới đột phá, đều thừa cơ đột phá, liền không phải là chuyện kỳ quái rồi. Rất nhiều cường giả sau khi dừng lại ở một cấp độ, đều là lựa chọn đi tôi luyện mình, cơ duyên vừa đến, dĩ nhiên là sẽ đột phá. Theo thời gian đi qua, trong thiên trụ giới sợ là đã đi qua một năm, không ít cường giả ở trong thiên trụ giới đột phá. Để cho thiên trụ giới thường xuyên nổi lên chấn động. Ở một chỗ không gian, Cực Nhạc Tam Quỷ khoanh chân ngồi xuống, lúc này khí tức của ba người cùng trước kia khác hẳn, quanh thân lệ quỷ có lam quang quanh quẩn, khí tức cực kỳ quỷ dị, làm cho người run sợ.